Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 101. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like và chia sẻ video cho Phong nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Vương Đạo Chí Tôn, tập 101. Khốn kiếp, các ngươi còn dám tới sao? Cung Vi hét lớn, lập tức cả đám đứng ra chắn trước mặt của Vương Khả. Lúc này tất cả đệ tử chính đạo đều trừng mắt nhìn chằm chằm Hoàng Hữu Tiên. Các ngươi tránh ra, để ta giết Vương Khả. Hoàng Hữu Tiên vừa nói vừa ho khan, có vẻ rất là hư nhược. Hoàng Hữu Tiên, ngươi dám trắng trợn xé bỏ điều ước liên minh chính đạo thập vạn đại sơn, vì tư dục bản thân âm mưu giết điện chủ Nam Lang điện chúng ta. Ngươi tưởng có thể vô pháp vô thiên mãi được sao? Ngươi tưởng mình có thể một tay che trời, Thiên Lang Tông chúng ta sẽ mặc cho ngươi khi nhục sao? Ngươi cậy vào trở về từ bên ngoài thập vạn đại sơn, cho rằng Thiên Lang Tông chúng ta không có tiền bối nguyên thần cảnh. Ngươi dám tùy ý giết Vương Khả, ta liều cái mạng này, không cần thân phận tông chủ, cũng phải đi ra ngoài thập vạn đại sơn tố cáo ngươi. Không lấy xuống đầu ngươi, ta thề không bỏ qua. Cung Vi trừng mắt giận nói. Không sai. Đám đệ tử chính đạo đồng thanh gầm nói, ta không có vì tư dục bản thân. Hoàng Hữu Tiên không ngừng ho khan, hư nhược nói, hắn có, ta có thể chứng minh. Trương Đình Nhi đột nhiên lên tiếng nói, Trương Đình Nhi, ngươi đứng về phía nào? Từ Trọng Sơn cả giận nói, ta không đứng về phía nào hết. Các người muốn cưỡng bách ta gả cho tên hỗn đản kia, muốn giết chứng ngại Vương Khả sao? Các người đổi trắng thay đen, lạm sát người vô tội, ta dựa vào cái gì mà phải đứng về phía các ngươi? Ta có thể chứng minh, ta muốn chứng minh cho Vương Khả. Các ngươi định làm gì? Trừ phi các ngươi giết luôn cả ta. Trương Đình Nhi quát, ngươi. Từ Trọng Sơn trừng mắt cả giận nói, ta không lạm sát người vô tội. Vương Khả là ma, ta tru ma sao lại thành sai? Hoàng Hữu Tiền vừa ho vừa nói, ma. Trường chính đạo rộ lên từng tiếng trào phúng, làm can. Từ Trọng Sơn phẫn nộ quát, nhưng Hoàng Hữu Tiên lại kéo lại Từ Trọng Sơn, hư nhược trông về phía đám đông. Ta nói Vương Khả là ma, hắn chính là ma, ta không nói sai. Hoàng Hữu Tiên hư nhược nói. Hoàng Hữu Tiên nhớ được lời kể Ô Hữu Đạo từng nói với mình, lần nữa khẳng định Vương Khả chính là ma, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Người nói Vương Khả là chuyển thế linh đồng sao? Dù kiếp trước của chuyển thế linh đồng có là ma, nhưng mà sau khi chuyển thế rồi thì cũng khôi phục thành người. Vương Khả không phải là ma, người định lấy thân phận ma của Kim Ô kia để làm tội danh mưu hại Vương Khả sao? Đừng hòng. Trương Đình Nhi trừng mắt nói, Vương Khả là chuyển thế linh đồng. Đám người Cung Vi không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn Vương Khả. Đau đầu quá, Trương Đình Nhi, ngươi đừng có giải thích lung tung. Ta không phải chuyển thế linh đồng, Kim Ô kia không liên quan gì tới ta. Trước kia Kim Ô bị Hoàng Hữu Tiên hành hạ quá ác độc, chết không nhắm mắt, oán khí ngất trời mới nổi điên công kích Hoàng Hữu Tiên thôi. Vương Khả ôm đầu thống khổ nói, người không phải chuyển thế linh đồng. Sao lại như thế? Trường Đề Nhi vẫn cứ không tin. Thật không phải. Người đừng có ghép thuộc tính cho ta, bằng không lúc đám hòa thượng kia nghe được ta là chuyển thế linh đồng lại muốn bức ta đi làm hòa thượng đấy. Như vậy ta chẳng phải là thiệt to sao? Ta còn chưa có lấy vợ mà, người đừng có làm phiền phức cho ta nữa. Vương Khả ôm đầu nói, lấy lão bà sao? Lập tức thần sắc chúng nhân tại trường không giấu được vẻ cổ quái. Hoàn cảnh nghiêm túc như thế này, người đầu ngươi như vậy rồi mà ngươi còn nhớ kỹ không quên chuyện lấy lão bà sao? Ta không nói đến Kim Ô kìa, ta đang nói Vương Khả. Giờ này khắc này hắn chính là ma, các ngươi đã bị hắn lừa gạt rồi. Hoàng Hiếu Tiền vừa ho khan vừa gằn giọng nói, nét mặt rất dữ tợn. Cái dám ấy, ngươi mới là ma, cả nhà ngươi là ma. Mẹ nó chứ, ô miệt ta thì cũng cố tìm cái cớ nào thuyết phục một chút đi. Trước đó lúc ngươi có năng lực giết ta, sao không nói ta là ma? Giờ vô năng lại muốn dội nước bẩn lên đầu ta. Ngươi có biết mấy năm qua bao nhiêu người mắng ta là ma không? Nhưng ta vẫn là ta. Các ngươi mắng chửi thế nào thì ta vẫn là ta, không ai tin đâu. Vương Khả ôm đầu thống khổ kêu lên. Không sai, Hoàng Hữu Tiền, ngươi già đầu còn không nền nếp, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin tưởng sao? Trong đám đông có người kêu nói, Vương Khả đến ma giáo nằm vùng, không biết bị bao nhiêu người hoài nghi. Nếu chúng ta mà tin tưởng, há không phải là kẻ ngu?
Đúng vậy đúng vậy, thực lực ngươi mạnh liền có thể chỉ hưu bảo ngựa được à? Đám đông rõ ràng không tin. Ta có chứng cứ, ta có thể chứng minh. Vương Khả, ngươi dám triển lộ chân nguyên để tất cả chúng ta nhìn xem, chân nguyên của ngươi đến cùng có phải là ma khí màu đen không? Hoàng Hiếu Tiền vừa ho khan vừa gằn giọng hỏi. Ta đâu có điên mà cởi hết quần áo cho ngươi xem, sao ta phải cho ngươi xem chân nguyên lão già? Vương Khả ôm đầu thống khổ, lại vẫn không kìm được chửi đầu một tiếng. Ngươi không nguyện ý triển lộ chính là ngươi trột dạ. Hoàng Hiếu Tiền kêu lớn. Cái rắm ấy, ngươi mới trột dạ, ta cứ nguyện không cho ngươi xem đấy. Làm sao lần này ngươi làm hại ta như vậy rồi còn bắt ta phải phối hợp với ngươi, nằm mơ đi. Vương Khả ôm đầu thống khổ nói. Sư tôn, tên Vương Khả này rất tham tài, ngươi làm vậy không được đâu. Điền Trần nhắc nhở nói. Ý gì? Hoàng Hữu Tiền quay đầu nhìn sang Điền Trần. Vương Khả, vậy đi, nếu ngươi thực sự không vấn đề, chúng ta bồi thường ngươi 50 vạn cân linh thạch được không? Điền Trần hỏi. Các ngươi cái rắm ấy, 50 vạn cân linh thạch liền muốn Vương Khả cúi đầu? Cùng vì trừng mắt cả giận nói. 500 vạn cân linh thạch, ta cho các ngươi nhìn xem. Vương Khả ôm đầu kêu nói. Tất cả mọi người đều sừng sốt. Vương Khả, người cũng quá là không tiết tháo rồi đấy, chỉ cần dùng tiền muốn gì cũng được sao? Ta muốn chuyển số tiền kia vào trong quỹ bảo đảm nghiệp vụ bảo hiểm, xem như dùng làm tiền bảo hiểm cho càng nhiều đệ tử chính đạo hy sinh về chính đạo, để bảo hộ được cho càng nhiều gia đình. Ta cúi đầu chút thì có tính là gì? Chỉ cần giúp chính đạo hưng thịnh, ta không bao giờ chùn bước. Vương Khả ôm đầu thống khổ nói. Lập tức rất nhiều đệ tử chính đạo xấu hổ cúi đầu. Thì ra Vương huynh đệ cúi đầu là vì nghĩ đến cho càng nhiều liệt sĩ chính đạo. Không ngờ vừa rồi ta lại nghĩ oan cho Vương huynh đệ, ta đúng là lấy dạ tiểu nhân vào đó lòng quân tử mà. Vương huynh đệ, chúng ta bội phục. Vương huynh đệ, lần này tới cứu viện ngươi là hành động quang vinh nhất ta làm trong mấy năm qua. Không sai, Vương huynh đệ, ta ủng hộ ngươi. Chúng nhân dứt lời, cơ mặt Điền Trần phía đối diện không ngừng co rúm run rẩy. Mẹ nói chứ, Vương Khả, ngươi có thể muốn chút mặt mũi được không? Bịp tiền thì cứ là bịp tiền, cần gì phải lôi ra lý do mũ miệng đường hoàng như vậy? Trừ đám não tàn bị ngươi tẩy não kìa ra, ai tin chứ? 500 vạn cân đinh thạch chỉ để nhìn xem chân nguyên của ngươi, mơ đi. Điền Trần kêu lên. Cho hắn. Hoàng Hiếu Tiền chợt ngắt lời. Cái gì? Sư tôn, Vương Khả làm thế rõ ràng là muốn bịp tiền mà. Điền Trần cả kinh kêu lên. Cho hắn, cầm ra nhanh đi, để hắn triển lộ ra chân nguyên. Ta chỉ sợ hắn không triển lộ thôi. Hoàng Hiếu Tiền gần giọng nói. Vừa nói Hoàng Hiếu Tiền quăng ra một chiếc vòng tay chữ vật. Ba một tiếng, Trương Đình Nhi vươn tay tiếp lấy, kiểm tra lại một phen. Không sai, là 500 vạn cân linh thạch. Trương Đình Nhi trịnh trọng nói. Tốt. Vương Khả vươn tay nhận lấy. Trương Đình Nhi lại có vẻ rất tiếc rẻ, trong mắt bất giác đỏ rực lên. Vét tiền sao? Sao Vương Khả lại vét tiền dễ dàng như vậy được? 500 vạn cân linh thạch, mấy câu liền vét tiền đến tay. Sao đến lúc ta muốn vét tiền thì lại khó thế nhỉ? Tê, người nghe ngẩn ra đó làm gì vậy? Trương Thần Hư lập tức cầm vòng tay chữ vật trong tay Trương Đình Nhi đặt lên tay của Vương Khả. Vương Khả kiểm tra, sau đó lập tức thu lại. Trương Đình Nhi lại trừng mắt nhìn chằm chằm đệ đệ. Người bị điên sao? Sao lại đưa cho Vương Khả? Mẹ nó, hắn đã đau đầu thế rồi, cất ở chỗ ta thì có sao? Không chừng hắn đau đầu quá liền quên mất số tiền kia. Người rốt cuộc có phải là đệ ta không đây? Cái đứa ăn hại. Được rồi Vương Khả, chân nguyên người đâu? Hoàng Hiếu Tiền không ngừng ho khan, lại vẫn cứ gắt gào nhìn chằm chằm Vương Khả. 500 vạn cân linh thạch bản thân hắn cầm ra được, nhưng mà Vương Khả, ngươi không nuốt trôi số tiền đó đâu. Bởi vì đợi lát nữa chứng minh ngươi là tà ma, ngươi liền lại phải trả ta cả gốc lẫn lãi. Thậm chí Nam Minh Đi Hỏa kia cũng phải trả về cho Kim Ô Tông bọn ta. Hoàng Hiếu Tiền gắt gào nhìn chằm chằm Vương Khả. Tất cả mọi người cũng đều nhìn chằm chằm Vương Khả. Được rồi Vương Khả, ta nói một là một, hai là hai, muốn nhìn thì nhìn đi, chẳng có gì ghê gớm hết. Vương Khả nói. Dứt nói, một quả cầu chân nguyên ngưng tụ nơi lòng bàn tay. Lúc này chọc chân nguyên lần nữa phát tán ra ánh sáng rực rỡ. Chọc chân nguyên vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra quang mang vạn trượng, ánh sáng vàng rực chói mắt. Nháy mắt đó, đám đệ tử chứng đạo không khỏi lộ ra vẻ kinh thán. Chỉ có Hoàng Hiếu Tiền là hai mắt trợn trừng, khó mà tin tưởng nói. Màu đen đâu? Ma khí màu đen đâu? Ma khí cái gì? Ta là đệ tử chính đạo thì đào đâu ra ma khí? Người nói mê sảng cái gì đấy? Lại muốn vu oan cho chúng ta đúng không?
còn định đoạt đại tiền bồi thường cho liệt sĩ chính đạo. Vân Khả đau đầu muốn nứt, lại vẫn không kìm được, trừng mắt giận nói: không thể nào, nhất định là bị người che bên trong. Hoàng Hữu Thiên không tin nói: ta chuyển qua ngươi xem. Vân Khả đáp trả, chỉ thấy trọc chân nguyên trong tay Vân Khả cấp tốc xoay chuyển, bên trong lật ra thành bên ngoài, bên ngoài thì lật thành bên trong, màu vàng óng thuần nhất đào đâu ra nửa điểm màu đen. Không thể nào, không thể nào, hắn gạt ta, hắn gạt ta. Phốc một tiếng, Hoàng Hữu Tiền lập tức khí gấp công tâm, phun ra một búng máu tươi. Tên hỗn đàn Ô Hữu Đạo, chẳng phải người nói chân nguyên Vương Khả đen kịt còn mình sẽ phát nổ sao? Đây là đen kịt của ngươi đấy sao? Ta bị Ô Hữu Đạo lừa gạt, còn đền mất 500 vạn cân linh thạch. Nhìn cho kỹ, đây chính là chính khí kiếm của Thiên Lang Tông chúng ta, có thể kiểm tra chính mà. Mộ Dung Lục Quang cũng kêu nói. Vương Khả thu hồi trọc chân nguyên, lập tức bắt lấy chính khí kiếm Mộ Dung Lục Quang đưa tới. Ông một tiếng, trên chính khí kiếm ánh sáng bắn ra bốn phía, chính khí ngút trời. Hoàng Hữu Tiền, người đúng là không biết xấu hổ, còn dám vu khống vương huynh đệ. Đúng vậy, đúng vậy, thế này mà không phải là chính đạo sao? Vậy trên đời làm gì còn đệ tử chính đạo nữa? Không biết xấu hổ, đáng đời. Đám đông bốn phía quần tình kích đáng. Vương Khả trả lại chính khí kiếm cho Mộ Dung Đục Quang. Đầu ta đau quá tông chủ, mang ta trở về chữa thương. Kim Ô Tông quá hắc ám, ta không tiếp tục ở lại chỗ này thêm một phút giây nào nữa. Vương Khả ôm đầu nói, mới vừa vét được 500 vạn cân linh thạch, tốt nhất vẫn nên mau mau rời đi thì hơn. Không được phép đi. Hoàng Hữu Tiền cả giận. Vì cái gì? Người thực muốn xé bỏ mình ước? Hoàng Hữu Tiền, nề tình mấy ngày trước Kim Ô Tông đã giúp Thiên Lang Tông một tay, chúng ta có thể xí xóa chuyện này, ngươi lại vẫn cứ khư khư cố chấp, vậy đừng trách chúng ta xóa tên Kim Ô Tông. Cung Vi trừng mắt nói. Không sai. Đám đông gầm lên tán đồng. Vương Khả cầm đi đồ vật của Kim Ô Tông, quả cầu bầu lam trong tay hắn vừa rồi là của Kim Ô Tông chúng ta. Hoàng Hữu Tiền chỉ về phía Vương Khả nói, người đúng là hài hước, đó là Kim Ô cho ta, tất cả mọi người đều thấy được, sao giờ lại thành là của ngươi? Vương Khả ôm đầu giận nói. Không sai. Hoàng Hữu Tiền, ngươi còn cố tình gây sự, đừng trách chúng ta không khách khí. Cung Vi trừng mắt nói. Không được, không được phép mang đi. Ta dù có phải khiến cho Kim Ô Tông thoát đi liên minh chính đạo thập vạn đại sơn, thì cũng phải giữ lại cái vật kia. Thứ đó không thuộc về Vương Khả, nó là của Kim Ô Tông bọn ta. Hoàng Hữu Tiền trừng mắt nói. Người muốn Kim Ô Tông thoát đi liên minh chính đạo thập vạn đại sơn? Cung Vi trầm giọng nói. Không sai. Thái độ Hoàng Hữu Tiền rất là kiên quyết, căng thẳng bao trùm bầu không khí quanh bốn phía. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cười sang sảng từ nơi không xa vọng lại. Kim Ô Tông, ta còn đang nghĩ xem làm sao để phá được đại trận hộ sơn của các người, không ngờ các ngươi lại tự mở ra. Tiếng cười to từ đằng xa truyền tới. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung nơi xa, trên một mảnh vô số con rời chèn trúc như là mây đen, Long Cốt ngồi trên bảo tọa, dẫn theo ba đại đường khẩu ma giáo kéo tới. Ô Hữu Đạo, Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y và đại quân ma giáo vô cùng vô tận đều được xuất động. Ma giáo, Long Cốt, chúng nhân biến sắc. Hoàng Hữu Tiền càng ho khan dữ dội, hai mắt mở to. Đây là nhà ruột còn gặp mưa rào sao? Vốn hắn còn bị trọng thương, đại trận Kim Ô Tông cũng hủy, còn xé phá ra mặt với liên minh chính đạo. Nhưng mà đúng lúc này, ma giáo đã kéo đến cả ổ. Mẹ nó chứ, đây là chuyện con người có thể làm ra được sao? Giữa lúc tranh chấp Kim Ô Tông còn đang diễn ra căng thẳng, Long Cốt dẫn theo quần hùng ma giáo đi tới. Kim Ô Tông, ta còn đang nghĩ xem làm sao có thể phá mở đại trận hộ sơn của các người, các người đã chủ động mở ra cho ta. Long Cốt cười lớn nói. Long Cốt, tất cả mọi người đều biến sắc. Đầu ta đau quá, là Long Cốt tới. Mẹ kiếp, sao hắn lại đến vào lúc này? Vương Khả ôm đầu thống khổ nói. Vương Khả, ngươi đừng nói gì hết. Trương Đình Nhi kéo Vương Khả ra phía sau. Vương Khả, ta định tìm giết ngươi, ngươi lại muốn trốn đi đâu? À, còn có tiểu mỹ nhân nữa. Lần trước ở Chu Kinh, Vương Khả che chở ngươi, giờ ngươi lại dìu đỡ Vương Khả sao? Đúng là tình trạng ý thiếp nhỉ. Chẳng qua hôm nay ta tới,
tiếc là phải bồng đánh Uyên Ương. Vương Khả tất chết. Tiểu mỹ nhân, người theo ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Long Cốt lập tức cười lớn. Người dám? Trương Ninh Nhi trừng mắt quát. Sao ta không dám? Ở trong thập vạn đại sơn này có gì mà ta không dám? Đừng có mong dựa được vào Hoàng Hữu Tiền, giờ hắn đã hư nhược đến thế rồi, còn định cản ta? À không, hắn đang muốn trốn. Người thấy không, Hoàng Hữu Tiền đang lùi bước, hắn đang trốn vào trong đám đông. Người thấy không? Long Cốt bật cười. Đám đông quay lại nhìn, quả nhiên Hoàng Hữu Tiền đang chống đỡ lấy thân thể hư nhược, từ từ đứng lên ở trong tay Từ Trọng Sơn. Lùi bước rút ra sau, hắn định chạy trốn sao? Vốn là Hoàng Hữu Tiền hoàn toàn có cơ hội chạy trốn, nhưng mà Long Cốt vừa hô, tất cả mọi người bốn phía lập tức nhìn lại, ai nấy đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Đám đệ tử Kim Ô Tông quanh bốn phía Hoàng Hữu Tiền cũng dồn dập lùi ra, đều Hoàng Hữu Tiền đứng chơi trọi ở đó, nhất thời không biết phải làm sao. Long Cốt, ngươi không phải muốn giết Vương Khả sao? Vương Khả ở đây, sao ngươi còn chưa động thủ? Hoàng Hữu Tiền ho khan nói. Động thủ? Đương nhiên phải động thủ chứ. Vương Khả không chết sống, ta đã phong hắn làm Thần Long Đường chủ rồi, hắn lại vẫn cứ dám chống đối ta, vì một nữ nhân mà đi ngỗ nghịch ta, đúng là chán sống. Nhưng riêng Hoàng Hữu Tiền ngươi, hai lần không biết vì đâu mà chủ động tập kích ta, ngươi cũng phải chết. Năm đó ở trước mặt ta, ngươi chẳng bằng con chó, giờ mà dám vũ nhục ta. Hôm nay bản giáo chủ phải làm ba chuyện: một là giết Vương Khả, hai là giết Hoàng Hữu Tiền, ba là mang theo tiểu mỹ nhân trở về. Long Cốt gằn giọng nói. Ngươi nằm mơ. Trương Ly Nhi trợn mắt. Ta nằm mơ? Tiểu mỹ nhân, hôm nay ai có thể cứu được ngươi? Nữ nhân ta nhìn trúng, há lại có chuyện chạy thoát được? Hoàng Hữu Tiền đã muốn trốn, nhân tình Vương Khả của ngươi thì sao? Hắn... Long Cốt đắc ý nói, đột nhiên nét mặt chợt cứng đờ. Vốn tưởng là Vương Khả đang sợ muốn chết, kết quả Vương Khả lại bất ngờ xiên xiên vẹo sẹo sẹo bước tới. Đều do cái tên ngu ngốc Hoàng Hữu Tiền này, mẹ nó chưa, làm đầu ta đau muốn chết, hại ta không thể không bại lộ. Mẹ kiếp, lại đây. Long Cốt, hôm nay không phải ta chết, chính là ngươi vong. Đuổi suốt ngày này tháng khác, ngươi đuổi hồn đấy à? Có giỏi thì chúng ta tìm chỗ nào đó đơn đấu, đứng đấy mà kêu gào cái gì hả? Vương Khả khi thế hùng hăng quát. Đám đệ tử chính đạo lẫn ma giáo đều trợn tròn mắt. Mặc dù mọi người từng đọc qua lời lẽ tuyên truyền trên truyền đơn, nhưng mà không ai từng tận mắt thấy qua. Giờ đây đối mặt với khí thế từ giáo chủ, Vương Khả lại vẫn dám đứng ra mắng chửi sao? Vương Khả, đầu óc của ngươi hồ đồ rồi. Trường chính đạo cả kinh kêu lên. Vương Khả không phải đầu óc hồ đồ, hắn đang bảo hộ Trường Đình Nhi, người không nhìn truyền đơn à? Một tên đệ tử chính đạo trừng mắt nói. Vương huynh đệ cứng đối cứng với ma giáo, quả nhiên là không phải thôi. Vị nữ nhân của mình không chút sợ hãi đối diện cường quyền, Vương huynh đệ quả nhiên là người có đại khí phách. Trường chính đạo sừng sốt. Lời lẽ trên truyền đơn là chúng ta thổi ra thôi, các người cũng tin sao? Đau đầu quá, đến đi. Long Cốt, ta và Hoàng Hữu Tiên đều ở đây, hai chúng ta cùng một lúc động thủ, hôm nay nhất định sẽ khiến người có đi mà không thể về. Vương Khả ôm đầu kêu nói. Cơ mặt Hoàng Hữu Tiên ở bên cò cóc một cái. Người liền cơn muốn đơn đấu Long Cốt, còn kéo ta vào làm gì? Long Cốt thần tình cổ quái nhìn Vương Khả. Vì bảo vệ Trường Đề gì, ngươi còn thật không sợ chết? Được được được, ta thành toàn cho ngươi. Ngươi và Hoàng Hữu Tiền đều rất to gan, nếu các ngươi muốn chết, ta đã thành toàn cho các ngươi. Long Cốt trừng mắt đứng dậy. Long Cốt, trong đệ tử hai đạo chính mà có huynh đệ của ta, hôm nay ta không hy vọng bọn họ bị thương. Nếu ngươi còn dám, còn có đảm lượng, ta và Hoàng Hữu Tiền sẽ ở chỗ nào đơn đấu với ngươi thế nào? Bên kia là địa huyệt Linh Sơn Kim Ô Tông, giờ chúng ta xuống đó quyết một trận sinh tử, không chết không thôi. Vương Khả quát. Vương Khả, ngươi đừng có quyết định thay ta. Hoàng Hữu Tiền tức giận khò khan nói. Vương Khả lại mặc kệ Hoàng Hữu Tiền. Mẹ nói chứ, hôm nay bị ngươi hại gần chết rồi, đương nhiên phải kéo ngươi cùng chứ, đến lúc đó xử lý cả ngươi. Những người còn lại đều đợi trên này cho ta. Long Cốt đã nói rồi, hôm nay hắn chỉ cần hoàn thành ba chuyện, đến đi. Muốn làm ba chuyện đó phải cần đạp lên thi thể của ta và Hoàng Hữu Tiền, đi thôi. Vương Khả quát. Long Cốt trừng mắt nhìn Vương Khả. Mẹ kiếp, sao giờ ngươi lại đổi giọng kiên cường? Hoàng Hữu Tiền kinh hãi không thôi. Vốn hắn còn muốn dựa vào đám nguyên anh cảnh chính đạo ngăn cản Long Cốt,
bản thân thì mượn cơ hội trốn đi, sao giờ lại thành thế này? Vương Khả, để tất cả mọi người đứng yên ở đây, ba người bọn hắn lại đến một trận quyết chiến sinh tử. Mẹ nó, ngươi điên rồi sao? Vương Khả, ngươi... Cùng vì nghi hoặc nói, tông chủ, ta sẽ chịu trách nhiệm cho lời của mình nói. Các người không đáng phải đứng ra. Nghe ta, tất cả chớ động. Lúc trước thả ra Long Cốt là vì ta, hôm nay ta liền xử lý hắn, các người nhìn vào là được rồi. Vương Khả kêu nói. Cùng vì sừng sốt, mẹ nó, người quá biết thổi rồi đấy. Đi nào, Long Cốt, Hoàng Hữu Tiền, bà chúng ta quyết một trận sinh tử, lôi người khác vào thì hay ho cái gì chứ. Ta nói rồi đấy, kẻ nào không muốn mặt tìm cứu viện chính là tôn tử. Vương Khả quát. Trên mặt của Long Cốt không giấu được vẻ cổ quái, cơ mặt Hoàng Hữu Tiền cũng có cóp cả lại. Người muốn làm thật sao? Đi thôi, đầu ta đâu muốn nứt đây, lúc nào cũng có thể té xỉu. Nhanh lên, đừng có dây dưa, lát nữa đánh xong ta còn phải quay về tắm rửa, ngủ một giấc ngon lành. Đi. Vương Khả đi ở phía trước, đồng thời lên tiếng thúc giục hai người. Vương Khả, ta đi cùng với người. Trần Ninh Nhi kêu lên. Hả, ngươi, ngươi làm gì? Chuyện của nam nhân, nương môn như ngươi xen vào làm cái gì? Vương Khả trừng mắt buồn bực nói. Lát nữa ta bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm, Long Cốt của Hoàng Hữu Tiền giết rồi là xong. Ngươi mà tới, quay đầu ta còn phải lấp miệng của ngươi nữa, thế không phải là loạn thêm thì là gì? Không được, ngươi vì bảo hộ ta mới phải đi chịu chết. Trần Ninh Nhi, ta không phải là kẻ hèn nhát, ngươi đi đâu ta đi đó. Trần Ninh Nhi kêu lên. Thật đúng là tình trạng ý thiếp. Long Cốt châm biếm. Không phải ngươi muốn nói là ba chuyện sao? Giết hai bọn hắn, bắt ta đi về, giờ ta đi cùng các ngươi, hôm nay ngươi có bắt được ta về hay không? Trần Ninh Nhi trừng mắt nói. Để xem hôm nay ngươi có bắt ta về được không? Trần Ninh Nhi trừng mắt nói. Tế, ngươi đừng có nhiệt huyết báng động. Trần Thần Hư lo lắng nói. Ngươi im mồm, mặc dù thực lực lão nương không đủ, nhưng mà tuyệt đối không phải là thứ hèn nhát. Lát nữa ngươi cũng theo đệ tử chứng đạo rời đi, đừng có quản chuyện của ta. Trần Ninh Nhi quát. Tế. Trần Thần Hư vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Ngươi im mồm đi. Trần Ninh Nhi trừng mắt quát lại lần nữa. Cứ thế Trần Ninh Nhi vịn đi Vương Khả. Vương Khả cũng rất là đành chịu, thế là bị Trần Ninh Nhi bám vào. Được rồi, Trần Ninh Nhi nói chuyện nghĩa khí như vậy, trong lòng hắn thực ra cũng rất là cảm động. Chỉ là lát nữa phải nghĩ cách lấp miệng Trần Ninh Nhi, đừng có để ở đây dây dưa. Chứ Long Cốt mà điên lên động thủ ngay trước mặt mọi người, vậy thì đi đứt. Trần Ninh Nhi, giờ đầu ta đau lắm, người dẫn ta bay đi qua đó chính là hang động nằm dưới vực sâu Kim Ô Điện, đó chính là chiến trường của chúng ta. Đi. Vương Khả thúc giục nói. Được rồi. Trần Ninh Nhi dắt Vương Khả bay lên trời. Vương Khả, chúng nhân lo lắng gọi với theo. Nghe ta, mọi người đừng có khuyên nữa, cũng không cần đánh sống đánh chết làm gì, cứ ở đây chờ ta, đợi ta và Hoàng Hữu Tiền quyết chiến với Long Cốt xong rồi sẽ quay về đây hội họp cùng các người. Vương Khả kêu nói. Đám đệ tử chứng đạo không khỏi nôn nóng. Cách đó không xa, bọn đệ tử ma giáo lại đều rất kinh ngạc. Thần tình Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm hiện rõ vẻ lo lắng. Chỉ là giờ bọn hắn không biết trong hồ lô của Vương Khả bán cái thứ thuốc gì, nên mới tạm thời khắc chế chưa có hành động cụ thể. Ô Hữu Đạo cũng vẻ mặt ngơ ngác. Tên Vương Khả này điên rồi chắc, người thực muốn quyết đấu với Long Cốt sao? Vương Khả, Trương Đình Nhi đã bay lên trên đỉnh sơn. Hoàng Hữu Tiền, Long Cốt, các ngươi nhanh một chút, mau tới đây. Còn cần ta đi mời nữa chắc? Quyết một trận sinh tử thôi, cứ lề mà lề mề, đau lòng quá, các ngươi có thể khiến ta bớt chút được không? Nơi xa Vương Khả kêu gào nói. Long Cốt không cách nào hiểu được trong đầu của tên Vương Khả đang nghĩ gì. Ngươi làm thế này là khiến cho ta khó xử nhờ, còn vì ta suy tính chu đáo như vậy, không cần lo các ngươi chạy mất, còn thuận tiện giúp ta hoàn thành cả ba mục đích. Đây đến cùng là vì sao? Hoàng Hữu Tiên nghẹn mặt. Vương Khả, ta cảm ơn tám đời tổ tông nhà ngươi. Quyết đấu ư? Quyết đấu cái rắm ấy. Đến lúc đó ngươi bị Long Cốt miểu sát, ta liền phải một mình đối mặt với Long Cốt. Giờ ta lại đang ở trọng thương, hắn thì ở trạng thái đỉnh phong, ta đấu lại thế nào được? Nếu Vương Khả đã nói thế, vậy thì thôi đi. Hoàng Hữu Tiên, Long Cốt đạp bước bay lên. Vì sao Long Cốt lại đáp ứng đề nghị nghe theo có vẻ hoang đường này của Vương Khả chứ? Không phải là hắn thật bị Vương Khả thuyết phục, mà là vì Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên dù có trọng thương thì cũng là nguyên thần cảnh, đợi lát nữa nếu hắn thực muốn chạy trốn, bản thân chưa hẳn đã đuổi kịp,
Bây giờ cả đám cùng tiến vào trong động kia, để ta xem ngươi chạy kiểu gì. Hoàng Hữu Tiền không ngừng ho khan. Ngươi thật đồng ý. Hoàng Hữu Tiền buồn bực bay lên. Đến cái lúc này, không chỉ Vương Khả lòng cốt bức bách, mà tất cả đệ tử chính đạo đều đang nhìn chằm chằm hắn. Mẹ nó chứ, sao mọi chuyện lại thành thế này? Hoàng Hữu Tiền rất là buồn bực, cuối cùng đành phải bay tới chỗ của Vương Khả. Xuống dưới vực sâu kia quyết chiến sao? Hoàng Hữu Tiền không biết mục đích của Vương Khả là gì, nhưng mà Hoàng Hữu Tiền không muốn đi xuống. Trận pháp trấn áp kim ô ở dưới kia đã bị phá hư, đi xuống thì có tác dụng mẹ gì đâu. Vừa bay lên vừa suy tính, đột nhiên trong mắt của Hoàng Hữu Tiền co rụt lại. Đại quyết chiến còn mẹ ngươi, ta cần gì phải bồi các ngươi chơi đùa chứ? Hoàng Hữu Tiền gầm lên. Oanh một tiếng, Hoàng Hữu Tiền lập tức đảo hướng trốn về nơi xa. Hoàng Hữu Tiền, ngươi đúng là đồ hèn nhát, ngay cả Vương Khả cũng đều không bằng, chạy trốn sao, trốn thoát thế nào được? Lòng cốt cười to. Phía nơi xa, Vương Khả sắp tiến vào cửa động Linh Sơn cũng ngây người. Hoàng Hữu Tiền, ngươi điên rồi, quyết chiến cũng không dám. Nơi xa, Hoàng Hữu Tiên vừa phi đột vừa quay đầu liếc nhìn Vương Khả. Người mới điên rồi, tại sao lại phải gặp cái đứa thần kinh như người chứ, mẹ nó. Nhưng Hoàng Hữu Tiên có nhanh đến mấy thì cũng đang trọng thương, làm sao nhanh được bằng Long Cốt. Chỉ thấy thân hình Long Cốt hơi lắc, bỗng chợt hóa thành hai đạo lưu quang, như là biến ra hai tên Long Cốt khác nhau vậy. Một tên xông về phía Hoàng Hữu Tiên, còn một tên xông về phía Vương Khả, nháy mắt liền đã đi đến trước mặt hai người. Đều là tại người, Hoàng Hữu Tiên, vào động rồi đánh không được sao? Cứ phải để Long Cốt điên lên, động thủ ngay trước mặt bao người, người hại chết ta. Vương Khả buồn bực quát. Hai tên Long Cốt phân biệt đánh về phía Vương Khả và Hoàng Hữu Tiền. Vương Khả. Đám đông nơi xa chợt rộ lên một tiếng kinh hồn. Đau đầu quá, không quản, tới. Vương Khả vẫn cứ buồn bực cắm đầu tiến về phía trước. Được rồi, bại lộ thì bại lộ, cùng lắm là tiến vào trạng thái bỏ chạy thôi. Ngay lúc Vương Khả vừa cất bước xông tới, một đoàn hỏa diễm đột nhiên bạo phát chắn ở trước mặt hắn. Trương Đình Nhi. Nơi xa đám đông cả kinh thốt lên. Một trái bàn đào 3000 năm. Trương Đình Nhi vung kiếm chém tới. Oanh một tiếng, một tiếng đổ rung trời, kiếm của Trương Đình Nhi và kích của Long Cốt đụng nhau, chỉ thấy hỏa diễm nổ tung, sóng khí ngất trời. Trương Đình Nhi tuy mạnh, song vẫn chỉ là nguyên anh cảnh, trong khi Long Cốt lại là cường giả nguyên thần cảnh, nàng há có thể ngăn cản được. Nhanh mắt, bàn đào hỏa diễm nổ tung, kiếm Trương Đình Nhi cũng phát nổ, dư ba khủng bố xung kích lên người của Trương Đình Nhi và Vương Khả. Cả hai lập tức bị cỗ lực lượng khổng lồ kia đánh văng. Tế! Trương Thần Hư la lên kinh hãi. Từ Trọng Sơn thần tình hoảng sợ nhào tới. Đám người Cung Vi, Giới Sắc, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm, Ô Hữu Đạo cũng hốt hoảng lao tới. Cái gì? Long Cốt biến mất. Cung Vi bay qua, biến sắc thất thành hồn điện. Vừa rồi Long Cốt một phân thành hai, một tên đuổi hướng Hoàng Hữu Tiên, một tên vung trường đánh tới Trường Đề Nhị. Tên Long Cốt đánh tới Trường Đề Nhị, sau khi dứt chiêu đột nhiên hóa thành sương mù tiêu tán. Đây không phải bản thể Long Cốt, mà chỉ là phân thân tàn ảnh do Long Cốt ngưng tụ lực lượng mà thành. Bản thể của Long Cốt đang truy sát Hoàng Hữu Tiên, Long Cốt tự tin chỉ bằng phân thân tàn ảnh liền có thể giết chết được Vương Khả. Giới Sắc Hòa Thượng nói. Phân thân tàn ảnh. Thần sắc chúng nhân không khỏi ngưng trọng, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, nơi xa bản thể Long Cốt chính đang đuổi giết Hoàng Hữu Tiên. Oanh một tiếng, mỗi lần hai người chạm vào nhau, Hoàng Hữu Tiên lại thổ huyết, sau đó cuống cuồng tháo chạy. Dừng lại! Long Cốt giống lên, tiếp tục đuổi giết không ngừng. Tất cả đệ tử Ma giáo nghe lệnh, bắt lấy Vương Khả, bắt lấy Trương Đình Nhi. Ô Hữu Đạo giống to. Tất cả đệ tử chính đạo, theo ta cứu Vương Khả, Trương Đình Nhi rời đi. Cùng vì hét lớn. Oanh một tiếng, lập tức đệ tử hai đạo chính mà cùng lúc ồn ồn nhào tới Kim Mô Điện. Chuẩn xác mà nói là nhào tới chỗ của Vương Khả. Trường Đình Nhi đang đứng đó là một sơn cốc bí ẩn. Trên đường lao tới, Vương Khả vừa buồn bực lại vừa cảm động. Trường Đình Nhi, người có thể đừng nghĩa khí như vậy được không? Còn bị đánh ngất xỉu nữa, ta đã nói rồi, ta có thể xử lý được. Vương Khả cười khổ nói. Trường Đình Nhi bị đánh ngất, Vương Khả theo bản năng ôm lấy Trường Đình Nhi, kéo nàng vào trong ngực. Bành một tiếng, Vương Khả rơi rụng xuống sân cốc bí ẩn, đầu tựa hồ đụng phải đại thụ. Chút va chạm này nếu đặt vào lúc bình thường thì không tính là gì, nhưng lúc này đây đầu hắn đã đau như là búa bổ. Cú va đập kia khiến cho dù là Vương Khả
cũng rất khó gắng gượng được, lập tức hai mắt nhắm lại ngất đi. Vương Khả không biết, trên ngắn chết ngất thì cũng thôi, nhưng mà lúc này hắn đã trở thành tiêu điểm cho chiến đấu giữa hai phe chính mà. Bao nhiêu là cường giả cũng đang lao về phía bên này. Oanh một tiếng, giữa không trung, giới sắc vung quyền oanh kích lên Ô Hữu Đạo đang nhào tới. Sắc Dục Thiên, sao lực lượng người tăng vọt nhiều thế? Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. A Di Đà Phật, yêu nghiệt chết đi! Giới sắc hét lớn. Tướng công, ta tới giúp ngươi! Cùng Vi hét lớn. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Ô Hữu Đạo niệm một tiếng Phật hiệu, ầm một tiếng, trên Kim Ô Tông đại chiến chính mà khai màn. Sau hỗn chiến, ai cũng không phát hiện Vương Khả và Trương Đi Nhi đang hôn mê bị một thân ảnh bất ngờ cắp đi. Thân ảnh kia như là quỷ mị, tựa hồ rất quen thuộc đối với địa hình Kim Ô Tông. Chỉ là sau mấy động tác lắc người, mượn rừng cây bốn phía che chắn, đột nhiên quỷ dị tan biến trong tầm mắt của chúng nhân. 10 ngày sau, đại chiến chính mà kết thúc. Kim Ô Tông biến thành một mảnh hỗn độn, vô số ngọn núi bị lửa thiêu cháy rụi. Bên trong một gian đại điện còn được tính là tương đối hoàn chỉnh. Hoàng Hữu Tiền ôm ngực, thật không dễ dàng mới thở hắt ra một hơi trọn vẹn. Sư tôn, ngài rốt cuộc cũng tỉnh lại. Quá tốt rồi, Từ Trọng Sơn kinh hỉ nói. Hoàng Hữu Tiền thần tình đắng chát, hư nhược nói. Tiền Long Cốt kia không biết tại sao lại phát điên, đuổi ta 5 ngày 5 đêm. Nếu không phải ta có bí pháp, sợ rằng lần này triệt để đi đứt. Chúng ta cũng muốn đuổi theo sư tôn, đáng tiếc tu vi không đủ. Đèn Chân cười khổ nói. Tình hình bây giờ thế nào? Hoàng Hữu Tiền chậm rãi thở ra một hơi, hỏi nói. Bây giờ sao? Ngày ấy Long Cốt truy sát sư tôn, chính ma liền phát sinh đại chiến, dẫn đến kiếp nạn trên đầu Kim Ô Tông. Hai bên chính ma đều có thương vong, cuối cùng dừng tay rời đi. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Tại sao lại dừng tay rời đi? Hoàng Hữu Tiền ôm ngực nhìn Từ Trọng Sơn. Bởi vì Vương Khả và Trương Đi Nhi đều mất tích, chúng ta đánh lấy liền bắt đầu quay sang tìm Vương Khả, Trương Đi Nhi. Thế là tách ra, cuối cùng không tìm được Vương Khả và Trương Đi Nhi. Ngài và Long Cốt cũng không thấy xuất hiện lại. Chúng ta đã một lúc liền bỏ lại mấy câu đe dọa, sau đó tự hành rút lui. Từ Trọng Sơn giải thích nói. Vương Khả, Trương Đi Nhi sao lại mất tích? Với một kích khí đó của Long Cốt, hai bọn họ dù không chết thì cũng phải bị trọng thương mới đúng chứ. Hoàng Hữu Tiền trừng mắt nói. Chúng ta cũng không rõ, có người nói Vương Khả và Trương Đi Nhi đã chạy thoát. Từ Trọng Sơn nói. Chạy thoát sao? Các người nhiều người như vậy làm sao lại để hai người sống sờ sờ đấy biến mất? Thần thức các người để đâu? Sao lại để biến mất được? Hoàng Hữu Tiền vừa ho khan vừa gấp gáp la lên. Đám người Từ Trọng Sơn trầm mặc. Sư tôn, hiện tại hai bên chính mà đều tản khắp bốn phía truy tìm Vương Khả, Trương Đi Nhi. Đền Trương Thần Hư kia càng là nổi điên, lục tung khắp nơi, thậm chí còn mang đi một nhóm đệ tử Kim Ô Tông. Đền Trần nói. Cái gì gọi là mang đi một nhóm đệ tử Kim Ô Tông? Hoàng Hiếu Tiền khó hiểu nói. Chính là... Đền Trần nhất thời có chút khó mà mở miệng. Nói đi. Hoàng Hiếu Tiền phẫn nộ quát. Bọn họ nói lãnh đạo Kim Ô Tông đổi trắng thay đen, vì tư dục bản thân mà giết hại Trung Lương, làm ra hành vi táng tận lương tâm. Bọn họ xấu hổ khi làm bạn với chúng ta, nay nguyện đi theo tỷ đệ Trương Thần Hư và Trương Đi Nhi tự lập môn hộ khác. Đền Trần biểu tình cổ quái nói. Phản rồi. Hoàng Hữu Tiền hét giận dữ. Sư tôn, bọn họ mang đi một nửa đệ tử. Từ Trọng Sơn cười khổ nói. Hoàng Hữu Tiền ho khan một trận kịch liệt. Sư tôn, Tiền Trương Thần Hư kia dẫn người đi khắp bốn phía tìm kiếm Vương Khả, Trương Đi Nhi, bây giờ mà đi bắt lại bọn hắn, chỉ sợ Trương Thần Hư phát điên lên. Rốt cuộc thân phận tỷ đệ Trương Thị tương đối đặc thù, lần này dù sao cũng là chúng ta có lỗi trước, dù nháo đến bên ngoài thập vạn đại xuân, chúng ta cũng... Từ Trọng Sơn đắng chát nói. Hoàng Hữu Tiền sắc mặt khó coi, thở dốc một trận, qua hồi lâu mới đè xuống ác khí trong lòng. Từ Trọng Sơn, tiếp tục tìm chỗ ta, phái ra toàn bộ đệ tử cũng phải tìm ra bằng được. Hoàng Hữu Tiền trầm giọng nói. Tìm Trương Đi Nhi? Từ Trọng Sơn gật đầu hỏi lại. Không chỉ Trương Đi Nhi, còn có cả Vương Khả. Giờ ngươi đi xuống hạ lệnh để tất cả đệ tử Kim Ô Tông ra ngoài đi tìm. Hoàng Hữu Tiền trầm giọng nói. Vâng. Từ Trọng Sơn ứng tiếng. Từ Trọng Sơn rời khỏi đại điện. Trong điện chỉ còn lại có mỗi Điền Chân và Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Sư tôn, tên Vương Khả kia sao lại thành chuyển thế linh đồng? Điền Chân nghi hoặc hỏi.
chuyển thế linh đồng cái con khỉ. Hoàng Hữu Tiền trừng mắt nói, không phải chuyển thế linh đồng, sao hắn có thể thao túng thi thể kim ô? Bạch trưởng lão hiếu kỳ nói, hơn nữa hắn còn có được tặng phẩm từ thi thể kim ô, chính quả cầu trong suốt màu lam kia. Ở trong đó, hắc trưởng lão nhíu mày nói, không sai, đó chính là Nam Minh Ly Hòa mà bấy lâu nay chúng ta một mực không tìm được. Ngoài ra còn có một bộ phận tu vi, lực lượng của kim ô. Hoàng Hữu Tiền trầm giọng nói, sư tôn yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực tìm ra Vương Khả, lấy về Nam Minh Ly Hòa. Điền Chân trịnh trọng nói. Hoàng Hữu Tiền lắc đầu, không, Nam Minh Ly Hòa xuất thế, việc này khó mà bưng biết được. Rất nhanh Long Cốt chắc hẳn sẽ biết rõ được chuyện này. Đến lúc đó nếu bị Long Cốt cướp mất thì hỏng bét. Chúng ta không đủ, cần phải đi mời thêm người về đây. Đi ra bên ngoài thập vạn đại sơn mời người. Thần sắc cả ba đều không giấu được vẻ ngưng trọng. Không sai, đi mời sư huynh tới. Việc này không thể che giấu hắn được. Sư huynh ta mà biết Nam Minh Ly Hòa xuất thế, hắn nhất định sẽ tức tốc đến đây. Hắn đã đợi quá lâu rồi. Hoàng Hữu Tiền híp mắt nói, sư tôn, mời sư bá sao? Điền Chân biến sắc, sư bá khai tông Kim Ô Tông. Bạch trưởng lão cũng kinh ngạc nói, không sai, Kim Ô Tông chính là do hắn năm đó một tay khai sáng. Đường sờ ta cũng là cùng theo sư huynh đến thập vạn đại sơn, khi sư huynh một tay dẫn dắt chúng ta trấn áp Kim Ô, sau khi phân giải Kim Ô, chúng ta đều có thu hoạch. Sư huynh rất là khao khát Nam Minh Ly Hòa, bây giờ Nam Minh Ly Hòa hiện thế, sư huynh nhất định sẽ tới. Hoàng Hữu Tiền trầm giọng nói. Ma Long Đảo, Thái Âm Điện. Nét mặt Long Cốt đầy vẻ phẫn nộ, phía dưới là ba tiên đại đường chủ đang đứng. Được, được lắm, tên hỗn đản Hoàng Hữu Tiền, Vương Khả kia nữa, các ngươi giỏi lắm, còn chạy trốn sao? Bản lĩnh thì đừng có chạy, quay về mà đơn đấu với ta. Long Cốt buồn bực gầm nói. So với thực lực, lúc ấy Hoàng Hữu Tiên bị trọng thương, kém mình rất xa, thế mà lại vẫn có thể đào thoát được từ trong tay của mình. Mình đuổi theo 5 ngày 5 đêm, không ngờ vẫn bị vượt mất. Hắn sao không tức cho được chứ? Đã tìm được Vương Khả, Trương Đình Nhi chưa? Long Cốt trừng mắt nhìn ba đại đường chủ. Vẫn chưa, hiện tại đệ tử hai đạo chính ma đều đang tìm, bọn họ cứ như thể là bốc hơi khỏi thế gian vậy. Từ Bất Phàm nhíu mày nói, cái rắm ấy, làm sao có thể bốc hơi được, tiếp tục tìm. Long Cốt quát nói, vâng. Ba người đồng thanh ứng tiếng, giáo chủ, vừa rồi ngài nói Kim Ô mà Vương Khả điều khiển khi trước là? Chu Hồng Y hiếu kỳ hỏi. Chúng ta đến chậm một bước, bằng không ta liền thấy được Tam Túc Kim Ô là hắn. Long Ô. Ánh mắt Long Cốt biến ảo bất định. Long Ô. Ba người ngơ ngác nhìn Long Cốt. Mí mắt Long Cốt không ngừng động, hít sâu một hơi rồi nói, Long Ô, Thái Âm Ma Giáo này của chúng ta, đường sờ chính là do hắn sáng lập, không ngờ hắn cũng có hôm nay. Thái Âm Ma Giáo ta là do Long Ô sáng lập sao? Ba đại đường chủ cả kinh thốt lên. Không sai, đáng tiếc hắn không tốt. Năm đó xem thường ta, giờ thì thế nào, ta vẫn sống tốt, còn hắn thì lại chết thảm như vậy, đáng đời. Ai bảo năm đó xem thường ta, mẹ nó, người cũng có hùng này. Long Cốt hung ác nói, giáo chủ, ngài nói trước lúc đồng quy vô tận với Hoàng Hữu Tiên, Long Ngộ đã đưa Nam Minh đi hỏa cho Vương Khả. Ô Hữu Đạo đè ép kích động trong lòng, nhẹ nhàng hỏi, theo như những gì các người thăm dò được, chắc là không sai. Ô Hữu Đạo, nguyên thần pháp tướng của ngươi là trộm được từ Kim Ô Tông. Nguyên thần pháp tướng này chính là nguyên thần của Long Ô nằm đó. Nguyên thần người khác thì vĩnh viễn là của người khác, mặc dù ngươi có thể thao túng, nhưng không khả năng xử ra thuận tiện như cánh tay chính mình, không cách nào khai phá ra toàn bộ lực lượng. Chỉ là nếu ngươi được đến Nam Minh Ly Hòa, ngươi liền có thể thao túng tự nhiên, từ đó pháp tướng Như Lai Phật Tổ kia liền triệt để biến thành của ngươi. Long Cốt cười nói, thuộc hạ không dám. Ô Hiếu Đạo lập tức cúi đầu. Ta không để ý đâu, tên Long Ô kia năm xưa khinh thường ta, ta thấy hắn chết trong lòng vui sướng còn không kịp nữa là. Long Cốt cười nói. Ô Hiếu Đạo cúi đầu không dám thốt lên nửa lời, chỉ là ánh mắt lại không ngừng biến ảo. Mình xin nghỉ đây nhá, tập này hơi ngắn một chút, anh em thông cảm. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 102. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui và hãy thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video cho Phong nhé.
Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Ta say rượu sao? Đau đầu quá. Vương Khả ôm đầu chậm rãi mở mắt ra. Hắn không biết mình đã ngủ bao lâu, không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ biết rằng đầu đang đau như búa bổ. Mở mắt hồi lâu, Vương Khả mới nhớ ra không phải là mình say rượu, mà là bị thiên sư âm phù của Hoàng Hữu Tiên đánh cho bị thương. Cái thứ quỷ quái gì thế không biết, một giấc ngủ còn đau. Vương Khả vuốt vuốt huyệt thái dương, rốt cục cũng đã hơn một chút, không còn thống khổ như trước kia nữa. Vương Khả hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Đây là đâu? Sao lại nằm ở trên giường thế này? Vương Khả ngơ ngác nhìn quanh đại điện. Gian phòng có hai chiếc giường, bản thân hắn ngủ một chiếc. Trên chiếc giường còn lại hình như là có một người toàn thân bị bao bọc bởi lông vũ, hiện đang ngủ rất say. Trương Đình Nhi. Hẳn là Trương Đình Nhi. Lông thú quen thuộc như thế. À không, lông vũ phượng hoàng quen thuộc như thế. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, chậm rãi đứng dậy từ trên giường. Vương Khả lảo đảo đi về phía cửa sổ. Đây là gác hai trên lầu, một lầu các hai tầng. Xuyên qua cửa sổ, ẩn ẩn có thể thấy được nơi xa có một dãy cung điện. Thượng tiên, ngài tỉnh rồi sao? Một tiếng nói từ sau cửa truyền tới. Vương Khả quay đầu nhìn lại, là hai tên thị nữ đang cung kính cúi đầu với Vương Khả. Đây là đâu? Ta đã ngủ bao lâu rồi? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Khởi bẩm thượng tiên, đây là đại tử Vương Cung. Chúng ta không biết thượng tiên ngủ bao lâu, nhưng chúng ta đã phục vụ hai vị thượng tiên một tháng rồi. Một cung nữ trong đó cung kính nói. Ta ngủ một tháng sao? Vương Khả thốt lên kinh ngạc. Không phải chỉ là đau đầu một chút thôi sao? Sao lại ngủ tận một tháng? Thị nữ kia cung kính khom lưng gật đầu. Đại tử Vương Cung, khu vực phàm nhân, ba đại vương triều, Đại Chu Vương Triều, Đại Thanh Vương Triều và Đại Từ Vương Triều. Tử Kinh. Vương Khả cả kinh nói. Vâng, đây là quốc đồ Đại Từ Vương Triều, Tử Kinh. Thì nữ kia lần nữa gật đầu. Sao ta lại ở nơi này? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Chúng ta không biết, chúng ta chỉ được bố trí đến đây phục vụ hai vị thượng tiên. Thì nữ kia lập tức lắc đầu. Trên mặt của Vương Khả chớp qua một tia kỳ quái. Ngày đó hỗn loạn như vậy, rốt cục là ai đã đưa mình về đây? Liếc nhìn Trương Đề Nhi, thần sắc Vương Khả không ngừng biến ảo. Thôi không quản, chứ cứ rời khỏi cái chỗ này đã rồi tính. Không biết vì đâu mà được đưa đến đây, từ trong lòng cứ có cảm giác không an toàn. Đại tử Vương Triều cũng có đệ tử Vương Gia, trước đi đến Đại Trạch Vương Gia tu dưỡng một thời gian cái đã. Các người ra ngoài đi, nơi này không cần các người phục vụ. Vương Khả phất phất tay. Vâng. Hai thị nữ lui ra khỏi phòng. Hai thị nữ vừa lui ra ngoài, Vương Khả đang định mang Trương Đình Nhi rời đi thì đột nhiên một thân ảnh xuất hiện nơi cửa sổ. Từ Bất Phàm, người dọa ta hết hồn. Vương Khả cả kinh kêu lên. Từ Bất Phàm đạp bước vào phòng, kinh ngạc nhìn Vương Khả hỏi. Sao người tỉnh nhanh thế? Vương Khả đen mặt lại. Người nói cái gì đấy? Ta ngủ tận một tháng trời, ngươi còn muốn ta ngủ đến bao giờ nữa? Từ Bất Phàm lắc đầu. Thiên sư âm phù kia của Hoàng Hữu Tiên ta cũng đã từng nghe nói qua, kim đan cảnh về cơ bản không cách nào đỡ được, vừa đụng vào liền nát vụn. Nghe đồn từ một tên nguyên anh cảnh đỉnh phong dùng thần thức ngăn cản, nhưng mà dù có là thế thì cũng phải ngủ tận một năm mới tỉnh. Ngươi thật như thế là đúng còn hơi sớm đấy. Một năm? Thế chẳng phải là thành người thực vật à? Chắc là ta thiên phú dị bẩm. À đúng rồi, là người mang ta đến Đại Tử Vương Cung. Vương Khải hiếu kỳ nói. Đương nhiên, ta tu hành nhiều năm ở Kim Ô Tông, đối với hoàn cảnh trong đó vô cùng quen thuộc. Giữa lúc chúng nhân hỗn chiến, ta lặng lẽ mang người đi. Khi ấy người hôn mê, tay lại vẫn cứ ôm cứng đến Trường Đình Nhi. Hey, tình cảm của các người đúng là sâu nặng đấy. Từ Bất Phàm cười nói. Nếu ta nói với người, ta và Trường Đình Nhi hoàn toàn trong sạch, người có tin không? Vương Khả trịnh trọng nói. Người cảm thấy ta sẽ tin? Từ Bất Phàm không đáng nói. Trong sạch thật mà, sao ngươi lại không tin? Ô biệt ta thì cũng thôi đi, nhưng mà không thể vu khống thanh bạch con nhà người ta như thế được. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Được rồi, đừng có làm nhà mấy thứ vô dụng đó với ta. Đời sống tình cảm của các người ta không quản,
Ngươi nhanh dưỡng thường đi, bên ngoài bởi vì ngươi mà đang loạn hết cả lên đây này. Từ Bất Phàm không đáng nói. Ý gì? Vương Khả ngơ ngác hỏi lại. Cao ốc thần vương số 2 của ngươi đã bị thuộc hạ Ô Hữu Đạo dẫn người đi phá hủy. Từ Bất Phàm nói. Cái gì? Ô Hữu Đạo hủy đi cao ốc thần vương số 2? Hắn bị điên rồi sao? Đi hủy cao ốc của ta làm gì? Vương Khả trừng mắt giận nói. Đương nhiên là để buộc ngươi lộ diện. Đáng tiếc ngươi một mực hồn mê, căn bản là chẳng hề hay biết gì hết. Từ Bất Phàm lắc lắc đầu. Ô Hữu Đạo, lão già này, người của ta thế nào? Vương Khả tức giận nói. Ngươi yên tâm, Chu Hồng Y Nhất Thanh Thanh ra mặt bảo hộ hết thầy thuộc hạ của ngươi, bọn hắn tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Chẳng qua không ai dám chắc Ô Hữu Đạo sẽ không chó cùng rứt dậu. Từ Bất Phàm nói. Mẹ kiếp Ô Hữu Đạo, chờ ta bắt được cơ hội để xem ta xử lý hắn như thế nào. Vương Khả trừng mắt giận quát. Từ Bất Phàm khẽ nhíu mày nói. Bệnh khoác lác của người mãi không sửa được nhỉ. Ai khoác lác? Ta đang nói thật đấy. Vương Khả trừng mắt nói. Từ Bất Phàm sừng sốt. Người đoán ta tin chắc? Đúng rồi, đại biểu ca, đại biểu tỷ ta giờ thế nào? Ý ta là tình hình Đại Thanh Vương Triều, Đại Chu Vương Triều thế nào? Vương Khả hỏi. Bọn họ vẫn tốt. Lúc này Sắc Dục Thiên đang tọa trấn ở Chu Kinh. Một ít thuộc hạ Ô Hữu Đạo có kéo tới, nhưng đều có đi không có về. Cung Vi thì tọa trấn ở Thanh Kinh. Đồng thời ta và Chu Hồng Y cũng ước thúc thuộc hạ, tạm thời bọn họ vẫn là an toàn. Chẳng qua ta không thể đảm bảo tình hình tiếp theo vẫn sẽ là ổn như bây giờ. Từ Bất Phàm giải thích nói. Vương Khả gật đầu. Lần này làm phiền ngươi rồi. Làm phiền? Ngươi làm phiền ta còn ít sao? Chẳng qua không sao, lão nương ta ân oán rõ ràng, tính là trả nợ ngươi. Từ Bất Phàm lắc đầu. Từ Bất Phàm, vẫn là ngươi giảng nghĩa khí. Ngươi yên tâm, phía Chu Hồng Y ta sẽ tiếp tục nghĩ cách giúp ngươi. Vương Khả lập tức vỗ ngực đảm bảo nói. Từ Bất Phàm lường hắn một cái. Đoạn thời gian ngươi và Trương Đình Nhi biến mất này, hai đạo chính mà đều ra sức tìm kiếm. Kỳ thực ngay cả ta và Chu Hồng Y cũng đều bị Ô Hữu Đạo và giáo chủ hoài nghi. Thế nên nơi này của ta không thể ở lại quá lâu. Ta về đây xem một lát, tí nữa liền đi, miễn bị người tra ra tung tích các ngươi. Từ Bất Phàm trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói. Nhiều người tìm ta vậy sao? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Người căn bản không biết hiện tại hai đạo chính mà giúp sức tìm ngươi thế nào đâu. Tiền treo thưởng đã lên đến 100 vạn cân đinh thạch rồi. Từ Bất Phàm lắc đầu cảm thán. Chỉ cần báo cáo tung tích về ta và Trương Đình Nhi liền có thể lĩnh thưởng 100 vạn cân linh thạch sao? Vương Khả kinh ngạc hỏi. Không, là tung tích của bất kỳ người nào trong các người cũng đều được thưởng 100 vạn cân linh thạch. Hai người chính là 200 vạn cân linh thạch. Từ Bất Phàm lắc đầu nói. Ồ, vậy ta có thể tới để lĩnh thưởng không? Tâm trạng Vương Khả phốc phốc nhảy loạn. Từ Bất Phàm nghẹt mặt. Ngươi bị thần kinh à? Tự đi báo cáo tung tích của bản thân để lĩnh thưởng á? Ngươi nên nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào đi. Ngươi bị Long Cốt nhắm tới, xem ra khó mà tiếp tục ở lại trong Thập Vạn Đại Sơn được nữa. Ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, ta có quen biết một ít bằng hữu, có cần ta giúp ngươi viết một phần thư tay giới thiệu ngươi để lánh nạn không? Từ Bất Phàm hỏi. Lánh nạn làm gì? Chả lẽ phải vứt bỏ cơ nghiệp Thập Vạn Đại Sơn? Đùa gì vậy? Long Cốt là cái thá gì chưa? Ta liều diệt hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngày ấy nếu không phải là Hoàng Hữu Tiên đột nhiên bỏ chạy, chỉ cần đi xuống vực sâu, ta liền có thể cùng lúc xử lý gọn gàng hai người bọn hắn. Vương Khả trừng mắt nói. Từ Bất Phàm thần tình cổ quái nhìn Vương Khả. Sao mặt người có thể dày như vậy được? Người không tin thì thôi, một ngày nào đó người sẽ biết sự lợi hại của ta. Vương Khả khinh thường nói. Từ Bất Phàm nghẹt mặt. Đúng rồi, sao người bố trí ta ở đây? Ở Đại Tử Vương Triều người rất quen thuộc sao? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Đại ẩn ẩn là thành thị mà. Hơn nữa vị lính thưởng 100 vạn cân linh thạch, không biết có bao nhiêu đệ tử hai đạo chính mà ngồi chờ sẵn ở tất cả các nơi mà ngươi có khả năng xuất hiện. Đệ tử Vương gia, các nơi đại trạch của Vương gia đều là đối tượng giám thị số 1. Đệ tử hai đạo chính mà tuy cũng có vài người thật tâm muốn tốt cho ngươi, thế nhưng càng nhiều đều là vì tiền, vì 100 vạn cân linh thạch. Ngươi tốt nhất là vẫn nên kiềm chế một chút đi, nơi này hẳn vẫn sẽ an toàn. Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đã. Từ Bất Phàm giải thích nói. Sao nơi này là an toàn? Đại Tử Vương Triều? Từ Bất Phàm,
Chẳng lẽ đây là địa bàn thế tục của ngươi? Thần sắc Vương Khả khẽ động. Ngươi nói đi. Từ Bất Phàm cười nói, chắc không sai được. Sau lưng một vương triều phải có hai đạo chính ma làm chỗ dựa. Chính đạo có Từ Trọng Sơn, ma đạo có Từ Bất Phàm. Đại tử vương triều là quả nhiên vững như bàn thạch. Từ gia ngươi đã có cơ nghiệp lớn như vậy rồi. Trước đây ở Đại Thanh vương triều, cháu trai kia của ngươi sao còn đi tranh đoạt giang sơn với đại biểu ca ta, còn quấn mãi không bỏ nữa. Vương Khả thần sắc cổ quái nói, con cháu nhiều, quyền đợi không đủ phần, đương nhiên phải mở rộng ra bên ngoài. Ngươi đừng có quá để ý, chỉ cần biết nơi này rất an toàn là được. Từ Bất Phàm trầm giọng nói, ngươi chắc là an toàn chứ? Vương Khả nhíu mày hỏi lại, có vẻ vẫn chưa quá yên tâm. Ta nói an toàn thì là an toàn. Vương thất đại tử phân thành hai phái hệ, một bộ phận nghe ta, một bộ phận nghe ca ca ta. Nơi này không mấy người biết rõ. Người biết rõ các người đến đây đều tâm phúc của ta. Người được bố trí hậu hạ các người, thậm chí không cho phép rời đi. Yên tâm, dù có là Từ Trọng Sơn thì cũng đừng có hòng biết được nơi này. Từ Bất Phàm tự tin nói. Vương Khả thần tình cổ quái nói, Từ Bất Phàm, gia châu này đừng thổi quá lớn, nổ đấy. Hả, ai nổ? Chỉ có Vương Khả ngươi là suốt ngày nói phét quen mồm. Ta nói rồi, không có khả năng có người biết được tung tích của các người. Tuyệt đối là không có khả năng. Từ Bất Phàm khẳng định nói. Thế người ngoài cửa sổ kia là ai? Vương Khả thần tình cổ quái nói. Từ Bất Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ một thân ảo ảnh màu tím đang đứng. Không phải là Từ Trọng Sơn thì còn là ai? Từ Trọng Sơn, ngươi sao lại tới được chỗ này? Từ Bất Phàm kinh ngạc nói. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc cổ quái nói, các người đúng thật là huynh muội ruột, phương thức xuất trận y hệt nhau. Cửa chính to đùng ở đấy, hai các ngươi đều không đi, cứ phải thích đi trong ngoài cửa sổ dọa người là sao? Đến lúc nào rồi mà ngươi còn làm nhảm vậy? Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Phía ngoài cửa sổ, Từ Trọng Sơn cũng thở sâu một hơi, trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi khiến ta tìm thật khổ đấy. Tìm được hay không không quan trọng, quan trọng là giờ ta còn có cơ hội tự thú không? À không, phải nói là giờ ta còn có cơ hội cử báo chính ta, sau đó lĩnh thưởng 100 vạn cân linh thạch không? Nét mặt Vương Khả đầy vẻ mong đợi, hỏi nói. Từ Bất Phàm, Từ Trọng Sơn đều nghẹt mặt. Từ Bất Phàm nhìn Từ Trọng Sơn mà như là lâm đại địch. Vương Khả đã không quá mấy căng thẳng. Bất Phàm, người biết người đang làm gì không? Từ Trọng Sơn trừng mắt nói, sao người biết? Từ Trọng Sơn, những người khác đâu? Đám Điền Trần cấu kết với người đâu? Còn cả Hoàng Hữu Tiền nữa. Từ Bất Phàm trừng mắt nói, hỗn sợ, ngươi gọi bằng thằng tục danh sư tôn như vậy sao? Từ Trọng Sơn trừng mắt nói, sư tôn, hắn căn bản không đáng làm sư tôn của ta. Ngươi đâu, đi hết ra đây. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Thần sắc Từ Trọng Sơn rất phức tạp. Từ Bất Phàm, ngươi điên rồi. Ngươi mới điên ấy, sao các ngươi biết được nơi này? Từ Bất Phàm cả kinh hỏi nói, bên ngoài không người, vừa rồi ta đã nhìn ra cửa sổ quan sát kỹ, đừng lo. Vương Khả đột nhiên mở miệng nói. Từ Bất Phàm nghẹt mặt. Từ Trọng Sơn, vào đây mau, người cho mình ở giữa không trung như thế càng sẽ là bại lộ, mau vào đây. Vương Khả mời nói. Từ Trọng Sơn sửng sốt. Vương Khả, người có biết xấu hổ không vậy? Từ Trọng Sơn muốn giết người đấy. Từ Bất Phàm trừng mắt nói, không sao, hắn không giết được ta. Ta đã nói với các người bao nhiêu lần rồi, sao các người vẫn cứ không tin chứ? Vương Khả lập tức khuyên nhủ, đứng ngay giờ đó làm gì? Đến cũng đến rồi, mau vào đây đi, chúng ta nói chuyện một chút. Từ Bất Phàm xử lý chuyện này rất là cẩn thận, không biết là chỗ nào xảy ra sơ suất, rốt cục là ai đã phản bội Từ Bất Phàm. Vương Khả thúc giục nói. Từ Trọng Sơn nghẹn mặt, nhìn cái gì, nhanh lên, huynh muội các ngươi vừa mới gặp mặt ta liền có thể nhìn ra sự tình trong mắt các người, lại không phải là kẻ địch sinh, các người là huynh muội ruột thịt, có lời gì mà không nói ra được chứ, nhanh lên. Vương Khả thúc giục. Cơ mặt Từ Trọng Sơn co quắp một cái, lúc này mới đạp bước tiến vào trong phòng. Trường Đình Nhi cũng ở đây. Từ Trọng Sơn nhìn về phía Trường Đình Nhi trên giường còn lại, nàng bị một trường khi đó của Long Cốt đả thương, ta kiểm tra qua, nàng chính là đang tự hành trị liệu. Từ Bất Phàm trầm giọng nói, giao trì thần công là công pháp đỉnh cấp nhất đạo môn bây giờ, hiệu quả trị liệu cũng là số 1. Chẳng sao, sao Vương Khả ngươi lại tỉnh dậy trước? Từ Trọng Sơn lạnh lùng nói,
Vương Khả sửng sốt. Ta tỉnh dậy trước thì có gì lạ lắm sao? Người đáng lý phải hôn mê mới đúng. Từ Trọng Sơn nhíu mày nghi hoặc nói. Đáng lý người phải bị thương càng nặng mới đúng. Người bị thần kinh à? Ta lại không phải là người thực vật, hôn mê cái gì mà hôn mê? Vương Khả trừng mắt nói. Từ Trọng Sơn hừ lạnh. Quay đầu, Từ Trọng Sơn nhìn sang Từ Bất Phàm nói. Bất Phàm, theo ta về Kim Ô Tông bồi tội với sư tôn. Cái rắm ấy, ta cần gì phải bồi tội với lão thất phu Hoàng Hữu Tiền kìa? Từ Bất Phàm trừng mắt nói. Bất Phàm, người quên rồi sao? Năm đó người ta sinh ra trong gia tộc phàm nhân, chính sư tôn đã ôm chúng ta tới Kim Ô Tông, truyền thụ công pháp cho chúng ta, mang đến cho chúng ta hết thảy. Sao người có thể nói ra những lời như vậy chứ? Từ Trọng Sơn giận nói. Hoàng Hữu Tiền, hắn chính là đang lợi dụng ta mà thôi. Không sai, ta thừa nhận, trước kia hắn đối xử với ta rất tốt. Nhưng mà từ sau ngày hai chúng ta cùng tranh đoạt lôi điện song hoàn, hắn liền thay đổi. Hắn trở nên lạnh lùng với ta. Thậm chí có lần lúc mang ta ra ngoài, một tên khốn kiếp của đại gia tộc nhìn trúng dung mạo ta. Hoàng Hữu Tiền vì nịnh nọt cái tên khốn kiếp đó, định tặng ta cho cái tên khốn kiếp đó. Thậm chí là vì khiến cho ta nghe lời, còn hạ dược với ta. Ta phải thật vất vả mới trốn ra được. Từ Bất Phàm trừng mắt nói. Bất Phàm, sao người có thể vu khống sư tôn? Từ Trọng Sơn giận nói. Ta không vu khống, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi lại vẫn cứ không tin. Nhất định phải muốn tin tưởng cái tên ngụy quân tử Hoàng Hữu Tiên kia. Nếu hắn không hại ta, ta làm gì mà đến nỗi bất hạnh nhập ma? Từ Bất Phàm trừng mắt nói. Sư tôn tuyệt không như vậy. Từ Trọng Sơn cắn môi, trên mặt hiện đầy vẻ không tin. Chuyện này để ta nói mấy lời công đạo nha. Vì sao người dám chắc Hoàng Hữu Tiên tuyệt không như vậy? Hắn vì nịnh nọt tên đại công tử gì kia mà ngay cả mẫu mực chính đạo như ta cũng đều hạ độc thủ, làm ra cái chuyện như thế với Từ Bất Phàm thì có gì là lạ? Vân Khả ở bên xen miệng nói. Im mồm! Từ Trọng Sơn trừng mắt quát. Người thẹn quá hóa giận à? Chúng ta nhận việc luận sự, người đừng có để tình cảm riêng nằm mở mắt, tin tưởng mù quáng vào phẩm cách của tên Hoàng Hữu Tiên. Thật sự là chuyện hắn đã làm rành rành ra đấy, sao người vẫn cứ không tin? Huống hồ Từ Bất Phàm là muội muội ruột của ngươi, muội muội ruột thịt của ngươi, thiếu chút nữa bị ngươi ta trả đạp, ngươi lại vẫn không chút để ý sao? Vương Khả truy vấn. Sắc mặt Từ Trọng Sơn rất khó coi. Đúng rồi, Từ Bất Phàm, ngươi nói trước khi Hoàng Hữu Tiền là rất dụng tâm với ngươi, chỉ là đến sau khi ngươi và ca ca tranh đoạt lôi điện song hoàn, hắn mới đột nhiên thay đổi thái độ sao? Lôi điện song hoàn chính là cái vòng tay Từ Trọng Sơn đang đeo à? Vương Khả hiếu kỳ nói. Đây là chí bảo Kim Ô Tông, lôi điện song hoàn. Người có được lôi điện song hoàn chính là tông chủ Kim Ô Tông. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Là Hoàng Hữu Tiền nói cho ngươi. Ở chỗ của ta cũng có một cái. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Nói năng bậy bạ. Từ Trọng Sơn trừng mắt quát. Không tin, chính ngươi nhìn đi. Từ Bất Phàm tỏ vẻ không đáng nói. Dứt lời, Từ Bất Phàm lấy ra thiểm điện thần tiên, nhẹ nhàng khởi động. Ông một tiếng, chỉ thấy 11 chiếc thiểm điện thần tiên bỗng nhiên hợp lại là một, hóa thành một vòng tròn màu đỏ quỷ dị. Vương Khả tròn mắt. Rồi ra biến thành vòng tay. Thế này cũng được à? Không thể nào, sao giống vậy? Từ Trọng Sơn kinh ngạc nói. Chính ngươi nhìn đi. Từ Bất Phàm đưa vòng tay màu đỏ ở trong tay cho Từ Trọng Sơn, hờ hững nói. Từ Trọng Sơn nắm ở trong tay, lại nhìn xuống trên cổ tay của mình, hai thứ giống nhau như đúc. Thiểm điện thần tiên này của ta là được đến từ trong tay Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Ta sớm đã luyện chế nó thành như là cánh tay của mình. Thiểm điện thần tiên trời sinh thân cận với ta. Từ lúc có được thiểm điện thần tiên, thực được ta đề thăng rất nhiều. Trước đó khi Ba Tôn bị người và Sắc Dục Thiên tính toán, ta và Mạc Tam Sơn đánh ngang tay. Nhưng nếu có thiểm điện thần tiên, ta hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đánh bại hắn. Lôi điện song hoàn kia của ngươi là chí bảo Kim Ô Tông, vậy hắn chỉ có một đôi mới đúng chứ. Thế thiểm điện thần tiên trong tay của ta đây tính là cái gì? Từ Bất Phàm khinh thường nói. Trên mặt Từ Trọng Sơn chớp qua một tia phức tạp. Hai thứ quả thật giống nhau như đúc. Sư tôn nói với ta trên đời này chỉ có một đôi, sao giờ lại có chiếc thứ ba? Chẳng lẽ sư tôn gạt ta? Không thể nào, sư tôn không thể nào gạt ta. Hắn truyền ta lôi điện song hoàn, đối xử với ta như là con trai ruột thịt, sao có thể chứ? Nhất định là người cố ý. Từ Trọng Sơn vẫn cứ không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Ca, muốn nói thật nha, lúc trước người ta tranh đoạt lôi điện song hoàn là ta cố ý nhờ người đấy.
bằng không ngươi đừng có hòng mơ giành được Lôi Điện Song Hoàn. Từ Bất Phàm tức giận nói. Từ Trọng Sơn trầm mặc. Hoàng Hữu Tiền là tên ngụy quân tử, ta thành thật khuyên ngươi tốt nhất nên cách xa hắn một chút, bằng không sớm muộn gì ngươi cũng phải gặp xui xẻo đấy. Từ Bất Phàm nói. Đã xui xẻo rồi, lần này nếu không phải là bởi vì Hoàng Hữu Tiền, Kim Ô Tông đâu đến nỗi hứng chịu tổn thất lớn như vậy. Vương Khả ở bên nói. Từ Trọng Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả. Ai cần ngươi lắm mồm chứ, có phải là hại người không? Còn không phải là ngươi hại. Đúng rồi Từ Trọng Sơn, ngươi còn chưa có nói là ai bán rẻ Từ Bất Phàm, hé lộ vị trí của ta cho ngươi. Vương Khả hiếu kỳ nói. Từ Bất Phàm cũng nhìn Từ Trọng Sơn, vẻ mặt rất là nghi hoặc. Là Tử Vương, cháu trai em họ ta. Từ Trọng Sơn nói. Tử Vương? Trên cháu trai kia sao? Hắn đã hứa với ta chôn sâu tin Vương Khả ở chỗ này vào trong bụng mà. Từ Bất Phàm giận nói. Vương Khả thần sắc cổ quái. Đại tử Đại Vương là cháu trai của ngươi? Nơi này là Đại Tử Vương Cung, Tử Vương tuy càng thân cận với ngươi, nhưng mà rốt cục hắn cũng là cháu trai của ta, làm sao dám giấu giếm ta được. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Tên Tử Vương này đúng là không đáng tin. Hai người các ngươi chống lưng choán như vậy, hắn lại trước một mặt sau một mặt với các ngươi. Vương Khả cảm thán nói. Từ Bất Phàm nhíu mày trầm tư, ánh mắt âm tình bất định. Từ Trọng Sơn lại trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, người đang cố tình khích bác chia rẽ nội bộ Từ gia chúng ta đúng không? Không, ta chỉ đang nhìn nhận khách quan. Mặc dù hai người là cậu cháu, nhưng đã đáp ứng Từ Bất Phàm rồi, lại còn đi chủ động mật báo với người, thế này thì đúng là hơi... Vương Khả lắc lắc đầu. Từ Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng. Bất Phàm theo ta trở về đi. Người ta là anh em sinh đôi, trước khi cha mẹ chết, ta đã từng thề với bọn họ nhất định phải chăm sóc ngươi thật tốt. Ngươi yên tâm, ta là tông chủ Kim Ô Tông, chỉ cần ta ở đây không ai dám làm tổn thương ngươi. Từ Trọng Sơn trịnh trọng nói. Không cần. Lời Hoàng Hữu Tiền nói, ngươi làm gì chống dám chống đối? Còn định che chở cho ta sao? Đùa cái gì vậy? Điền Chân hạ dược với ta, ngươi cũng không quản nhìn, ta không cần ca ca như ngươi. Từ Bất Phàm khinh thường nói. Sắc mặt của Từ Trọng Sơn rất khó coi. Nếu ngươi thực sự còn muốn nhận đứa em gái này, vậy bây giờ muội muội muốn báo ân với Vương Khả, ngươi liền làm bộ không thấy, đến từ đâu thì về nơi đó, những gì nhìn thấy hôm nay đều chôn sâu vào trong lòng, được không? Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Sư tôn muốn tìm bắt Vương Khả, cả trường đi nhìn nữa. Thần sắc Từ Trọng Sơn đầy vẻ không tình nguyện. Ngươi không nhận đứa em gái này, vậy thì động thủ đi. Trong mắt Từ Bất Phàm đỏ hồng, trầm giọng nói. Ông một tiếng, thiềm điện thần tiên lần nữa bay đến trong tay Từ Bất Phàm. Tự hồ vì bảo hộ Vương Khả, nàng không tiếc phải quyết đấu một trận sinh tử với Từ Trọng Sơn. Trên mặt Từ Trọng Sơn chớp qua một tia thống khổ, đảo mắt nhìn chằm chằm Vương Khả và Trương Đi Nhi một lúc đầu. Được, ta xem như chưa từng tới, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi không bảo hộ được Vương Khả đâu, hắn gây họa không ai có thể cứu hắn. Từ Trọng Sơn bóp bóp nắm tay, trầm giọng nói. Chuyện đó không cần ngươi quản. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Từ Trọng Sơn gắt gao nhìn chằm chằm muội muội một lúc rồi nói. Ngươi tự quyết định cho tốt. Từ Bất Phàm cắn môi, trong mắt lóe lên một tia khó xử. Từ Trọng Sơn quay đầu đạp bước ra ngoài cửa sổ, nháy mắt liền đã tan biến phía chân trời, không thấy đâu nữa. Từ Bất Phàm, ca ca người vẫn đối tốt với người như vậy chứ? Vương Khả an nổi. Từ Bất Phàm hít một hơi thật sâu nói. Tốt sao? Chỉ là quá vô hồ. Được rồi, ca ca người đi rồi, chúng ta cũng nên đi thôi, nơi này không còn an toàn nữa đâu. Vương Khả nói. Từ Bất Phàm lại lắc đầu. Yên tâm, chuyện ca ca đáp ứng với ta liền không có khả năng sẽ nuốt lời, sẽ không có ai biết về nơi này, các người cứ yên tâm tĩnh dưỡng ở đây đi. Người chắc đã an toàn chứ? Vương Khả lộ vẻ hoài nghi. An toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Ra bên ngoài người còn có thể đi đâu? Bao nhiêu người đang chăm chăm nhìn vào ngươi. Được rồi, giờ tâm tình ta không tốt, ta đi trước. Nếu ngươi tin tưởng ta thì cứ đợi ở chỗ này, nếu còn không tin tưởng vậy thì tùy ngươi. Từ Bất Phàm hít sâu một hơi nói. Dứt lời, Từ Bất Phàm cũng tan biến theo đường cửa sổ. Vương Khả đưa mắt nhìn theo Từ Bất Phàm rời đi, thần sắc không giấu được vẻ cổ quái. Ca ca, ngươi chỉ là không nguyện ý tin tưởng lời người nói mà thôi, cần gì phải khó xử như vậy chứ? Vương Khả nhìn Trương Đề Nhi cách đó không xa một cái,
thoáng trầm tư, rồi lẩm bẩm tự nhủ: ta không thích ký thác an nguy của bản thân vào thân nhân phẩm của người khác. Bên ngoài không nơi để đi, vậy chẳng lẽ ta và Trương Đi Nhi lại không biết cải trang? Vương Khả lấy ra một bình thuốc dị ứng đang định sử dụng, đột nhiên nét mặt Vương Khả chợt cứng lại. Bởi vì Vương Khả nhìn thấy một tòa lầu các khác nằm cách đó không xa. Trên lầu các kia đang đứng một người. Là Điền Chân. Điền Chân ư? Mẹ nó chứ, Tử Trọng Sơn, ta tin lầm ngươi rồi. Cái gì mà không có ai biết rõ nơi này? Vương Khả không nhịn được chửi đồng lên. Vương Khả, muốn chạy sao? Không kịp đâu. Trên lầu các nơi xa, Điền Chân cười lạnh nói. Vương Khả sầm mặt lại. Tử Trọng Sơn mang tới sao? Lão tiểu tử này cũng quá không ra gì. Thả ta ra! Phía dưới vang lên tiếng hét lớn. Ầm một tiếng, một tiếng đất đá nát vụn, kèm theo là từng hồi tiếng kêu thảm. Vương Khả cúi đầu nhìn xuống, lập tức biến sắc. Chỉ thấy Từ Bất Phàm bị một tấm lưới lớn bao phủ. Trên tấm lưới lớn kia sáng lên kim quang, gắt gao trói chặt Từ Bất Phàm. Đám tướng sĩ đứng quanh bốn phía, tay nắm trượng gỗ, đẩy Từ Bất Phàm đang muốn dãy dụa trốn vào trong đại viện. Từ Trọng Sơn, tên hỗn đàn nhà ngươi, ra đây cho ta! Từ Bất Phàm quát, không kêu gào nữa. Từ Trọng Sơn đi rồi. Điền Chân đột nhiên cười lạnh nói. Từ Bất Phàm dãy dụa bên trong tâm lưới, nhưng mà dù thế nào cũng không thể thoát ra. Vô dụng thôi, thứ này gọi là khốn tiền võng, do sư tôn mang về từ bên ngoài thập vạn đại sơn. Nguyên anh cảnh đi vào gần như là không cách nào thoát ra. Người đừng cố gắng vùng vẫy làm gì, càng dãy dụa khốn tiền võng sẽ chết càng chặt. Điền Chân cười to nói. Điền Chân, sao ngươi lại ở chỗ này? Từ Bất Phàm vẫn không ngừng dãy dụa, giận dữ hết. Ta, ngươi cảm thấy thế nào? Điền Chân lộ vẻ đắc ý. Từ Bất Phàm nhìn đám tướng sĩ cầm trượng gỗ đứng quanh bốn phía, hạ nhân phục vụ ở trong tiểu viện dồn dập cung kính thối lui sang bên, tựa hồ biết trước được cảnh tượng này sẽ diễn ra. Đột nhiên, Từ Bất Phàm ngước mắt nhìn lên, thấy được cách đó không xa một tên nam tử khoác long bào đang đứng sau lưng Điền Chân, trong mắt chớp qua vẻ bối rối. Mỗi lần tới vương cung, ta đều sẽ dùng thần thức quét qua một vòng, lần này không ngoại lệ. Sau khi xác định trong vương cung không có người tiền môn, ta mới đến gặp Vương Khả. Ta đã rất cẩn thận, nhưng thật không ngờ tướng Vương Khả từ xưa tới nay luôn trung thành tận tụy, trăm kiểu nịnh nọt ta, giờ lại dám quay lưng phản bội sao? Tử Vương, người quên hết thầy người đều là của ta ban cho sao? Từ Bất Phàm trừng mắt vẫn nổi hết. Tử Vương nhích sát lại gần sau lưng Điền Chân, bộ dạng có vẻ sợ hãi. Tử Vương, ngươi đừng sợ, cũng đừng có lo, lần này ngươi làm rất tốt. Về phần Từ Bất Phàm, sau này ngươi sẽ không gặp lại nàng. Điền Chân trấn an nói. Vâng. Tử Vương cung kính nói với Điền Chân. Vì cái gì? Tử Vương, vì sao ngươi lại phản bội ta? Ngươi là cháu trai ta, tại sao lại đi nghe lời Điền Chân? Chẳng lẽ là Từ Trọng Sơn sai khiến ngươi? Không thể nào, sao hắn có thể làm như vậy được? Từ Bất Phàm trừng mắt vẫn nộ nói. Tử Vương không dám hỏi hè nửa lời, chỉ biết núp ở sau lưng Điền Chân. Từ Bất Phàm trong mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vương, như là muốn tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng. Tử Bất Phàm, người đừng ép buộc hắn, tên Tử Vương này e rằng là không phải cháu trai người. Vương Khả trên cửa sổ lầu hai nhíu mày nhìn xuống nói. Người nói cái gì? Tử Bất Phàm tròn mắt nhìn Vương Khả. Trong tư liệu thuộc hạ ta sưu tập được về Tử Vương có ghi, Tử Vương cực kỳ cẩn thận, tâm tư thâm trầm. Trong ba đại vương triều ở khu vực phàm nhân, hắn là người am hiểu thuật quyền mưu đế vương nhất. Quân vương như vậy, hắn rất biết xem xét thời thế, hiểu rõ quan hệ lợi ích phức tạp. Chỉ cần không phải là đứa điên đều sẽ hiểu được, ngươi và Từ Trọng Sơn mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Đặc biệt ở phía ma giáo, hắn càng không thể thiếu được ngươi. Nhưng giờ thì sao, hắn trực tiếp quay lưng bán rẻ ngươi. Vấn đề rõ như ban ngày vậy, ngươi bị hắn lừa gạt, hắn căn bản không phải người Tử gia. Vương Khả nhíu mày phân tích. Cái gì? Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Tử Vương. Tử Vương biến sắc, lập tức giật lui ra sau một bước. Vương Khả, dù ngươi đã biết thì cũng thay đổi được gì? Từ Bất Phàm, hôm nay ngươi đừng có hỏng đi. Ta đã được sư tôn cho phép, sư tôn ân chuẩn thưởng ngươi cho ta. Điền Chân cười lớn nói. Tử Vương, ngươi không phải con cháu của Tử gia ta? Không thể nào. Từ Trọng Sơn đâu? Từ Trọng Sơn đi đâu rồi? Ra đây cho ta.
Từ Bất Phàm quát. Đột nhiên phía chân trời bay tới hai đạo thân ảnh, chính là Kim Ô Tông Hắc Bạch Nhị Trường Lão. Thế nào? Điền Trần quay sang nhìn hai người hỏi. Tông chủ đã đi xa, yên tâm. Hắc Trường Lão nói, các người theo dõi ca ca ta. Từ Bất Phàm tròn mắt, thần sắc đầy vẻ không dám tin tưởng. Tử Vương vừa đưa tin, chúng ta đến biết người an trí Vương Khả, Trường Đi Nhi ở chỗ này. Từ Bất Phàm, người đúng là người trượng nghĩa. Chúng ta đã cho Từ Trọng Sơn cơ hội để hắn mang Vương Khả, Trường Đi Nhi đi về. Đáng tiếc Từ Trọng Sơn không hành sự như dự tưởng của chúng ta, cuối cùng chúng ta đành phải đích thân ra tay. Điền Trần lạnh lùng nói. Mẹ nó, quan hệ của Kim Ô Tông các người đúng thật là quỷ dị. Chả lẽ tông chủ chỉ là khôi lỗi do các người thao túng? Một đám trường lão giật dây tông chủ, lần trước ám sát ma tôn cũng là các người xui khiến Từ Trọng Sơn đi làm. Vương Khả kinh ngạc nói. Điền Trần, người nói cho bọn hắn. Hắc Trường Lão nhíu mày nói. Điền Trần sừng sốt. Ta nói cái khỉ khô, vừa rồi là ngươi mới bại lộ. Ta đoán là thật, hết thầy đều là giả. Thế giới mà Từ Trọng Sơn nhìn thấy cũng là giả. Không lẽ gia tộc Tử Thị này cũng là các người cố ý để người giả bộ ra, ý đồ dùng cảm tình trói buộc Từ Trọng Sơn, Từ Bất Phàm để thuận tiện cho các người giám thị? Vương Khả cả kinh thốt lên. Điền Trần, sao cái gì người cũng nói hết cho Vương Khả thế? Bạch Trường Lão trừng mắt giận nói. Điền Trần nghẹt mặt. Ta đâu có nói gì, là hắn đoán được đấy. Còn nữa, hắn mới đang đoán mò mà ngươi lại chưa đánh đã khai. Giả, đều là giả sao? Không thể nào, không thể nào, sao lại là giả được? Gia tộc Tử Thị là ta và ca ca tận mắt chứng kiến từ nhỏ đến lớn, là chúng ta giúp bọn hắn quật khởi. Cha mẹ chết rồi, em họ kia, chúng ta tận mắt thấy bọn hắn trải qua đủ sinh lão bệnh tử. Chúng ta... Từ Bất Phàm nghẹn ngào, trên mặt đầy vẻ không tin tưởng. Đúng rồi, Từ Bất Phàm, vì sao cha mẹ ngươi lại chết? Các ngươi không thể giúp bọn hắn đặt chân tu hành giấy, đưa một chút đan dược kéo dài tuổi thọ, thì ít ra cũng có thể giúp bọn hắn có được cuộc sống dễ chịu chứ? Từ trong lời lẽ của Từ Trọng Sơn nói khi trước nghe ra được, năm đó trước khi ngươi mưu phản Kim Ô Tông thì cha mẹ ngươi đã chết rồi. Theo lý mà nói, cha mẹ ngươi đáng ra không nên chết sớm như vậy mới đúng chứ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Từ Bất Phàm giật mình, quay đầu nhìn về phía ba người Điền Trần. Là các ngươi, là các ngươi hại chết cha mẹ ta. Điền Trần, sao cái gì ngươi cũng nói với Vương Khả hết thế? Bạch Trường Lão giận dữ nói. Không sai, Điền Trần, năm đó ngươi giết chết cha mẹ tông chủ, còn bắt chúng ta không được nói ra ngoài, bây giờ chính ngươi lại nói cho Vương Khả. Hắc Trường Lão trừng mắt quát. Cái sắm mấy, các ngươi không nghe được à? Vương Khả là chỉ đoán thôi, Vương Khả nó chỉ đoán thôi, sao các ngươi lại phối hợp với hắn? Điền Trần tức giận nói. Đoán à? Bạch Trường Lão thất kinh nói. Vừa rồi khi các người giám thị tông chủ rời đi, ta và Vương Khả chẳng nói gì cả. Ta chưa hề nói gì với hắn hết. Ta nói cho hắn cái con khỉ ấy. Điền Trần phẫn nộ nói. Nét mặt của Hắc Bạch Nhị Trường Lão cứng lại. Ta có thể làm chứng cho hắn, Điền Trần chỉ nói qua một câu với ta, ngoài ra là chẳng nhắc gì tới điều này. Vương Khả gật đầu xác nhận. Điền Trần đen mặt lại. Ngươi làm chứng cho ta? Cha mẹ ta đều bị ngươi hại chết sao? Ca ca là khôi lỗi của các ngươi? Không thể nào. Không thể nào. Làm sao có thể như vậy được? Gia tộc Tử Thị cũng là giả sao? Từ Bất Phàm như điên lên, trừng mắt nhìn Điền Trần. Điền Trần, đừng nói nhảm, tránh đêm dài nắm bộ, nhanh chóng đưa bọn hắn về Kim Ô Tông. Bạch Trường Lão nói. Từ Bất Phàm là của ta. Điền Trần quay sang hai người nói. Yên tâm, sư tôn đã đáp ứng, ai cũng sẽ đoạt với ngươi. Ngươi mang về, dạy dỗ cho tốt, còn bây giờ giết Vương Khả, mang Trương Đinh Nhi trở về. Hắc Trường Lão trầm giọng nói. Nam Minh Ly Hỏa sao? Trước lấy Nam Minh Ly Hỏa, sau đó lại giết Vương Khả. Bạch Trường Lão nhắc nhở. Được. Hắc Trường Lão gật đầu. Nhất thời ba đại nguyên anh cảnh đồng loạt nhìn về phía Vương Khả. Từ Bất Phàm nghe được bí mật về cái chết của cha mẹ, trong mắt chất đầy oán hận, nhìn chằm chằm Điền Trần. Lúc này nàng hận không thể chẻ Điền Trần thành tám miếng, nhưng mà nàng giờ đang bị nhốt trong tấm lưới, căn bản không thể động đậy được gì. Vương Khả, người đi mau. Từ Bất Phàm trong mắt đỏ ngầu gằn giọng nói. Đi? Vì sao phải đi? Ta đâu có sợ bọn họ. Vương Khả sừng sốt.
Ngươi đã đến cái lúc này rồi, ngươi còn thổi ra trâu cái gì nữa? Từ Bất Phàm trừng mắt giận nói. Sao ngươi cứ không chịu tin ta thế nhỉ? Vương Khả ta thổi ra trâu lúc nào? Vương Khả bực bội nói. Ngươi... Từ Bất Phàm còn muốn phản bác, nhưng mà đột nhiên Từ Bất Phàm chợt nghẹn họng. Bởi vì ra trâu mà trước này Vương Khả từng thổi, cuối cùng hắn đều thực hiện được. Vương Khả, ngươi đúng là điên rồi. Ba người chúng ta vây khốn ngươi, ngươi còn không sợ sao? Ở đây bây giờ không có ai có thể bảo hộ được ngươi. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lập tức giao ra Nam Minh Ly Hỏa, ta có thể cho ngươi toàn thây. Điền Chân lạnh lùng nói. Ngươi hài hước thật đấy. Điền Chân, ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi, Hoàng Hữu Tiền, Lòng Cốt ta đều không sợ, há lại sợ ba người các ngươi? Vương Khả khinh thường nói. Vậy lần trước ở Ma Long Đảo, sao vừa nhìn thấy chúng ta ngươi liền bó tay chịu trói? Bạch Trường Lão không đáng nói. Lần trước sao? Lần trước ta chán ở Ma Long Đảo rồi nên mới cùng các ngươi tới Kim Ô Tông thay đổi hoàn cảnh thôi. Các ngươi thật tưởng rằng ta sợ các ngươi chắc? Vương Khả khinh thường nói. Suốt ngày chỉ biết thôi, để ta xem hôm nay ngươi chết như thế nào. Bạch Trường Lão lạnh lùng quát. Đúng vậy Vương Khả, ngươi nghĩ có thể đối phó được chúng ta, vậy cứ thử xem. Điền Chân cười lạnh nói. Các ngươi nhìn đi. Vương Khả vung tay lên, hô một tiếng, hệt như có thì thứ gì đó Vương Khả ném lên không trung. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lên trời. Thần Vương Ấn chấn. Vương Khả quát lớn một tiếng, chỉ thấy từ trên bầu trời một chấm đen nhỏ bất ngờ hạ xuống. Khoảnh khắc vừa rơi rụng, chấm đen bất thần cấp tốc phóng đại, lớn lớn lớn. Nháy mắt, hệt như là một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh khiến ai đều biến sắc. Không đúng, Bạch Trường Lão cả kinh kêu lên. Cẩn thận! Điền Trần cũng kinh hãi thất thanh. Mau tránh ra! Hắc Trường Lão hốt hoảng la lớn. Ba người muốn nhảy ra nhưng quá muộn rồi. Thần Vương Ấn như là tòa núi nhỏ lao xuống, tốc độ nhanh vô cùng, gần như là chỉ trong chớp mắt Điền đã nện trúng đầu các nơi Điền Trần đang đứng. Oanh một tiếng, một tiếng rèn vang, nhà mắt đầu các khổng lồ bị ép thành phấn vụn, từ trên xuống dưới bỗng chốc đổ ập. Bên trong lầu các truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, thê thảm nhất vẫn là Tử Vương. Nháy mắt khi lầu các đổ sập, hắn đã thậm chí bị ép cho gãy ngang, lăn lồng lốc ra quảng trường ngoài tiểu viện, máu tươi bắn tung tóe trên đám tướng sĩ. Mà Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão thì cũng bị ép cho thổ huyết, bởi vì chạy đi quá muộn, chỉ kịp thoát được đầu hoặc nửa thân ra ngoài, nửa thân dưới là còn bị chấn ở bên dưới Thần Vương Ấn khổng lồ. Phốc một tiếng, ba đại nguyên anh miệng phun máu tươi, trừng mắt không thể tưởng tượng nhìn ngọn núi đè ép trên người. Điều này sao có thể? Sao lại thế được? Phiên thiên ấn, không thể nào. Thần Vương Ấn sao lợi hại như vậy? Điền Chân và Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão không khỏi la lên kinh hãi. Đám tướng sĩ nhìn thấy đầu lâu Tử Vương lăn lông đốc trên mặt đất, ai nấy đều bị dọa cho kinh hồn bạt vía, dồn dập giật lui ra sau. Đại vương! Kẻ hầu thị nữ quanh bốn phía càng là sụi lơ trên đất. Từ Bất Phàm cũng dừng mắt nhìn Thần Vương Ấn khổng lồ trước mặt, lực lượng chấn áp như là núi lớn đè sập, thoáng chốc liền chấn áp ba đại nguyên anh cảnh. Điều này sao có thể chứ? Từ Bất Phàm, lần này các ngươi tin tưởng rồi chứ? Ta không có khoác lác, ta nói là sự thật. Vương Khả nói. Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão cùng trừng mắt nhìn Vương Khả. Sao ngươi không khoác lác? Sao lại thế được? Ai mà ngờ được Vương Khả lại thực sự có thể đánh gục nguyên anh cảnh, hơn nữa còn là một lần đánh gục ba tên. Ta không tin, ta không tin đây là sự thực. Phá cho ta! Điền Chân hét lớn. Lên! Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão cũng giống to, có lực lượng khổng lồ bạo phát từ bên người ba đại nguyên anh cảnh. Nhưng mà Thần Vương Ấn vẫn không nhúc nhích chút nào. Chỉ thấy kim quang hơi khẽ sáng lên, mí mắt của Vương Khả không ngừng nháy động. Các người đừng có dãy rủa, dãy rủa là đang tiêu hao công đức của ta đấy. Bành một tiếng, Vương Khả nhảy xuống từ trên cửa sổ. Đứng ngay giờ đó làm gì? Tử Vương đã chết rồi, các người không mau chạy đi, muốn ta phải ra tay đuổi giết sao? Vương Khả trừng mắt nhìn đám tướng sĩ và kẻ hầu. Đi! Đám tướng sĩ, kẻ hầu lập tức hốt hoảng tháo chạy ra bên ngoài. Đối phó với những tiên thiên cảnh bình thường này, Vương Khả chỉ cần thả ra phi kiếm là được. Nhưng mà làm vậy hoàn toàn không cần thiết, giết bọn họ lại chẳng được lợi lộc gì, bọn họ cũng hành sự theo mệnh lệnh mà thôi.
Từ Bất Phàm, giờ tin tưởng ta rồi chứ? Vương Khả đi đến trước mặt Từ Bất Phàm, nhẹ giọng nói: Ngươi, sao ngươi làm được? Từ Bất Phàm vẫn khó mà tin tưởng. Đã nói với ngươi rồi, ta rất lợi hại, khăng khăng ngươi cứ không tin, đừng có động, ta giúp ngươi tháo lưới ra. Vương Khả nói: Không tháo được, đây là khốn tiền võng, trừ phi có cấm pháp đặc thù mới mở được. Từ Bất Phàm lo lắng nói: Đúng là không tháo được, vốn còn định vét thêm một món pháp bảo. Thôi được rồi, đốt cháy nó vậy. Dứt lời, một luồng chọc chân nguyên được Vương Khả rót vào bên trong, chém không đứt. Chất liệu làm nên khốn tiền võng này, ngươi nói không phải chặt đứt, là đốt cháy. Từ Bất Phàm sửng sốt, xùy một tiếng. Vương Khả vạch một que diêm, hơ ngọn lửa lại gần. Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trường Lão bị chân áp cách đó không xa, đều trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi định dùng que diêm đốt cháy khốn tiền võng sao? Ngươi đừng có mơ, lát nữa sư tôn ta sẽ tới, các ngươi đừng hòng mà chạy thoát một ai. Điền Chân gằn giọng nói: Vương Khả, ngươi đang làm gì? Đầu ngươi có vấn đề sao? Diêm cũng có thể đốt cháy được thứ này ư? Từ Bất Phàm cũng cả giận nói. Bành một tiếng, chỉ thấy que diêm chạm tới tấm lưới, lập tức thiêu đốt lên, ngọn lửa bùng cháy với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Tiếp theo, bộp một tiếng, khốn tiền võng đứt gãy. Lòng ra chưa? Vương Khả nhìn Từ Bất Phàm hỏi nói. Thần sắc Từ Bất Phàm không giấu được vẻ cổ quái. Thật bị ngươi đốt đứt sao? Thứ này dùng riêng mà cũng đốt được á? Chỉ cần đốt là được sao? Từ Bất Phàm ngơ ngác nói. Lưới này quấn chặt ngươi, ta không thể đốt phạm vi lớn, không thì thiêu đốt luôn cả ngươi. Đừng có động, để ta tiếp tục đốt mấy đoạn nữa là ngươi có thể thoát khốn được rồi. Vương Khả kêu nói. Không cần, riêng của ngươi đều có thể đốt đứt, ta cũng có thể đốt đứt, lôi hỏa. Từ Bất Phàm trừng mắt nói. Quanh một tiếng, quanh thân Từ Bất Phàm lập tức được bao bọc bởi lôi hỏa hừng hực, nhất thời dòng điện bắn tung bốn phía, nổ cho tóc tai Vương Khả dựng đứng hết cả lên. Ngươi chậm một chút, ta có thể đốt đứt không có nghĩa là ngươi cũng có thể đốt đứt. Vương Khả không ngừng can ngăn. Cái rắm ấy, lôi hỏa của ta không còn bằng que diêm của ngươi. Từ Bất Phàm vẫn cứ không tin. Lôi hỏa quanh thân đột ngột tăng vọt, Vương Khả tức thì giật lùi về sau, phiền muộn quay đầu nhìn về phía ba người Điền Chân. Ba người thấy Vương Khả đảo mắt nhìn sang, lập tức biến sắc. Vương Khả, ngươi đừng có làm loạn, sư tôn ta lập tức tới ngay. Điền Chân phẫn nộ nói. Ngươi cảm thấy giờ ta không nên xử lý luôn các người, mà ngồi đây đợi Hoàng Hữu Tiên đến cứu các người chăng? Sau đó để các người quay sang cắn lại ta. Vương Khả lạnh giọng nói. Ngươi đừng qua đây. Điền Chân biến sắc. Chết đi, phi kiếm. Vương Khả lập tức hất tay áo lên, một luồng phi kiếm bay thẳng đến chỗ ba người. Trong mắt của Vương Khả thoáng trợn trừng. Chết đi. Oanh một tiếng, một tiếng kêu vang, nháy mắt luồng phi kiếm bị bắn tung. Vương Khả biến sắc, cả kinh trước mắt nhìn ở trên người vừa xuất hiện giữa không trung, người này đã ra tay đánh bay phi kiếm của mình. Bà tên phế vật. Người kia lạnh lùng nói. Ô Hữu Đạo. Vương Khả kinh ngạc thốt lên. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 103. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người và nghe tập truyện. Ô Hữu Đạo. Chúng nhân cả kinh nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo, người cũng là đệ tử Kim Ô Tông. Vương Khả tròn mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Từ Bất Phàm, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trường Lão đều quay sang nhìn Vương Khả, mặt đen đại như là đáy nồi. Người nói bậy bạ gì đấy? Sao Ô Hữu Đạo lại có thể là đệ tử Kim Ô Tông được? Hoàng Hữu Tiên, tên hỗn đàn này, là hắn nói cho các ngươi, không phải đã dặn đừng có bại lộ thân phận của ta rồi sao? Khốn kiếp. Ô Hữu Đạo xa sầm mặt mày, chửi đồng một tiếng. Vương Khả và đám người đồng nghẹt mặt. Các ngươi nhìn ta với vẻ mặt gì đấy? Chẳng lẽ là Vương Khả đoán mò? Nét mặt Ô Hữu Đạo cứng lại. Ta chỉ thuận miệng nói bừa thôi,
Hơn nữa lời ta nói cũng là câu nghi vấn mà. Vương Khả thần tình cổ quái nói. Ô Hữu Đạo nghệt mặt. Bọn họ là trưởng lão Kim Ô Tông, một tên đường chủ ma giáo như ngươi sao lại đi giúp đỡ bọn họ? Ta vì tức giận mới trào phúng hỏi. Ô Hữu Đạo, sao ngươi cũng là đệ tử Kim Ô Tông vậy? Ta chỉ là nửa trào phúng nửa nghi vấn mà thôi. Vương Khả giải thích. Cơ mặt của Ô Hữu Đạo co quắp cả lại. Nguyên lời của ngươi không hề có từ sao? Nhớ lại cho kỹ đi, đây rõ ràng là ngươi vừa mới thêm vào. Ô Hữu Đạo, ngươi là đệ tử Kim Ô Tông? Trong mắt Điền Trần chớp qua một tia phức tạp, nói. Ô Hữu Đạo phẫn hận liếc nhìn Vương Khả. Bại lộ thì bại lộ, dù sao mấy người các ngươi có biết cũng chẳng sao. Vương Khả, Từ Bất Phàm, các ngươi không sống qua được hôm nay đâu. Ngươi thực đúng là đệ tử Kim Ô Tông, ngươi là nằm vùng Kim Ô Tông tiềm phục trong bà giáo. Vương Khả kinh ngạc nói. Ô Hữu Đạo, ngươi đến đây từ lúc nào? Điền Trần kinh ngạc nói. Ô Hữu Đạo lạnh lùng liếc nhìn Điền Trần. Ba người các người đúng là đám phế vật. Ta đã sớm đến rồi, tận mắt thấy ba người các người ngu xuẩn tự tìm đường chết. Hả? Ba người đám Điền Trần đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Hoàng Hữu Tiền đi ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, đắc ý tới dặn dò ta, để ta chú ý Kim Ô Tông, coi chừng đừng để xảy ra chuyện. Các người vừa nhận được tin tức từ Tử Vương, ta liền cũng biết. Chút chuyện nhỏ thế mà cũng không làm sao. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Người sắc mặt ba người Điền Trần không khỏi khó coi. Vương Khả, đây chính là chỗ dựa của ngươi, Phiên Thiên Ấn. Ô Hữu Đạo hừ lạnh, đồng thời vung tay đánh ra một trường. Oanh một tiếng, thần vương ấn như ngọn núi nhỏ bỗng chợt run rẩy, song vẫn không lay động. Ô Hữu Đạo và chúng nhân nghẹt mặt. Ồ, thần vương ấn của ta lợi hại như vậy ư? Vương Khả kinh hỉ nói. Đến cả Ô Hữu Đạo đều không dung chuyển được sao? Phiên Thiên Ấn phải rót vào công đức mới có thể có lực lượng chấn áp, công đức càng nhiều uy lực càng mạnh. Bên trong ấn này của ngươi đến cùng đã rót vào bao nhiêu công đức đây? Không ngờ lại lãng phí như vậy. Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Nhắc đến công đức, tim Vương Khả như là dì máu. Vương Khả đã rót đến toàn bộ công đức trong Định Quang Kính vào đây. Đây chính là công đức nhỉ? Nếu không phải bây giờ Trọc Chân Nguyên đã chuyển sang màu vàng, hắn không khả năng làm ra được thủ bút lớn đến vậy đâu. Ô Hữu Đạo, mau dùng nguyên thần pháp tướng đẩy ra giúp bọn ta. Điền Trần kêu nói. Ô Hữu Đạo trừng mắt nhìn Điền Trần. Người biết cái gì? Phiên Thiên Ấn truyền khắc linh thể, nguyên thần pháp tướng kia của ta như mộng như ảo, làm sao có thể di chuyển được nó? Thế giờ phải làm sao? Điền Trần nôn nóng nói. Vương Khả chết rồi, khi đó Phiên Thiên Ấn tự nhiên sẽ bị phế. Ô Hữu Đạo nói. Dứt lời, Ô Hữu Đạo lần nữa quay đầu lạnh lùng nhìn Vương Khả. Ầm một tiếng, Từ Bất Phàm bên trong vội vàng gấp gáp dùng lôi hỏa đốt cháy Khốn Tiền Võng. Không thể phá được sao? Vương Khả, lúc trước người đốt kiểu gì thế? Từ Bất Phàm buồn bực kêu lên. Ta? Hắn? Lúc trước hắn dùng que diêm chỉ là màn che mắt mà thôi. Nếu ta đoán không sai, Vương Khả, thứ ngươi dùng chính là Nam Minh Ly Hỏa, đúng không? Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Ta dùng Nam Minh Ly Hỏa? Vương Khả cả kinh. Không sai, chính là Nam Minh Ly Hỏa mà Tam Túc Kim Ô trước khi bị hủy diệt đã đưa cho ngươi. Cũng chỉ Nam Minh Ly Hỏa mới có thể có được thần uy hủy thiên diệt địa bá đạo như vậy. Trong mắt Ô Hữu Đạo chớp qua một tia hưng phấn. Điều này Vương Khả phải giải thích thế nào đây? Nói đây là do Trọc Chân Nguyên của ta thiêu đốt. Lấy tính cách của Vương Khả, có thể không để đối thủ biết được đề uẩn, tự nhiên liền cũng mặc nhận. Người nói đúng. Vương Khả gật đầu xác nhận. Đúng sao? Vậy lấy ra Nam Minh Ly Hỏa đi. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Vì sao? Vương Khả nhíu mày nói. Bởi vì giờ đưa Nam Minh Ly Hỏa cho ta, ta có thể để cho người chết toàn thây. Ô Hữu Đạo lạnh giọng nói. Vương Khả, người có cách trốn đi được không? Người đi trước tìm Chu Hồng Y tới cứu ta. Từ Bất Phàm nôn nóng nói. Vương Khả liếc nhìn Từ Bất Phàm. Những lời ta nói vừa rồi người quên à? Hả? Nói cái gì? Từ Bất Phàm kinh ngạc hỏi lại. Ta không sợ bọn họ, bọn họ đánh không lại ta, người gấp cái gì? Vương Khả nói. Từ Bất Phàm và đám người đều nghẹt mặt. Tên Vương Khả này bắt đầu thổi rồi. Đã đến lúc này rồi
sao ngươi còn... Từ Bất Phàm đang định của trách, nhưng mới của trách được một nửa, Từ Bất Phàm lại nhìn về phía thần vương ấn cách đó không xa. Vừa rồi mình không tin Vương Khả, kết quả bị anh đánh mặt. Chẳng lẽ Vương Khả thực sự có cách đối phó được Ô Hữu Đạo sao? Vương Khả, người chấn áp được đám Điền Chân chỉ là nhờ vận khí, nhờ trong tay có viên thiên ấn thôi. Giờ chẳng lẽ ngươi còn có một chiếc viên thiên ấn thứ hai? Ô Hữu Đạo khinh thường nói. Ô Hữu Đạo, ngươi không tin, vậy cứ đến đây, ta cho ngươi xem. Vương Khả đạp bước nhảy về phía cửa sổ lầu 2. Vương Khả ý đồ dẫn dụ Ô Hữu Đạo vào trong phòng, sau đó dùng ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Rốt cục khi đó thần kiếm vừa hiện, ánh sáng chói lòa, lại có gian phòng che khuất, chắc sẽ giấu giếm được phần nào. Hừ, giả thần giả quỷ, Vương Khả, ngươi thật tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi? Ô Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng, cũng tung người bay thẳng vào trong gian phòng. Nháy mắt khi Ô Hữu Đạo vừa tiến vào, oanh một tiếng rền vang, kéo theo đó là sóng khí ngập trời. Gian phòng Vương Khả đang đứng đột nhiên bị sóng khí quấn phăng. Ô Hữu Đạo trực tiếp phun ra một búng máu tươi, bay ngược ra sau. Phốc một tiếng, Ô Hữu Đạo thổ huyết, cả người bị ném ra giữa không trung. Từ Bất Phàm, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trường Lão đồng mở to hai mắt nhìn. Là thật sao? Ở trong phòng kia, Vương Khả ra tay đánh bay Ô Hữu Đạo. Mẹ nó, đây là nằm mơ sao? Oanh một tiếng, gian phòng nơi Vương Khả đang đứng chật ầm vang nổ tung. Ô Hữu Đạo thì bị đánh bay, máu tươi phun ra vãi một hàng dài giữa không trung. Vương Khả, ngươi sao làm được? Từ Bất Phàm không cách nào hiểu nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Vừa rồi còn có thể đổ cho thần vương ấn, thực ra Từ Bất Phàm cũng đã hiểu được phần nào. Từ lần đại hội siêu độ thiên địa vô cực khi trước, công đức trong thần vương ấn đã không còn là điều bí mật, chỉ là mình không nghĩ đến mà thôi. Nhưng giờ lại là chuyện gì? Phải biết Ô Hữu Đạo đã tiệm cận cảnh giới nguyên anh cảnh đại viên mãn, làm sao Vương Khả chỉ bằng một đòn liền có thể đánh bay, thậm chí là đánh hộc máu đối phương? Sao lại thế được? Ba người Điền Chân cũng thất thanh, vẻ mặt không cách nào có thể tưởng tượng. Trường Đình Nhi, ngươi từ lúc nào mà ngươi có được thực lực khủng bố như vậy? Nguyên anh cảnh đại viên mãn, không thể nào. Ô Hữu Đạo rơi xuống dưới đất, lập tức cả kinh kêu lên. Chỉ thấy phòng ốc đổ sụp, lộ ra Vương Khả và Trương Đình Nhi đứng ở bên trong. Trương Đình Nhi dậm chân tung người bay lên, tay kéo theo Vương Khả. Trương Đình Nhi, ngươi tỉnh lại lúc nào? Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Vừa rồi chính bản thân hắn đã bị dọa cho nhảy dựng. Hắn dụ dỗ Ô Hữu Đạo trong phòng, còn chưa ra tay, bên cạnh bỗng nhiên nhiều thêm một người, tung trường đánh về phía Ô Hữu Đạo. Vừa bước vào, một tiếng rền vang lập tức đánh bay Ô Hữu Đạo, còn làm sụt cả trọn lầu các tầng hai. Ta cũng vừa mới tỉnh thôi, vừa tỉnh lại liền nghe các người tranh đấu. Vương Khả, người đúng là quá có thể gây chuyện. Trương Đình Nhi hờ hững nói. Không phải ta gây chuyện, là bọn hắn truy sát tới. Còn nữa, đừng có mà ôm eo ta được không? Rớt xuống từ độ cao như thế này chưa chết được đâu. Người ôm eo như vậy cứ nhìn như thể ta mảnh mai lắm ấy. Vương Khả thần tình cổ quái nói. Trương Đình Nhi cúi nhìn Vương Khả. Đúng thật, vừa rồi phòng ốc nổ tung, nàng gấp gáp bảo vệ Vương Khả, vội kéo hắn đi lên, bộ vị lôi kéo vừa khéo nhắm trúng phần eo. Trương Đình Nhi thoáng đỏ mặt, buông lỏng tay ra. Bành một tiếng, cả người Vương Khả rơi xuống cái đùng. Cùng lúc này, Ô Hữu Đạo chợt trừng mắt, quát nhẹ một tiếng. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ cao 10 trượng lập tức xuất hiện trước mặt chúng nhân, nhắm mắt liền đánh về phía vị trí của Vương Khả. Cẩn thận! Trương Đình Nhi đẩy Vương Khả một cái. Bành một tiếng, Vương Khả bị đẩy ngã rúi rụi. Người nhắc ta cẩn thận được rồi, còn đẩy làm cái gì? Ta lại không sợ nguyên thần pháp tướng này. Vương Khả buồn bực kêu nói. Một trái bàn đào 3000 năm. Trương Đình Nhi vùng kiếm chém tới. Oanh một tiếng, đụng cùng Như Lai thần trường, lập tức sóng khí ngập trời, sóng xung kích khiến cho đại tử Vương Cung càng thêm hoang tàn. Trương Đình Nhi, ta không biết tại sao ngươi đột nhiên lại đạt tới nguyên anh cảnh đại viên mãn, nên vừa rồi mới có chút chủ quan, nhưng mà ngươi vẫn không phải đối thủ nguyên thần pháp tướng của ta. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Vừa thao túng pháp tướng Như Lai Phật Tổ, Ô Hữu Đạo vừa lập tức nhào về phía Vương Khả.
Trong mắt của Vương Khả co rụt lại. Lâm trận đại địch. Oanh một tiếng. Một tiếng nổ vang. Chỉ thấy Ô Hữu Đạo lại không có nhào về phía Vương Khả, mà đột nhiên chuyển hướng tung cước đạp lên người Từ Bất Phàm, khiến cho Từ Bất Phàm đau đến thét thảm ra tiếng. Ô Hữu Đạo, ngươi làm cái gì? Không phải ngươi muốn tới đánh nhau với ta sao? Sao lại quay sang dẫm Từ Bất Phàm? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ô Hữu Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả, hey, vận khí ngươi quả thực không sai, mỗi lần sắp chết đến nơi rồi lại đều có quý nhân tương trợ. Tháng trước Kim Ô Tông là Từ Bất Phàm cứu ngươi, giờ ngươi lại muốn nhìn thấy nàng chết không? Ngươi mới lấy Từ Bất Phàm uy hiếp ta. Sắc mặt Vương Khả rất khó coi, nói: không sai, nếu không muốn thấy Từ Bất Phàm chết thì mau giao ra Nam Minh Lưu Hỏa đi. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Mặt Vương Khả trầm xuống. Két một tiếng, Từ Bất Phàm bị dẫm lên cổ, tiếng kêu thống khổ đều đã bị biến dạng. Lấy ra! Ô Hữu Đạo giơ tay phải lên, ầm một tiếng. Nơi xa, pháp tướng Như Lai Phật Tổ quả không hổ là nguyên thần cường giả, nguyên thần cảnh, uy lực cực mạnh, khiến Trường Đi Nhi không khỏi bó tay bó chân, thậm chí bị đánh cho đến liên tiếp giật lui. Vương Khả hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Ô Hữu Đạo. Ngươi không tin ta giết Từ Bất Phàm, nhìn đi. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Trong tiếng cười lạnh, tay hắn rút ra một thanh kiếm. Chang một tiếng. Dừng tay! Vương Khả cả kinh kêu lên. Nhưng mà động tác Ô Hữu Đạo quá nhanh, kiếm kia chẳng mấy chốc liền đâm vào lồng ngực Từ Bất Phàm, đóng đinh Từ Bất Phàm trên mặt đất. Phốc một tiếng, Từ Bất Phàm phun ra một búng máu tươi, không thốt lên được nửa lời. Thân mình bị Khốn Tiền Võng trói buộc, cổ bị Ô Hữu Đạo giẫm đạp, giờ lại bị kiếm đóng đinh trên đất, tựa hồ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ngươi không đưa, ta liền đâm nàng kiếm thứ hai. Ngươi phải biết rằng Từ Bất Phàm đã cứu mạng ngươi, chả đã ngươi cứ trơ mắt nhìn nàng chết sao? Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Vương Khả, đừng nghe lời hắn, hắn rất lật lọng đấy. Nơi xa truyền đến tiếng can ngăn của Trương Đi Nhi. Nhưng mà bản thân của Trương Đi Nhi cũng đang khó bảo toàn. Sắc mặt Vương Khả rất khó coi, lại thấy Ô Hữu Đạo rút ra kiếm ở trên người Từ Bất Phàm. Chăng một tiếng, trường kiếm rút ra, máu tươi văng tung tóe. Lần này ta chém tay của nàng. Ô Hữu Đạo quát lên giận dữ tợn. Cho ngươi! Vương Khả giống to. Hả? Ô Hữu Đạo lập tức thoáng ngừng, ngước mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt khó coi, lấy ra một quả cầu trong suốt lớn chừng trái dưa hấu. Bên trong viên cầu trong suốt dường như là có ngọn lửa màu lam đang thiêu đốt bập bùng. Trong mắt của Ô Hữu Đạo sáng rực lên, nhưng mà chỉ khắc sau liền lại cau mày nói. Vương Khả, người không phải cầm ra đồ giả đấy chứ? Giả sao? Người bị điên à? Ta biến đâu ra đồ giả cho ngươi? Vương Khả trừng mắt nói. Lần trước ngươi cũng cầm ra một đống đồ giả Đại La Kim Bát đấy thôi. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Vương Khả nghệt mặt. Ngươi đây là bị hàng lưu niệm của ta dọa sợ sao? Thế ngươi nói xem, giờ phải làm sao? Nét mặt Vương Khả trầm xuống nói. Được rồi, trước ném qua đây để ta xem. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Ta đưa cho ngươi, ngươi lại không thả Bất Tử Bất Phàm thì làm sao? Vương Khả cũng trầm giọng nói. Ngươi không còn lựa chọn nào khác, giờ mà không đưa cho ta, ta lập tức đâm kiếm xuống Từ Bất Phàm. Nàng chết rồi, ta vẫn có thể bắt lại người. Ô Hữu Đạo gằn giọng cảnh cáo. Vừa nói, Ô Hữu Đạo vừa giơ trường kiếm làm bộ đâm xuống. Được rồi, cầm đi. Vương Khả biến sắc. Bành một tiếng, trong nháy mắt hắn vứt viên cầu trong suốt nơi tay cho Ô Hữu Đạo. Trong mắt của Ô Hữu Đạo sáng lên tinh quang, và hưng phấn không cách nào giấu giếm, đang định giơ tay đi bắt. Chạm! Đột nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bay thẳng về phía Ô Hữu Đạo. Cái gì? Ô Hữu Đạo biến sắc, vội hất trường lên ngăn đỡ. Oanh một tiếng, có tiếng trầm vang. Ô Hữu Đạo lần nữa phun ra một búng máu tươi, bay ngược ra sau. Ai? Ô Hữu Đạo cả giận nói. Chỉ thấy một thân ảnh áo bào tím từ trên trời giáng xuống. Không phải là Từ Trọng Sơn thì còn là ai? Từ Trọng Sơn đưa tay tiếp lấy viên cầu Vương Khả ném ra, ánh mắt kinh hoàng nhìn xuống Từ Bất Phàm. Bất Phàm, người sao rồi? Từ Trọng Sơn cả kinh kêu lên. Từ Trọng Sơn, sao ngươi lại quay về? Điền Trần kinh hãi thất thành. Từ Trọng Sơn ôm lấy Từ Bất Phàm đang trọng thương, ánh mắt âm tình bất định nhìn quanh bốn phía. Ta không yên tâm nên mới quay lại nhìn xem. Các ngươi đây là?
Từ Trọng Sơn trừng mắt phẫn nộ nói: "Ca ca, giả, hết thầy đều là giả, đại tử Vương Triều là giả, gia tộc Từ thị chúng ta cũng là giả, cha mẹ bị Điền Chân tự tay giết chết là bọn hắn âm mưu lừa gạt chúng ta. Ca ca, cha mẹ chết thảm quá, ca, là bọn hắn." Từ Bất Phàm phun huyết, trong mắt đỏ ngầu. "Người nói cái gì?" Từ Trọng Sơn mờ mịt hỏi lại. "Ca, trước rời khỏi chỗ này, dẫn theo ta và Vương Khả, còn có cả Trương Đình Nhi, mau rời khỏi chỗ ta. Ta sợ bọn họ còn có mưu đồ khác. Mấy năm nay người ta chỉ là khôi lỗi trong tay của bọn họ thôi. Ca, đi mau." Từ Bất Phàm bị Bi Thanh kêu nói. Ánh mắt Từ Trọng Sơn bất định, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà sau cùng hắn vẫn nguyện tin tưởng muội muội, ôm lấy Từ Bất Phàm đang định rời đi. "Muốn đi sao?" "Từ Trọng Sơn, người không đi được đâu." Ô Hữu Đạo gầm lên. "Các người không ngăn được ta." Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Ông một tiếng, chỉ thấy viên cầu trong tay Từ Trọng Sơn đột nhiên rung động dữ dội. "Không hay, Nam Minh Đi Hỏa cảm ứng được ký chủ, nó muốn dung nhập vào trong cơ thể Từ Trọng Sơn." Điền Chân cả kinh. "Cái gì?" Từ Trọng Sơn không khỏi nghi hoặc. "Lâm Bình đấu giả giai trận liệt tiến hành khóa." Ô Hữu Đạo bất thần hét lớn một tiếng. Chợt thấy cả người Từ Trọng Sơn khẽ run lên. Từ Trọng Sơn thống khổ hét thảm một tiếng. Trong tiếng kêu thảm, viên cầu màu lam trong tay Từ Bất Phàm đột ngột rơi thẳng xuống. Từ Trọng Sơn cứ thế thống khổ lơ lửng bay lên. "Lôi điện song hoàn của ta!" Từ Trọng Sơn gầm gừ đau đớn. Chỉ thấy trên hai tay Từ Trọng Sơn, lôi điện song hoàn bất ngờ tán phát ra vô số lôi điện. Điện quang lấp lánh tựa như hai chiếc còng tay trói lấy Từ Trọng Sơn. "Ca!" Từ Bất Phàm thất kinh kêu. "Lôi điện song hoàn của ta, đây là vật của tông chủ. Tại sao? Tại sao ta không điều khiển được, còn thi pháp ngược lại khóa chặt thân thể ta?" Từ Trọng Sơn gào lên bi thống. Nhất thời Từ Trọng Sơn tựa như là cố định giữa trời, không ngừng kêu hét. "Lôi điện song hoàn, đương nhiên đã bị chúng ta hạ pháp thuật." Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. "Người nói cái gì? Người có thể khống chế lôi điện song hoàn?" Từ Trọng Sơn cả kinh kêu lên. "Không chỉ ta có thể, Hoàng Hữu Tiền cũng làm được, bà tên ngu xuẩn đã bị chấn áp kia cũng làm được. Bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể lập tức khống chế người. Ô Long!" Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. "Người nói cái gì? Người nói cái gì? Long Ô, người gọi ta là Long Ô?" Mắt Từ Trọng Sơn trợn trừng, nét mặt đầy vẻ không dám tin. Chuyện này cất giấu trong lòng ta bao nhiêu năm, cuối cùng cũng nói ra được, thật là thoải mái. Năm đó Kim Mô Tông trấn áp tuyệt thế ma đầu Long Ô, chính là Tam Túc Kim Mô bị phân giải trong cấm chế dưới vực sâu. Kim Mô không chịu nhục, chọn cách tiệt diệt để đào thoát. Nhưng nào có dễ dàng như vậy chứ. Năm đó chúng ta đã khổ công bày ra thiên đa địa võng, làm sao có thể để hắn tùy tiện trốn thoát. Tiệt diệt cũng được, nhưng mà truyền thế linh đồng ở đâu, chúng ta đều có thể truy tung ra. Sóng điện não Kim Ô nhập vào trong nhà còn một đôi vợ chồng họ Tử, cũng chính là cha mẹ của các người. Lúc ấy mẹ người đã hoài thai 10 tháng, vừa khéo sinh ra người. À không, mẹ người sinh ra một cặp anh em sinh đôi, chính là Từ Trọng Sơn người và Từ Bất Phàm. Trước đây chúng ta mất rất lâu vẫn không phân biệt được ai mới là thực sự là truyền thế linh đồng, vậy nên đành phải đưa cả hai bọn họ tới đuôi nhốt ở trong Kim Ô Tông. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Người nói cái gì? Người nói cái gì? Nuôi nhốt sao? Từ Trọng Sơn sợ hãi nói. Trong hai huynh muội các người, có một người nhất định là truyền thế linh đồng của Kim Ô, vậy nên chúng ta mới nhẫn nại chờ đợi, thậm chí truyền cho các người pháp môn tu hành để các người tu luyện. Bởi vì chúng ta muốn lấy ra Nam Minh Ly Hòa, nhất định phải cần truyền thế linh đồng hiệp trợ. Lúc các người còn chưa có chút tu vi, chúng ta liền dẫn các người đi sờ qua thi thể Kim Ô, đáng tiếc vô dụng, thế mới phải để mặc cho các người tu luyện. Ai ngờ hai người các ngươi đều có thiên phú dị bẩm, thậm chí Từ Trọng Sơn thiên phú của ngươi lại càng mạnh. Nhưng dù là vậy, chúng ta vẫn chưa dám khẳng định ngươi chính là truyền thế linh đồng. Cuối cùng chúng ta lấy ra lôi điện song hoàn. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Lôi điện song hoàn không phải là chí bảo Kim Ô Tông? Từ Trọng Sơn trừng mắt kinh ngạc. Tất nhiên không phải, đây là pháp bảo năm xưa của Kim Ô, chỉ có truyền thế linh đồng của Kim Ô mới có thể nhận chủ nó. Lôi điện song hoàn nhận chủ là ngươi, Từ Trọng Sơn,
người chính là truyền thế linh đồng. Còn Từ Bất Phàm thì không phải. Tặng nàng cho người khác cũng được, nàng nhập ma cũng được, hết thầy đâu không sao. Chỉ cần thao túng được Từ Trọng Sơn ngươi, tất có một ngày sẽ lấy ra được Nam Minh Ly Hỏa. Chỉ là chúng ta đều không ngờ, vì sao cái tên Vương Khả này lại cũng có thể lấy ra thi thể Kim Ô, tại sao lại lưu lại yêu ái Vương Khả như vậy? Ô Hữu Đạo nhìn sang Vương Khả, nghi hoặc nói: Ta cũng không biết, ta chỉ là đưa cho Kim Ô chiếc lông đeo tạm, ta nào mà biết. Vương Khả cổ quái nói: Lúc trước ta lấy chiếc Kim Ô vũ màu mà Từ Bất Phàm từng dùng qua cắm lên trán thi thể Kim Ô, ai mà ngờ thi thể Kim Ô kia đột nhiên nghe lời ta, chả đã truyền thế linh đồng cũng có thể nhận lầm người. Lôi điện song hoàn bị chúng ta hạ bí pháp, trước kia là pháp bảo của Kim Ô, nay lại thành công thành của truyền thế linh đồng. Truyền thế linh đồng người đã hết giá trị lợi dụng, Nam Minh Đi Hỏa cũng đã đi ra, người có thể chết được rồi. Ô Hữu Đạo gằn giọng nói: Không, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Từ Trọng Sơn gầm quát: Không phải sao? Người dám hỏi Điền Chân xem, bọn hắn còn đang ở đằng kia đấy. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Từ Trọng Sơn nhìn sang Điền Chân và Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão, ba người dù bị thần vương ấn đè ép lại đều cúi đầu, ánh mắt biến ảo bất định. Ta là truyền thế linh đồng sao? Ta là truyền thế linh đồng. Từ Trọng Sơn giữ tợn nói: Được rồi, lời đã nói xong, trong lòng ta cũng có thư thái. Ngươi vừa chết, Vương Khả, Từ Bất Phàm cũng liền đi đứt. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói, giống một tiếng: Ô Hữu Đạo, tên tặc tử nhà ngươi! Từ Trọng Sơn hét lớn. Oanh một tiếng, quanh thân Từ Trọng Sơn bạo phát lôi điện vô cùng vô tận. Nhưng mà hai chiếc lôi điện song hoàn lại hệt như là còng tay, trói chặt Từ Trọng Sơn, khiến hắn không thể nào động đậy mảy may. Ô Hữu Đạo từng bước đi tới. Đúng vào lúc này, Vương Khả cách đó không xa chợt biến sắc. Cái gì thế này? Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh một tiếng, chỉ thấy quanh thân Từ Bất Phàm đột nhiên bị vô số hỏa diễm màu lam bao bọc, chính là viên cầu trong suốt vừa mới rơi xuống bên người này chợt bất ngờ tan vào trong cơ thể Từ Bất Phàm một cách đầy quỷ dị, thậm chí là không nhìn Khốn Tiền Võng, cứ vậy dung nhập thẳng vào trong người Từ Bất Phàm rồi biến mất. Tiếp theo, quanh thân Từ Bất Phàm chợt bùng lên hỏa diễm ngập trời. Chuyện gì? Đám người Điền Trần cũng cả kinh kêu lên. Nam Minh Đi Hỏa? Sao Nam Minh Đi Hỏa lại chui vào trong cơ thể Từ Bất Phàm? Sao lại vậy được? Ô Hữu Đạo kinh hãi hướng về phía Vương Khả quát nói: Ngươi có bệnh sao? Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Vương Khả trừng mắt giận nói: Nam Minh Đi Hỏa của ta, Nam Minh Đi Hỏa của ta! Ô Hữu Đạo lập tức nhào tới. Bành một tiếng, hỏa diễm màu lam ngoài thân Từ Bất Phàm bỗng chợt tăng vọt, bước lùi Ô Hữu Đạo. Từ Bất Phàm! Vương Khả kêu lên. Lúc này Từ Bất Phàm bị Nam Minh Đi Hỏa nhập thể, cả người co quắp lại. Nam Minh Đi Hỏa chỉ có thể dung nhập vào trong chuyển thế linh đồng, Từ Trọng Sơn đã bị khống chế. Sao lại thế này? Hắc Trường Lão kinh ngạc nói. Tiểu muội! Từ Trọng Sơn bất ngờ mở mắt, chân trối nhìn Từ Bất Phàm. Sai rồi, sai hết rồi, chúng ta sai hết cả rồi. Ô Hữu Đạo đột nhiên thốt lên kinh hãi. Chuyển thế linh đồng không phải Từ Trọng Sơn, là Từ Bất Phàm. Từ Bất Phàm mới là chuyển thế linh đồng. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể chứ? Điền Chân cả kinh kêu lên. Kim Ô Tông bận rộn lâu như vậy, mưu đồ lâu như vậy, kết quả đều sai hết sao? Châm chọc đến thế là cùng. Sao ngươi lại không phải chuyển thế linh đồng chứ? Sao ngươi lại không phải chuyển thế linh đồng? Ô Hữu Đạo hướng về Từ Trọng Sơn quát nói. Ô Hữu Đạo, trước đó các ngươi đâu có nói cho Từ Trọng Sơn biết hắn là chuyển thế linh đồng, hắn làm sao mà phải đi giải thích với ngươi? Là chính các ngươi nghĩ xài đấy, trách gì được Từ Trọng Sơn? Vương Khả chế nhạo nói. Nét mặt Ô Hữu Đạo co quắp lại. Còn mẹ nó, nghĩ sai sao? Tính sai thì tính sai, không sao, rốt cục Từ Bất Phàm cũng phải chết. Ô Hữu Đạo gầm nói. Nếu đã không sao, ngươi còn phẫn nộ cái gì? Có phải Nam Minh Di Hỏa dung nhập vào trong người chuyển thế linh đồng rồi, các ngươi sẽ rất khó lấy ra sao? Vương Khả hưng phấn nói. Ô Hữu Đạo trong mắt đỏ ngầu, quay sang nhìn chằm chằm Vương Khả. Hôm nay dù Từ Bất Phàm có nhập Nam Minh Di Hỏa vào trong cơ thể,
ta cũng phải nghiền nát thân thể nàng, lấy ra Nam Minh Ly Hỏa cho bằng được. Ô Hữu Đạo gần giọng nói, lần nữa hung hăng đánh tới Từ Bất Phàm. Từ Trọng Sơn đột nhiên giống to, nương theo sau là lôi điện vô tận bạo phát, ầm vang tựa bắn về phía Ô Hữu Đạo. Oanh một tiếng, lôi bạo bao phủ tứ phương, nháy mắt Ô Hữu Đạo liền bị lôi điện khủng bố kia ầm vang nổ đánh bay. Phốc một tiếng, giữa không trung Ô Hữu Đạo lại lần nữa phun ra một búng máu tươi. Không thể nào, Từ Trọng Sơn, chẳng phải là ngươi đang bị lôi điện song hoàn khóa lại sao? Sao ngươi lại thoát ra được? Ô Hữu Đạo cả kinh kêu lên. Chỉ thấy Từ Trọng Sơn máu me khắp người, khoanh thân lấp lánh lôi điện, thần tình dữ tợn nhìn về phía Ô Hữu Đạo như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Từ Trọng Sơn, ngươi thật đúng là hung ác, tự đứt hai tay. Điền Chân cả kinh kêu lên. Vương Khả cũng sợ đến ngây người. Cách đó không xa, lôi điện song hoàn vẫn cứ trôi nổi giữa trời, trên đó còn treo lơ lửng hai nửa cánh tay, máu tươi vung vẩy tứ phía, khiến người nhìn mà lạnh gáy. Từ Trọng Sơn, người tàn nhẫn thật đấy. Vương Khả cũng kinh ngạc nói. Từ Trọng Sơn đứt hai tay, thoát khỏi trói buộc từ lôi điện song hoàn, vừa rồi giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn chính đã bạo phát ra uy áp ngập trời, chấn bay Ô Hữu Đạo. Từ Trọng Sơn quay đầu nhìn Từ Bất Phàm, càng lúc càng bị Nam Minh Đi Hỏa bao bọc, trên mặt lộ ra ý cười thảm thiết thê lương. Tiểu muội, những năm này ca ca hiểu lầm ngươi, ca ca tin lời dối trá của Hoàng Hữu Tiên, ta sai rồi. Ngươi là muội muội duy nhất của ta, không quản ngươi là người hay là ma, ngươi vẫn cứ là muội muội của ta. Ta từng hứa với cha mẹ nhất định phải bảo vệ ngươi, mấy năm nay ca ca không làm được, nhưng mà hôm nay dù có phải chết thì ca ca cũng sẽ không để đám người này tổn thương một cọng tóc của ngươi. Trên mặt Từ Trọng Sơn hiện lên ý cười ôn nhu. Quay đầu, Từ Trọng Sơn mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ô Hữu Đạo, trong đầu lại chớp qua từng cảnh tượng quá khứ ấm áp. Ca, hôm nay sư tôn dạy đạo quyết, ngươi lại không thuộc được sao? Lại còn bị phạt đứng sao? Nhìn xem, ta mang bánh bao đến cho ngươi đây, còn nóng hổi đấy, mau ăn đi, đừng để sư tôn nhìn thấy. Ca ca, ta muốn hoa đăng kia, ta chỉ muốn nó thôi. Chúng ta khó mới có cơ hội được trốn ra sơn môn đi chơi một chuyến. Ta muốn chiếc hoa đăng kia, ta muốn... Cha chết rồi, mẹ chết rồi, ta không còn cha mẹ nữa. Điển Trần động tay động chân với ta. Ca, ngươi mặc kệ không quản sao? Ca, sư tôn muốn tặng ta tên dâm tặc đó, còn hạ dược với ta, ta không muốn. Ca, sao ngươi lại không tin ta? Ca, ngươi giúp ta có được không? Vị trí tông chủ Kim Ô Tông quan trọng đến như vậy sao? Ca, ta hận ngươi. Ta nhập mà, sau này không cần ngươi quản, ngươi cứ làm tông chủ của ngươi đi. Ca, chúc ngươi tiền đổ như gấm. Từng bức họa diện không ngừng quanh quẩn trong đầu. Lúc này hai mắt Từ Trọng Sơn đỏ ngầu màu máu, lôi điện quanh thân càng lúc càng mãnh liệt. Muốn giết muội muội ta, ta khiến ngươi chết. Từ Trọng Sơn đột nhiên giống to một tiếng. Ầm một tiếng, cả người Từ Trọng Sơn như là một quả điện cầu khổng lồ, cứ thế hùng mãnh vọt tới Ô Hữu Đạo. Từ Trọng Sơn, ngươi không phải đối thủ của ta. Ô Hữu Đạo hét lớn. Oanh một tiếng, hai người ầm vang đụng nhau giữa hư không, lôi điện vô tận bắn tứ tung, hai tay Từ Trọng Sơn đứt gãy, thực lực giảm mạnh. Nhưng mà lúc này Từ Trọng Sơn lại không màng đến sinh tử, căn bản không để ý tới bất kỳ gì khác, dù có phải dốc hết toàn bộ lực lượng thì cũng quyết nổ chết hung thủ hãm hại Từ Bất Phàm cho bằng được. Ầm một tiếng, trên bầu trời Tử Kinh, lôi quang chớp giật, chấn động ra sóng khí ngập trời. Ở đầu bên kia, pháp tướng Như Lai Phật Tổ cũng đã triệt để áp chế Trường Đệ Nhi, khiến Trường Đệ Nhi không ngừng giật lùi ra sau, chật vật vô cùng. Oanh một tiếng, một tiếng rền vang, Trường Đệ Nhi bay ngược về phía sau, miệng phun ra một búng máu tươi. Trường Đệ Nhi, người lui về đây, để ta tiêu diệt nguyên thần pháp tướng này. Vương Khả gầm nói. Hiện tại Từ Trọng Sơn đã phát điên, hắn không gọi được tới, hơn nữa vẫn còn đang chiến đấu với Ô Hữu Đạo, hắn đã phải thủ hộ Từ Bất Phàm thuế biến, đành chỉ còn cách gọi Trường Đệ Nhi tới. Vương Khả, người có đối phó được hay không? Phía xa Trường Đệ Nhi kêu lên. Nói nhảm,
Ta đã sớm nói với ngươi rồi, không có vấn đề, cứ lại đây. Hơn nữa ta còn có thần vương ấn, trong thần vương ấn vẫn còn có không ít công đức. Vương Khả quát. Oanh một tiếng, nơi xa Trương Ni Nhi lần nữa bị pháp tướng Như Lai Phật Tổ tung trưởng đánh bay, hiển nhiên là khó mà địch lại. Nàng khẽ cắn răng, lập tức bay thẳng đến chỗ của Vương Khả. Vương Khả thấy pháp tướng Như Lai Phật Tổ đuổi theo, lập tức vung tay quát: "Thần vương ấn lên!" Tức thì thần vương ấn bay lên, đón lấy pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Oanh một tiếng, một tiếng ầm vang, pháp tướng Như Lai Phật Tổ bỗng chốc dừng lại. Thần vương ấn lợi hại như vậy ư? Vương Khả không khỏi kinh hỉ. Cho Đề Nhi hạ xuống một bên, vì lấy bà vai của Vương Khả. "Không phải, thần vương này của ngươi là phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn tương khắc linh thể, nguyên thần pháp tướng cũng được tính là loại bán linh thể, vậy nên mới có thể tạo ra được tác động lớn như vậy." Trường Đề Nhi nói. "Thật không?" Trong mắt của Vương Khả sáng rực lên, lập tức điều khiển thần vương ấn không ngừng nện tới pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Ầm một tiếng, nhất thời thần vương ấn ngăn lại pháp tướng Như Lai Phật Tổ cách xa 50 trượng, khiến nó không cách nào có thể áp sát đến được chỗ này. "Không hay rồi, đừng có để bọn Điền Chân, Hắc Bạch, Nhị Trường Lão chạy mất. Vừa rồi điều khiển thần vương ấn quá gấp, căn bản không kịp giết bọn hắn. Người chú ý một chút." Vương Khả kêu nói. Lúc này Điền Chân và Hắc Bạch Nhị Trường Lão đều bị trọng thương, máu bè khắp người. Thần vương ấn khẽ động, ba người liền thoát được, chỉ là bộ dạng hay ai nấy đều rất thê thảm. "Nhanh, giết Từ Bất Phàm, ngăn cản nàng tiếp tục hấp thu năng lượng trong Nam Minh Ly Hỏa." Điền Chân giữ tận nói. "Không sai, mau ra tay. Một khi Từ Bất Phàm khôi phục lại ký ức, tu vi của Long Ô chúng ta liền đi đứt." Hắc Trường Lão nôn nóng nói. "Giết!" Bạch Trường Lão quát. Lúc này dù cả ba tên đều trọng thương, bộ dáng thảm không đỡ nhìn, lại vẫn không có chút do dự đánh tới Từ Bất Phàm. "Một trái bàn đào 3000 năm Chờ Đề Nhi vung kiếm chém tới. Oanh một tiếng, ba người không ngừng kêu thảm, bay ngược ra sau. Trường Đề Nhi cũng thở dốc hổn hển, hiển nhiên vừa nãy nàng đã bị pháp tướng Như Lai Phật Tổ đánh cho trọng thương. "Vương Khả, người có được không? Vừa rồi pháp tướng Như Lai Phật Tổ còn cách 50 trượng, giờ sao đã còn 40 trượng Trường Đề Nhi kêu nói. Sắc mặt Vương Khả rất là khó coi. Tiền thiền công đức trong thần vương ấn sắp hao hết. Trường Đề Nhi trừng mắt nhìn Vương Khả. "Vậy là ngươi không được?" "Cái giấm ấy, ta sao có thể không được? Ta chỉ có chút tiếc rẻ thôi." Vương Khả buồn bực nói. Không đến vạn bất đắc dĩ, Vương Khả không muốn dùng tới Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. "Mẹ kiếp, chứ cứ gắng gượng một lúc xem sao cơ đã. Uy lực thần vương ấn giảm bớt, chúng ta tiếp tục." Điền Chân quát. "Được." Hắc Bạch Nhị Trường Lão bò dậy từ trong vũng máu, tiếp tục nhắm đến vị trí Từ Bất Phàm. Ầm một tiếng, ba người Điền Chân cũng đang liều mạng. Không liều mạng không được, ném mất Nam Minh Đi Hòa là trọng tội. Nhưng bọn đã càng đáng sợ hơn là một khi Từ Bất Phàm nắm giữ hết thầy của Ô Long, bọn hắn tất phải gánh chịu báo thù cực khủng bố. Trên bầu trời, Ô Hữu Đạo và Từ Trọng Sơn liều mạng đại chiến. Dưới mặt đất, Trường Đình Nhi mang theo thương tích đối với ba đại nguyên anh cảnh, đồng thời thủ hộ bên cạnh Vương Khả. Vương Khả thì điều khiển thần vương ấn ngăn cản pháp tướng Như Lai Phật Tổ đang càng lúc càng áp sát tới gần. Sau lưng Vương Khả, hỏa diễm quanh thân Từ Bất Phàm càng lúc càng dồi dào, càng lúc càng mãnh liệt. Một cỗ khí tức cường đại dần dần truyền ra từ sau lưng của Vương Khả. Khí tức Từ Bất Phàm đang chuyển mạnh, tu vi nàng đang tăng vọt sao? Trường Đình Nhi kinh hãi thốt lên. Nói nhảm, trong Nam Minh Đi Hỏa kia có tu vi lực lượng Kim Ô phong tồn năm xưa. Từ Bất Phàm đang trong quá trình tiếp nhận truyền thừa, tu vi sao mà không cấp tốc tăng vọt cho được? Vương Khả ra chiều hiểu biết nói. Trên không trung Tử Kinh, đại chiến long trời lở đất, bách tính Tử Kinh hoảng hốt cuống cuồng chạy trốn. Ở vị trí Vương Khả, bởi có Trường Ni Nhi thủ hộ bên cạnh, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trường Lão không cách nào áp sát lại gần. Đầu bên kia mặc dù thần vương ấn truyền khắc chế linh thể, nhưng pháp tướng Như Lai Phật Tổ thực sự là quá mạnh, không ngừng xung kích khiến cho công đức trong thần vương ấn tiêu hao càng lúc càng nhiều. Lúc này cự địch còn cách hơn 100 trượng, nhưng mà đến hiện tại còn lại chừng có 10 trượng mà thôi. Vương Khả,
Thần vương ấn của người sắp không trụ nổi, đi nhanh đi. Trường Đình Nhi thúc giục nói. Sắc mặt của Vương Khả rất là khó coi. Sắp không trụ được thật rồi sao? Gắng thêm một lúc. Không phải là người nói lúc này tu vi Từ Bất Phàm đã tăng vọt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong sao? Một khi tỉnh lại, nàng có thể giúp chúng ta. Vương Khả cắn răng nói. Vừa rồi khí tức nàng lộ ra, đúng là cũng lên đến nguyên anh cảnh đỉnh phong như ta. Nhưng mà ai biết lúc nào nàng mới sẽ tỉnh lại. Trường Đình Nhi buồn bực nói. Đột nhiên trên đỉnh đầu của chúng nhân chợt có một tiếng nổ vang. Oanh một tiếng, chỉ thấy một tòa cầu lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi rụng trên mặt đất. Nháy mắt, mặt đất cách Vân Khả không xa bị nện ra một hố to. Trong hố to, Từ Trọng Sơn triệt đề không thành hình người, toàn thân là máu, sụi lờ trên mặt đất, chỉ là mỗi đôi tròng mắt còn có thể chuyển động. Còn nhìn ta bằng ánh mắt oán độc như vậy sao? Từ Trọng Sơn, thực lực người đã vốn đã không bằng ta, tự đứt hai tay, còn muốn đánh bại ta? Nằm mơ. Giữa không trung truyền đến tiếng hét giận dữ của Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo cũng máu me đầy người. Trận chiến vừa rồi cực kỳ thảm liệt, chẳng qua người thắng là Ô Hữu Đạo, Từ Trọng Sơn thua. Nét mặt Ô Hữu Đạo dữ tợn vô cùng. Điền Chân, đám phế vật các người, đến giờ vẫn chưa giết được Từ Bất Phàm. Trường Đình Nhị điên rồi. Còn nữa, chẳng phải pháp tướng Như Lai Phật Tổ của ngươi cũng đã vô dụng? Điền Chân buồn bực kêu lên. Ô Hữu Đạo quay đầu ngước mắt nhìn đến chiến trường, chỉ thấy hỏa diễm màu lam quanh thân Từ Bất Phàm càng lúc càng cuộn trào. Không thể đợi thêm, Nam Mô Như Lai Phật Tổ. Ô Hữu Đạo giơ tay lên chắp ở trước ngực. Ông một tiếng, pháp tướng Như Lai Phật Tổ đột nhiên bạo phát kim quang vạn trượng, mọc ra 10 cánh tay. Tùy theo đó 10 đạo Như Lai thần trường ầm vang đánh tới. Oanh một tiếng, một tiếng rền vang xung kích lên thần vương ấn. Chỉ thấy thần vương ấn đại phóng kim quang, nghênh đỡ công kích kia, sau đó cấp tốc thu nhỏ về lại trong tay của Vương Khả. Công đức của ta, tiên thiên công đức của ta mất sạch rồi sao? Vương Khả biến sắc. Vương Khả, giờ phải làm sao? Ta mà ngươi chạy trốn. Trường Đình Nhi gấp gáp đề nghị. Trường Đình Nhi không sợ Ô Hữu Đạo, nhưng mà Trường Đình Nhi không địch lại được pháp tướng Như Lai Phật Tổ, giờ đến cả thần vương ấn cũng vô dụng, còn gắng gượng thì e rằng sẽ đi đứt cả đám. Chạy trốn sao? Ai cũng đừng hòng có chạy thoát. Ô Hữu Đạo dữ tợn nói. Oanh một tiếng, đúng vào lúc này trên đỉnh đầu chúng nhân bỗng chợt hiện lên mây đen dày đặc, ai nấy đều sửng sốt. Chuyện quái gì thế này? Sao mây đen lại kéo tới đây? Chúng nhân cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong mây đen sấm sét vang rội, một cỗ uy áp khủng bố lao thẳng về phía chúng nhân, nhất thời ai nấy đều cảm thấy kinh hãi. Đây là... Điền Chân trừng mắt, vẻ mặt khó mà tin tưởng, lẩm nhẩm nói. Huyền Quan Chi Kiếp. Ô Hữu Đạo thốt lên kinh ngạc. Dứt lời, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trường Đình Nhi. Không phải ta, không phải Huyền Quan Chi Kiếp của ta. Trường Đình Nhi lập tức nói. Không phải ngươi, vậy là ai? Từ Trọng Sơn chỉ còn thoi thóp một hơi, Ô Hữu Đạo cũng không thể nào. Chẳng lẽ... Vương Khả biến sắc. Tất cả mọi người cũng đều biến sắc, nhìn sang đoàn hỏa diễm màu lam sau lưng Vương Khả. Bành một tiếng, trong hỏa diễm bùng cháy, Từ Bất Phàm từ từ lơ lửng bay lên. Khốn Tiền Võng ngoài thân sớm đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Từ Bất Phàm chậm rãi trôi nổi trên không. Nam Minh Đi Hỏa vần quanh mình, bao bọc nàng lại, thúc đẩy nàng về phía kiếp vân Huyền Quan Trì Kiếp. Nhất thời ai nấy đều kinh hãi, mở to hai mắt. Từ Bất Phàm, Từ Bất Phàm đang độ Huyền Quan Chi Kiếp. Điền Chân hoảng sợ kêu nói. Ô Hữu Đạo ra đầu tê dại. Huyền Quan Chi Kiếp? Huyền Quan Chi Kiếp? Không. Tiểu muội. Từ Trọng Sơn người đầy máu mè, toàn thân hư nhược, song vẫn hớn hở cười ra tiếng. Từ Bất Phàm tự hồ không cần chúng ta bảo vệ sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Oanh một tiếng, từ trong mây đen, một đạo thiên lôi ầm vang bổ về phía Từ Bất Phàm. Hai mắt Từ Bất Phàm vẫn cứ nhắm nghiền, nhưng Nam Minh Đi Hỏa ngoài thân nháy mắt liền đã phá tan hơn phân nửa lôi điện, chỉ có một ít lôi điện đánh trúng được trên người Từ Bất Phàm. Huyền Quan Chi Kiếp, một khi Từ Bất Phàm vượt qua... Trong mắt của Ô Hữu Đạo chớp qua một tia sợ hãi.
dậm chân. Ổ hữu đạo định xông tới chỗ Từ Bất Phàm, nhưng mà vừa bay lên thì sắc mặt hắn lại trầm xuống. Không thể cứ như vậy được, quá nguy hiểm. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Ổ hữu đạo quát lên một tiếng. Oanh một tiếng, chỉ thấy pháp tướng Như Lai Phật Tổ đột nhiên xung thiên mà lên, mười luồng Như Lai thần trường ầm vang xung kích về phía Từ Bất Phàm. Cẩn thận! Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh một tiếng, một tiếng rền vang, mười bàn tay Như Lai Phật Tổ ầm vang dán lên Nam Minh Như Hỏa. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ bỗng chợt theo đó mà đứng yên bất động. Sao? Làm sao lại như vậy? Không, không, đây không phải là thật! Ổ hữu đạo cả kinh kêu lên. Ổ hữu đạo cấp tốc thúc giục pháp thuật, tựa như đang cố thúc đẩy pháp tướng Như Lai Phật Tổ vậy. Ông một tiếng, quanh thân pháp tướng Như Lai Phật Tổ lập tức toát ra kim quang vạn trượng. Bên ngoài thân pháp tướng ẩn ẩn hiện ra một chiếc xiềng xích trong suốt khổng lồ. Một đầu xiềng xích trong suốt nối với pháp tướng Như Lai Phật Tổ, đầu còn lại rơi ở trong tay của Ổ hữu đạo. Chính thông qua xiềng xích này mà Ổ hữu đạo có thể điều khiển được pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Oanh một tiếng, một tiếng nổ vang, pháp tướng Như Lai Phật Tổ khẽ chấn động, xiềng xích trói buộc quanh mình bất ngờ nổ tung. Nháy mắt, pháp tướng Như Lai Phật Tổ đã được tự do. Phốc một tiếng, Ổ hữu đạo bị xiềng xích nổ tung bắn trả ngược ra sau, miệng phun máu tươi, ngã nhào trên mặt đất. Không, không, là của ta, Như Lai Phật Tổ là ta! Ổ hữu đạo gầm rú nói. Chỉ thấy pháp tướng Như Lai Phật Tổ trên bầu trời đột nhiên tiến vào sau lưng Từ Bất Phàm, sau đó tan biến không thấy đâu nữa. Vẹn vẹn thoáng chốc, pháp tướng Như Lai Phật Tổ lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lúc này Như Lai Phật Tổ đã không còn thần thái tàn nhẫn như trước, thay vào đó là thần thái từ bi thần thánh. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ khoanh chân ngồi giữa không trung, phía sau đột nhiên toát ra một vòng sáng khổng lồ, tựa như vầng thái dương màu xanh nhạt hiện ra sau ót. Từ Bất Phàm đạp bước ngồi dưới quang huy từ vầng thái dương kia, nhất thời một cỗ khí tức Phật môn trang nghiêm bạo phát ra từ pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Oanh một tiếng, trên trời mây đen không ngừng đánh xuống. Nhưng mà lúc này Từ Bất Phàm không chỉ được Nam Minh Lưu Hỏa hộ thể, mà còn có pháp tướng Như Lai Phật Tổ che chắn, càng thêm bình yên vô sự. Huyền Quan Chi Kiếp cũng không có làm gì được. Đại Nhật Như Lai, Đại Nhật Như Lai! Điền Trần cả kinh kêu lên. Của ta, là của ta, nguyên thần pháp tướng của ta! Ổ hữu đạo kinh hoàng hét lên. Ổ hữu đạo, nguyên thần pháp tướng này là của muội muội ta, của muội muội ta, của muội muội ta! Trên đất Từ Trọng Sơn vừa thổ huyết vừa cười như điên. Thần sắc Ổ hữu đạo đầy vẻ ảo não. Lần này chẳng những không được đến Nam Minh đi hòa, còn ném mất nguyên thần pháp tướng. Ổ hữu đạo phát hiện mình đã không còn cách nào cảm ứng được nguyên thần pháp tướng nữa. Từ Trọng Sơn cười lớn. Ai cho ngươi cười? Ai cho ngươi cười? Ổ hữu đạo nghiêng đầu, tức giận chút hòa khí đến là lên người Từ Trọng Sơn. Nhưng ngay khoảnh khắc Ổ hữu đạo nhào về phía Từ Trọng Sơn, trong đoàn hỏa diễm màu lam, hai mắt Từ Bất Phàm bất ngờ mở ra. Thoáng chốc, hai mắt từ bi của Như Lai Phật Tổ bỗng chợt biến thành phẫn nộ. Từ Bất Phàm hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy Như Lai Phật Tổ đột ngột vươn ra ngón tay, ngón tay chỉ tới, Nam Minh Lưu Hỏa ngưng tụ nơi đầu ngón tay, bắn tóe ra. Oanh một tiếng, Nam Minh Lưu Hỏa không gì cản nổi, nháy mắt liền đã xuyên thủng lồng ngực Ô Hữu Đạo, khiến cho Ô Hữu Đạo nhào về phía Từ Trọng Sơn, bị cố định lại giữa không trung, kinh hãi nhìn xuống lỗ thủng nơi ngực. Đi mau! Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trường Lão hốt hoảng quay đầu chạy trốn. Điền Chân, giết cha mẹ ta, ngươi còn muốn đi? Từ Bất Phàm trừng mắt, dứt lời cánh tay vung lên, Như Lai Phật Tổ vung thủ đao từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền như là hóa thành một đạo thiểm điện lam đao. Không! Điền Chân hét thảm. Oanh một tiếng, Điền Chân bị thủ đao Như Lai Phật Tổ bổ thành hai nửa, tức thì máu tươi tùng tóe, bỏ mạng nơi đương trường. Hắc Bạch Nhị Trường Lão bị máu tươi của Điền Chân văng đầy mặt, vội hoảng hốt tăng tốc độ đào thoát. Đầu bên kia, Ổ hữu đạo nhìn xuống lỗ thủng sâu hoắm nơi ngực, trong lòng kinh hãi hiểu ra giờ không phải lúc để báo thù, còn không đi e rằng sẽ không đi được nữa.
lập tức Ô Hữu Đạo cũng bỏ chạy về phía xa. Từ Bất Phàm thần tình dữ tợn, định lần nữa hạ đòn sát thủ, nhưng mà lúc này mây đen trên bầu trời chớp giật lôi quang, tựa hồ lại muốn chút xuống lôi đạo. Từ Bất Phàm hừ lại một tiếng, vung tay lên, pháp tướng Như Lai Phật Tổ đột ngột đánh ra ba đạo Như Lai Thần Trường. Ba đạo Như Lai Thần Trường này mạnh hơn trường lực đó Ô Hữu Đạo thúc giục ra vô số lần, hơn nữa cũng không phải là màu vàng mà đã chuyển thành màu lam. Ba đạo Như Lai Thần Trường cứ thế đuổi theo Ô Hữu Đạo, hắc bạch nhị trưởng lão nơi xa. Không! Ba người thấy vậy càng thêm cuống cuồng chạy trốn. Oanh một tiếng, ba đạo Như Lai Thần Trường ầm vang xung kích lên lưng ba người, cả ba lập tức bị dìm ngập trong biển lửa, sau đó cắm đầu rơi thẳng xuống rừng núi nơi xa, không biết là còn sống hay là đã chết. Lúc này Từ Bất Phàm đã không truy bắt, bởi vì lôi điện quần quận đang lao nhanh trút xuống ầm vang bao phủ lấy Từ Bất Phàm. Ầm một tiếng, Từ Bất Phàm chìm trong thiên kiếp lôi bạo. Vân Khả nhìn lên Từ Bất Phàm giữa trời, cơ mặt co rúm cả lại. Từ Bất Phàm giờ mạnh thật, xem ra sau này Chu Hồng Y không còn ngày lành nữa rồi. Vân Khả biểu tình cổ quái. Ở đầu bên kia, Châu Ninh Nhi bước tới chốt Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn đã suy ngược sắp chết, Châu Ninh Nhi vội lấy ra một viên đan dược cho hắn nuốt vào, đồng thời thúc giục pháp lực trị liệu cho Từ Trọng Sơn. Lúc này còn ai dám tìm đến mà gây chuyện chứ. Bốn phía Tử Kinh vẫn còn là một ít đệ tử tiền môn, ma giáo bình thường, nhưng mà ai dám đến chỗ này chứ. Chán sống rồi chắc. Đại chiến vừa rồi cường hoành đến độ long trời lở đất, Ô Hữu Đạo đều không rõ sống chết, Điền Chân thì mất mạng đương trường, Từ Trọng Sơn cũng hư nhược sắp chết, Từ Bất Phàm độ huyền quan chi kiếp, ai dám đến kiếm tiện nghi. Hiện tại chỉ Vương Khả là có thể nhặt. Vương Khả cấp tốc đi đến chỗ thi thể Điền Chân, lần nữa xác nhận đối phương chết hẳn, sau đó mới lấy xuống vòng tay chữ vật. Hại ta tiêu sạch toàn bộ tiên thiên công đức, cuối cùng chỉ kiếm được chiếc vòng tay chữ vật này, tiện nghi ngươi rồi. Vương Khả tức giận nói. Nào chỉ mỗi tổn thất tiên thiên công đức thôi đâu, Nam Minh đi hỏa kia vốn cũng là của hắn, mẹ nó, đều tại đám khốn kiếp này. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 104. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like, chia sẻ rộng rãi các video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Trên không trung Tử Kinh, ầm một tiếng, một đợt thiên lôi đi qua, Từ Bất Phàm vượt qua huyền quan chi kiếp, mây đen trên trời chậm rãi tan đi. Từ Bất Phàm nhắm mắt ngồi một lúc lâu trên không trung, mãi không thấy hạ xuống. Thế là kết thúc rồi sao? Sao còn không hạ xuống? Vân Khả hiếu kỳ nói. Nàng đang củng cố tù vị, hoặc là trong Nam Minh Ly Hỏa còn phong tồn lực lượng của Long Ô khi xưa, nàng vẫn chưa kịp hấp thu xong hết. Trương Ly Nhi giải thích nói. Ý của ngươi là tu vi của nàng còn sẽ đề thăng? Vân Khả kinh ngạc nói. Chắc là vậy. Trương Ly Nhi nuốt vào một viên đan dược, gật đầu nói. Qua hai canh giờ, Từ Bất Phàm mới đột nhiên mở mắt. Ông một tiếng, bất ngờ pháp tướng Như Lai Phật Tổ bao gồm cả hào quang sau gáy hết thảy bỗng chợt tràn vào trong cơ thể Từ Bất Phàm, biến mất không thấy đâu nữa. Cả sau đó Từ Bất Phàm cấp tốc nhào xuống, hắn vẫn còn thở, không chịu nhắm mắt trị liệu, cứ phải nhất định nhìn thấy người độ kiếp xong mới được. Vân Khả ở bên nói. Cả ta không sao, hết thảy đều ổn. Từ Bất Phàm trong mắt ướt át nói. Bất Phàm, cả cả có lỗi với người, trước kia ta phải nên tin tưởng người mới đúng. Trong mắt của Từ Trọng Sơn cũng đỏ lên, thổn thức nói. Đều qua hết rồi, ca. Từ Bất Phàm nức nở nói. Hai huynh muội ôm nhau mà khóc, chính đang bộc lộ tiếng lòng, Vân Khả ở bên cạnh lại đi tới cực không đúng lúc. Đừng khóc, khóc cái con khỉ ấy, còn không mau giúp ca ca người nối lại cánh tay đi. Vừa rồi nhiều lôi điện như vậy trút xuống, da thịt cháy xém hết cả rồi, lại không nối lại thì muộn mất. Các người có ngửi thấy mùi thịt nướng không vậy? Vương Khả cắt ngang hai người. Từ Bất Phàm buông Từ Trọng Sơn,
hùng hăng trừng mắt nhìn Vương Khả, song vẫn lặng lặng tiếp lấy cánh tay của Vương Khả đưa tới. Nối lại tay đứt với người bình thường mà nói thì gần như là điều không thể, nhưng mà đối với tu tiên giả nguyên anh cảnh thì lại không phải điều gì quá sức khó khăn. Từ Bất Phàm ra tay, pháp thuật càng là tinh diệu, từng đợt pháp thuật thúc dục nhanh chóng nối lại cánh tay cho Từ Trọng Sơn. Tuy đã được nối lại, nhưng mà muốn khôi phục như trước thì vẫn cần thời gian tương đối lâu. Từ Bất Phàm nói: "Không sao, chỉ cần ngươi còn sống là được, dù ta có phải mất đi hai tay cũng không sao. Nếu ngươi chết, ta thật không biết ăn nói như thế nào với cha mẹ." Từ Trọng Sơn một bên hư nhược nói. Hai huynh muội lại một phen thổn thức. "Thế là tốt lắm rồi, đến cả vết sẹo cũng không có, ca mổ tiếp nối thành công." Vương Khả ở bên nói. Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả: "Ai cần ngươi nhiều lời, mỗi lần ngươi lên tiếng, bầu không khí trang nghiêm cảm động liền biến mất sạch. Ngươi là Từ Bất Phàm hay là Long Ô?" Trần Ninh Nhi chợt nhíu mày hỏi: "Đúng rồi, giờ ngươi là ai?" Vương Khả hiếu kỳ nói. Từ Trọng Sơn cũng ngước mắt nhìn Từ Bất Phàm: "Ta đương nhiên là Từ Bất Phàm, chẳng qua trong đầu ta có ký ức của Long Ô, ta cũng không nói rõ được, ta rốt cục là..." Từ Bất Phàm nhíu mày lẩm nhẩm tự nhủ. Lúc này trong lòng nàng đang rất mâu thuẫn, vừa nãy tiếp nhận toàn bộ truyền thừa của Kim Ô, liền theo đó nàng cũng được hết thầy ký ức của Kim Ô, nhất thời cảm giác đau khổ tê tâm liệt phế kia truyền tới, khiến Từ Bất Phàm không biết phải làm thế nào cho phải. "Ta là ai? Ta rốt cục là Long Ô hay là Từ Bất Phàm?" "Thế thì có gì mà không nói rõ, người cứ coi như là mất đi một đoạn ký ức, giờ đã khôi phục lại là xong. Đừng có nói người bối rối đến mức không biết là phải làm thế nào nha." Vương Khả nói. Từ Bất Phàm đen mặt lại: "Vốn ta đúng là đang không biết làm sao, nhưng mà giờ ta chỉ muốn đánh chết người. Ai bối rối chứ, người mới bối rối thì có, cả nhà ngươi là bối rối." "Bất Phàm, người đã là nguyên thần cảnh." Từ Trọng Sơn nhìn Từ Bất Phàm nói: "Ờ, trước khi chết Long Ô phong ấn hơn phân nửa lực lượng trong viên cầu kia, bởi vì đều là của ta, cho nên ta luyện hóa không khó. Vừa rồi đã hấp thu hơn phân nửa, giờ ta đã là nguyên thần cảnh, chỉ cần cho ta thêm một chút thời gian, không cần quá lâu, ta liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong của Long Ô khi trước." Từ Bất Phàm gật đầu xác nhận. "Tốt, vậy là ta an tâm." Từ Trọng Sơn cười nói: "Chẳng qua mối thù năm đó ta tuyệt sẽ không bỏ qua, ta muốn bọn hắn phải chết, ta muốn bọn họ phải gánh chịu đau đớn gấp trăm lần." Từ Bất Phàm thần tình dữ tợn nói. Từ Trọng Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biết khẽ khẽ thở dài. "Từ Trọng Sơn, không lẽ ngươi còn mềm lòng với Hoàng Hữu Tiên?" Vương Khả hiếu kỳ nói. "Cá?" Từ Bất Phàm cũng kinh ngạc nhìn Từ Trọng Sơn. "Thôi, ta không quản được ngươi. Hoàng Hữu Tiên, hắn tính toán ta nhiều năm, cũng dạy ta nhiều năm, giữa ta và hắn đã không ai nợ ai." Từ Trọng Sơn cắn răng thở dài nói. "Cá, hắn chỉ đang lợi dụng, chứ có phải là thật lòng dạy bảo ngươi đâu." Từ Bất Phàm không cam tâm nói. Từ Trọng Sơn lắc đầu. "Đợi thương thế lành lại, ta sẽ rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Người đã là nguyên thần cảnh, ta cũng yên tâm." "Ca, sao ngươi phải đi?" Từ Bất Phàm gấp gáp nói. "Đúng vậy, Từ Trọng Sơn, nếu ngươi không chỗ nào để đi, có thể tới công ty thần vương của ta được mà." Vương Khả ở bên cũng khuyên nhủ. Từ Trọng Sơn, Từ Bất Phàm đen mặt nhìn Vương Khả. "Tới công ty thần vương sao? Làm tay sai cho ngươi sao? Sao ngươi dày mặt thế được? Các ngươi nhìn ta làm gì? Giới sắc hòa thượng kia không phải cũng làm theo bảo an ở công ty thần vương ta rồi đấy thôi. Công ty thần vương kém ở chỗ nào? Tu vi giới sắc không thua ngươi. Ngươi nhìn Trương Đi Nhi xem, nàng cứ một mực muốn gia nhập công ty thần vương mà ta mãi vẫn chưa đồng ý đấy. Đây là ta nể mặt Từ Bất Phàm, nể mặt ngươi, các ngươi còn ra vẻ ghét bỏ sao? Có thể mang chút tâm thái cảm ơn được không?" Vương Khả trừng mắt nói. Từ Trọng Sơn buồn bực khó khăn. "Vương Khả, ngươi im mồm đi." Từ Bất Phàm trừng mắt quát. "Ta nói sai chỗ nào chứ? Đây là ta đang muốn tốt cho các ngươi, ngươi cũng đâu có thể để mặc Từ Trọng Sơn nhập má." Vương Khả trừng mắt hỏi lại. "Ngươi còn nói nữa?" Từ Bất Phàm giận mắng. "Được rồi, ta muốn ra ngoài Thập Vạn Đại Sơn không phải là quyết định nhất thời, mà là một vị tiền bối đạo môn ngày xưa ưu ái, sớm đã mời ta tới,
ta muốn cũng định đi, chỉ là mấy năm nay một mực không yên tâm về ngươi và Tử gia, thế nên mới nán lại đến bây giờ. Từ Trọng Sơn lắc đầu. Ca. Từ Bất Phàm đầy vẻ không tình nguyện. Tử gia, thì ra đây chính là một trò lừa bịp. Năm đó ta vốn tưởng rằng người Tử gia đã chết, mãi về sau sư tôn giúp chúng ta tìm đến đường huynh đường đệ. Hóa ra tất cả đều là giả, bọn hắn chỉ là muốn giám thị người ta mà thôi, không còn gì lưu luyến nữa. Bất Phàm, ngươi bảo trọng, sau này nếu không cách nào tiếp tục ở trong Thập Vạn Đại Sơn thì cứ ra ngoài tìm ta. Từ Trọng Sơn trịnh trọng nói. Ừ. Từ Bất Phàm gật đầu. Người từ nhỏ đã hiểu chuyện, giờ cũng đã là nguyên thần cảnh, ta an tâm rồi. Từ Trọng Sơn cười khổ nói. Ca. Trong mắt Từ Bất Phàm đỏ hoe. Lần này ngươi thiếu nợ Vương Khả một đại nhân tình, nếu không nhờ cô hắn, Nam Minh Ly Hòa cũng sẽ không lấy được. Hôm nay e rằng... Từ Trọng Sơn nhìn sang Vương Khả. Đúng vậy, Từ Bất Phàm, ngươi phải bồi thường, Nam Minh Ly Hòa kia vốn là Kim Ô đưa cho ta. Vương Khả nói. Vương Khả, sao mặt ngươi dày vậy? Được đến Nam Minh Ly Hòa thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Từ Bất Phàm trừng mắt nói. Ta khiến Kim Ô cảm động, ta bồi ra một chiếc kim vũ mà. Vương Khả lập tức phản bác nói. Ngươi còn nói nữa? Từ Bất Phàm trừng mắt quát. Được rồi, kim vũ màu kia vốn là của ngươi, nhưng ta lấy được nó từ trong mật thất điển trần, chứ đâu phải đoạt lấy từ trong tay của ngươi. Đồ của ngươi bị người khác lấy mất, ta đoạt tới chẳng lẽ không phải là của ta? Vương Khả trừng mắt nói. Từ Bất Phàm hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nhìn Vương Khả nói. Thi thể Kim Ô cảm ứng khí tức của ta trên kim vũ màu, cho nên mới nhận lầm ngươi là ta, bởi thế mới nghe lời ngươi. Thì ra là thế. Ta còn đang nghi hoặc, rõ ràng Vương Khả không phải chuyển thế đinh đồng, sao tự dưng lại... Trương Đình Nhi ở bên ngạc nhiên nói. Được rồi, không cần nói nữa. Từ Bất Phàm, Từ Trọng Sơn, ta nhắc các ngươi một tiếng, đại tử Vương Triều này các ngươi chắc không còn chống lưng nữa. Vậy ta thù. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Ngươi thú? Chúng nhân nghi hoặc hỏi lại. Vương Khả đột ngột hô lên. Đệ tử Vương gia ở đâu? Tiếng quát to bất ngờ vang vọng bên trong tử kinh. Ở đây. Lập tức một nam nhân khoác trang phục tướng quân cấp tốc phóng tới từ đằng xa, đồng thời quanh bốn phương tám hướng cũng vọt tới một đám nam nữ. Đi đến phế tích nơi Vương Khả đang có mặt, cả đám lập tức khựu gối xuống đất. Bái kiến gia chủ. Tên tướng quân cầm đầu cung kính nói. Tiểu Biểu Ca, người, các người chắc cũng thấy rồi, đại tử Vương Kiều, chính quyền họ Tử đã đi đất, hiện tại chúng ta bắt đầu tiếp nhận bàn giao kế thừa đại tử Vương Kiều. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Tướng quân cầm đầu cung kính nói. Đây là binh mã đại tướng quân đại tử Vương Kiều, ta từng gặp qua hắn trong thư phòng của Tử Vương. Từ Trọng Sơn khẽ nhíu mày nói. Thần tích Vương gia bọn ta đều khá là giỏi giang. Vương Khả giải thích nói. Vương Khả, người đã sớm mưu đồ đoạt chính quyền. Từ Trọng Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Không, là bọn hắn quá giỏi, ta cũng hết cách, ta không lợi hại như người nói, là chính là bọn hắn lợi hại. Vương Khả cười khổ. Từ Bất Phàm, Từ Trọng Sơn đầy vẻ không tin. Đứng ngay ra đó làm gì, nhanh đi, Tử Vương đã chết, người thân là đại tướng quân còn không mau đi điều động binh mã phong tỏa Chu Kinh. Tư liệu về Đại Chu, Đại Thanh các người đều nhìn cả rồi, cần ta dạy sao? Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Tiểu Biểu Ca ứng tiếng nói. Còn nữa, thông báo cho đệ tử hai đạo chính mà chú đóng tại Tử Kinh, cứ trực tiếp nói với bọn hắn, ngươi là thân thích của ta, nếu bọn họ có nghi vấn thì bảo đến tìm ta. Đúng rồi, nói với bọn hắn Từ Bất Phàm, Từ Trọng Sơn cũng ở đây, ai không phục thì cứ tới. Vương Khả phân phó. Vâng. Đám đệ tử Vương gia đồng thanh ứng tiếng. Đệ tử tiên môn trú đóng ở thành trì khu vực phàm nhân, thường thường mạnh nhất cũng chỉ là kim đan cảnh, không phục sao? Đến đây gây chuyện nữa, nhìn đại chiến vừa qua, ai còn điên tới mức đi tìm chết chứ. Đám đệ tử Vương gia cấp tốc thối lui ra khỏi phế tích, đi làm theo bố trí Vương Khả đưa ra. Có lẽ sẽ có thế lực phản đối, nhưng mà Vương gia sớm đã không còn là Vương gia năm đó, cần dùng binh, thậm chí có thể từ Đại Chu Vương Triều, Đại Thanh Vương Triều mượn binh đến để giải quyết vấn đề.
Vương Khả, người muốn nhất thống khu vực phàm nhân? Từ Trọng Sơn kinh ngạc nhìn sang Vương Khả. Ta không có, là đại biểu ca, đại biểu tỷ và tiểu biểu ca của ta đang làm, chứ ta không có. Vương Khả nói. Người đánh rắm, chọn cả vương gia không phải đều nghe lời ngươi? Khu vực phàm nhân này không phải do một mình ngươi định đoạt sao? Từ Bất Phàm trừng mắt. Đừng gấp, đừng gấp, ta cũng chỉ là vì lo nghĩ cho bách tính, muốn bách tính có thể nhanh chóng an định. Ta không thu, đại tử vương triều nhất định sẽ loạn, đến lúc đó sinh linh đổ thán, tử thương thảm trọng. Vương Khả giải thích nói. Từ Bất Phàm đem mặt nhìn Vương Khả, lời lẽ không muốn mặt như vậy chắc cũng chỉ có ngươi là nói ra được. Không muốn mặt chỗ nào? Vương Khả không phục hỏi lại. Vương Khả, người thu khu vực phàm nhân, sau này định kiếm tiền kiểu gì? Khu vực phàm nhân làm gì có linh thạch? Trời này Nhi cũng hiếu kỳ hỏi. Chỉ có ngươi là hiểu ta. Kiếm tiền cái gì? Ta làm thế này là vì kiếm tiền sao? Ta đang cứu vớt thường sinh, các ngươi không nhìn ra chắc? Vương Khả trừng mắt nói. Tất cả mọi người đều nghệt mặt. Vương Khả ngươi, nói là chúng ta có tin được hay không? Kim Ô Tông, đại trận lần nữa được bố trí lại. Ba đạo thân ảnh bay thẳng tới. Người nào? Một tên đệ tử Kim Ô Tông quát hỏi. Tránh ra, mở ra kết giới đại môn. Hắc trưởng lão đi đầu kêu lên. Là Hắc trưởng lão? Vâng. Tên đệ tử Kim Ô Tông kia vội ứng tiếng. Lập tức ba người xông vào trong Kim Ô Tông, phong bế sơn môn. Nhanh, không cho bất cứ kẻ nào ra vào. Hắc trưởng lão kêu nói. Chúng đệ tử Kim Ô Tông tuy không hiểu có chuyện gì, song vẫn ngoan ngoãn làm theo. Ba người xông thẳng về phía Kim Ô Điện, mới vừa dựng lại cách đây không lâu. Cứu! Vừa vào đại điện, cả ba lập tức khoanh chân ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến hành trị liệu. Hắc trưởng lão, Bạch trưởng lão, sao các người bị thương thành thế này? Hình như chân lưng còn có vết máu. Người này là ai? Sao lại che mặt? Hắn mới gọi là thảm, lồng ngực rách toác mà vẫn còn sống được. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đám đệ tử Kim Ô Tông không giấu nổi vẻ lo lắng. Ba người này đều âm thầm đi tới đại tử vương triều, bởi vậy còn chưa có tin tức truyền ra, nhất thời khiến cho Kim Ô Tông không khỏi có chút rối loạn. Mãi tận 3 ngày sau, cửa lớn Kim Ô Điện mới mở ra. Chẳng qua lúc này đệ tử Kim Ô Tông bình thường không có tư cách đi vào. Người vào bên trong chính là Hoàng Hữu Tiên vừa mới quay về. Các người gặp phải chuyện gì? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn ba người, hỏi nói. Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc. Sai, hết thầy đều sai rồi. Ô Hữu Đạo đáng chát nói. Ô Hữu Đạo, sao ngươi cũng tới? Còn nữa, sao ba người các ngươi lại thế này? Hoàng Hữu Tiên tròn mắt hỏi. Sư tôn, chuyện là vậy. Bạch trưởng lão nét mặt khó coi, tường thuật lại một lần chuyện xảy ra ở Tử Kinh. Nghe xong, mí mắt của Hoàng Hữu Tiên không ngừng nhảy động. Không phải ngươi nói Từ Trọng Sơn là chuyển thế linh đồng sao? Bây giờ sao lại đổi thành Từ Bất Phàm? Ô Hữu Đạo giận nói. Việc này các ngươi cũng không phải là không biết, có thể trách ta được sao? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt hỏi. Ta mất đi nguyên thần pháp tướng, nguyên thần pháp tướng của ta mất rồi. Ô Hữu Đạo như người mất hồn, lầm nhầm gào nói. Ngươi hò hét với ta làm cái gì? Nguyên thần pháp tướng kia vốn không phải là của ngươi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt. Ngươi... Ô Hữu Đạo phẫn nộ không thôi. Sư tôn, mấy ngày nay ngài đi đâu? Sao chúng ta không biết vậy? Chúng ta hỏi Điền Chân, Điền Chân cũng không chịu nói. Sư tôn, sao ngài không nói cho chúng ta biết? Chuyện lần này vốn hẳn là không nên nỗi thảm như vậy chứ? Hắc trưởng lão thần tình đáng chát nói. Ta đi tìm sư huynh. Các ngươi quên rồi sao? Trước đó để các ngươi và Điền Chân cùng đi tìm sư huynh, nhưng mà các ngươi lại không gặp được người, cuối cùng vẫn phải ta tự thân xuất mã. Ta vừa ra Thập Vạn Đại Sơn một chuyến, làm gì dây dưa quá lâu đâu. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Sư huynh, người nói Điền sư huynh? Ô Hữu Đạo biến sắc. Đương nhiên, năm đó Điền sư huynh dẫn dắt chúng ta chấn áp Long Ô, khai mở Kim Ô Tông, phân giải Long Ô cũng là do sư huynh một tay thúc đẩy. Sư huynh mong muốn có được Nam Minh Di Hòa đến cỡ nào, các ngươi còn không biết sao? Chút chuyện nhỏ như thế này các ngươi làm mà không xong, đến cả người đều không gặp được, đúng là phế vật. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Chúng ta... Nét mặt Hắc Bạch Nhị trưởng lão cứng lại. Điền sư huynh đến lúc nào? Ô Hữu Đạo gấp gáp hỏi. Điền sư huynh còn có chút việc riêng cần xử lý, hắn rất nhanh sẽ đến thôi.
chẳng qua lần này sợ rằng khó mà ăn nói với Điền Sư Huynh. Làm sao? Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên trở nên khó coi. Nam Minh Ly Hòa bị Từ Bất Phàm đoạt mất, lần này e là phiền phức rồi. Nàng hẳn đã khôi phục được ký ức lòng ô. Ô Hiếu Đạo nhíu mày nói, thế chưa phải phiền phức nhất, phiền phức nhất chính là Điền Trấn. Hoàng Hữu Tiên cười khổ nói, Điền Trấn? Điền Trấn làm sao? Hắn là đệ tử của ngươi, ngươi đau lòng quay đầu báo thù cho hắn là được rồi. Ô Hiếu Đạo nhíu mày nói, không, là quan hệ giữa Điền Sư Huynh và Điền Trấn. Hoàng Hữu Tiên đắng chát nói, Điền Sư Huynh, Điền Trấn, hai người bọn họ thì có quan hệ gì chứ? Hả? Đều là họ Điền, chẳng lẽ thực sự liên quan? Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói, Điền Trấn là con riêng của Điền Sư Huynh. Hoàng Hữu Tiên cười khổ, con riêng sao? Ba người đều không khỏi cả kinh. Đúng vậy, vì một nguyên nhân nào đó Điền Sư Huynh không thể nhận đứa con trai này, thế nên mới để Điền Trấn bái ta làm thầy, đồng thời giấu không cho hắn biết chân tướng, tránh ảnh hưởng đến Điền Sư Huynh. Nhưng mà hôm nay Điền Trấn chết rồi sao? Ta ăn nói thế nào với Điền Sư Huynh đây? Hoàng Hữu Tiền lo lắng nói, còn riêng của Điền Sư Huynh. Ô Hữu Đạo hít sâu một hơi, sau đó mới như chợt có hiểu ra gì. Khó trách, bí mật gì người cũng nói cho Điền Trấn, khó trách người tín nhiệm Điền Trấn đến vậy, khó trách tất cả bí mật của Kim Ô Tông, bao gồm cả hệ thống tình báo, người đều giao cho Điền Trấn. Con riêng của Điền Sư Bá chết rồi. Da đầu Hắc Trường Lão cũng tê dần. Giờ phải làm sao? Bạch Trường Lão lo lắng nói. Mí mắt của Hoàng Hữu Tiền không ngừng nháy động. Việc đã đến nước này, e rằng không có cách nào khác. Từ Bất Phàm đã đoạt hết thầy của Long Ô, giờ chỉ còn chờ Điền Sư Huynh đi tới, sau đó lại nghe Điền Sư Huynh phân phó. Chúng nhân gật đầu. Lúc này tâm tình ai nấy đều rất đè nén, không biết tiếp theo phải ăn nói thế nào với Điền Sư Huynh. Năm ngày sau, Long Tiên Trấn, nơi trú đóng của một đám đệ tử ma giáo. Vương Khả, Từ Bất Phàm, Trương Ni Nhi đi ra từ nơi trú đóng của đám đệ tử ma giáo kia. Ở trong viện, đám tà ma ngổn ngang xiên xẹo, ai nấy đều hốt hoảng không ngừng khóc lóc xin tha. Ngươi và Trương Đi Nhi đúng là một đôi trời sinh, đều là thổ phỉ. Từ Bất Phàm trừng mắt kinh ngạc nói, thổ phỉ cái gì? Là chính bọn họ treo giải thưởng ta và Trương Đi Nhi. Chỉ cần phát hiện ta và Trương Đi Nhi, một người thường 100 vạn cân linh thạch. Chúng ta phát hiện chính chúng ta mà, chúng ta tới lĩnh thưởng có gì mà không được. Trước đó chúng ta tới chỗ trú đóng của đệ tử Kim Ô Tông lãnh tiền, giờ lại tới chỗ trú đóng của ma giáo lĩnh tiền. Tiền của chúng ta đáng có, sao lại không thể lĩnh 400 vạn cân linh thạch đấy? Ta và Trương Đi Nhi một người một nửa, có gì mà không đúng? Vân Khả trừng mắt nói, chính phải chính phải, bọn họ đâu có nói không được phép chính mình cử báo mình đâu. Chúng ta cứ báo chúng ta, có gì mà không được, còn dám không trả tiền sao? Trương Đi Nhi cũng trừng mắt nói. Từ Bất Phàm nghệt mặt, quy củ là do bọn hắn tự định ra. Ô Hữu Đạo, Điền Trấn treo thưởng sao? Đâu có điều quy củ chính mình không thể tự báo chính mình. Ta và Trương Đi Nhi cùng lúc xuất hiện, bọn hắn thậm chí không cần phải thẩm duyệt tin tức xem có chính xác hay không, tiện lợi thế còn gì. Bọn hắn không chịu cho tiền, vậy thì đánh tới khi nào bọn hắn đưa tiền thì thôi. Vương Khả sẵn giọng nói, ta còn tưởng trước khi ngươi chỉ nói đùa thôi chứ. Từ Bất Phàm thần tình cổ quái nói, nói đùa cái gì, tiền của chúng ta tại sao lại không cầm? Trương Đi Nhi trừng mắt, không sai. Vương Khả tán đồng. Từ Bất Phàm nhìn hai đứa ham tiền trước mặt, mẹ nói chứ, đúng là một đôi cực phẩm, không phải người một đường, không vào cùng một nhà sao? Trương Đi Nhi, chuyện góp cổ phần ngươi đừng có nghĩ, cứ làm theo lời ta nói. Ngươi trước báo tin bình an cho đệ đệ, sau đó nghe nói hiện tại bọn họ đang điên cuồng tìm ngươi, cứ tới Cao Ốc Thần Vương học tập một đoạn thời gian, chờ ngươi học xong, vừa khéo cũng là thời điểm Cao Ốc Thần Vương khuếch trường. Vương Khả nói, quỳ hẹp hòi. Trương Đi Nhi trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi đừng có trừng ta, công ty Thần Vương là của ta, đây là tiền ta thành dành cưới lão bà, sau này còn phải dùng công ty Thần Vương để kiếm tiền nuôi vợ con nữa. Ngươi không hiểu nam nhân có gia đình sẽ cần tiền thế nào đâu. Vương Khả làm ra cái bộ dáng nghiêm trang nói. Lần này Trương Ni Nhi lại không phản bác, chỉ vẫn khẽ trừng Vương Khả một cái. Vòng tay chữ vật của Điền Trấn khi trước đâu rồi? Ngươi còn chưa phân cho ta đấy, nó cũng có phần của ta.
Trường Đình Nhi đột nhiên nhớ ra chuyện vòng tay chữ vật, hỏi nói: "Không có, không thấy, sai hết rồi." Vương Khả nói: "Cái rắm ấy." Trường Đình Nhi giận mắng: "Điền Chân là ta giết chết, vòng tay chữ vật kia hắn phải thuộc về ta mới đúng chứ." Từ Bất Phàm xiên vào nói: "Từ Bất Phàm, người nói ra lời này lương tâm không thấy đau sao? Lần đó ta tổn thất thảm trọng thế nào người biết không? Mất Kim Vũ Mao, tiên thiên công đức dùng hết, Nam Minh Đi Hòa cũng bị người lấy đi, tất cả tổn thất đều là bởi ngươi. Ngươi chiếm tiện nghi lớn như vậy rồi còn mặt dày mày dạn nhắc đến vòng tay chữ vật với ta." Vương Khả trừng mắt nói. Từ Bất Phàm cũng trừng mắt nhìn lại Vương Khả, song nàng biết tiền này đã bị Vương Khả nuốt vào, tuyệt đối không có chuyện hắn nhả ra. "Hôm qua ngươi và Từ Trọng Sơn đi viếng mồ mả cha mẹ, các ngươi đặt thi thể Điền Chân trước mộ, lột ra tróc thịt, ta đều không tiện nhắc nhở tới tổn thất. Giờ ngươi lại còn không biết xấu hổ đề cập tới chuyện tiền nong với ta." Vương Khả giận nói: "Vương Khả, ngươi làm như chẳng lấy được gì ấy nhỉ? Thế Đại Tử Vương Triều thì sao?" Từ Bất Phàm trợn mắt nói: "Đại Tử Vương Triều, chuyện đó còn xa lắm, giờ mới chỉ khống chế được Tử Kinh mà thôi. Tiểu biểu ca còn cần không biết bao nhiêu là trường chiến tranh mới có thể thống nhất. Hơn nữa chuyện này ta lại không có nhúng tay, ngươi nhắc tới nó làm gì?" Vương Khả trách nói: "Ngươi còn nói." Từ Bất Phàm giận đến nổ phổi. Một cỗ khí tức cường đại bạo phát, hiển nhiên là bị lời trách mắng của Vương Khả chọc giận. "Đừng có nóng giận, ta tùy tiện nói một chút vậy thôi. Hơn nữa ngươi xem giờ ta thảm biết bao nhiêu, cao ốc Thần Vương đều sụp, suýt chút nữa là phá sản rồi. Ngươi cũng đừng có để ý tới chút tiền lẻ kia làm gì." Vương Khả lập tức cười bồi nói. Trường Đình Nhi ở bên cười mỉa mai: "Đáng đời, ngươi cười cái gì, mắc mớ gì tới ngươi?" Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Đình Nhi. Từ Bất Phàm hung hăng nhìn Vương Khả một cái, rốt cục không nói gì thêm. "Được rồi Vương Khả, ta đi. Ngươi sớm xử lý gọn gàng chuyện ma giáo, khôi phục cao ốc Thần Vương số 2, ta còn phải dựa vào để vét tiền nữa." Trường Đình Nhi mở miệng nói: "Yên tâm." Vương Khả thề thốt đảm bảo. Trường Đình Nhi tung người bay lên trời, tan biến không thấy đâu nữa. Vương Khả nhìn phế tích cao ốc Thần Vương số 2 cách đó không xa, trong lòng không khỏi phiền muộn. Tên Điền Ô Hiếu Đạo kia tự dưng đánh sụp cao ốc làm cái gì không biết, mẹ nó, lần này tổn thất to rồi. Người mới vừa đoạt đi 100 vạn cân linh thạch mà Ô Hiếu Đạo treo thưởng, chừng đó đủ cho ngươi dựng lên là bao nhiêu cao ốc Thần Vương. Từ Bất Phàm khinh thường nói: "Ngươi không hiểu, 100 vạn cân linh thạch thì làm gì được. Ta thực sự để ý chút tiền đó sao? Ngươi biết doanh thu một ngày của công ty Thần Vương là bao nhiêu không? Nó sụp một ngày là ta mất tiền ngày đó đấy." Vương Khả buồn bực nói. Từ Bất Phàm nghe Vương Khả khoác lác, nét mặt đầy vẻ không tin. Đúng lúc này, đệ tử Vương gia cách đó không xa đi đến nghênh đón. "Gia chủ." Tên đệ tử Vương gia kia cung kính nói: "Các ngươi đừng có sợ đám tà ma trong tiểu viện, bọn chúng đã bị ta đánh gục hết rồi. Nếu chúng dám động vào các ngươi, 10 cái mệnh cũng không đủ cho bọn chúng trả giá đâu. Ô Hữu Đạo đã rơi đài, để ta xem bọn chúng còn dám tìm chết không." Vương Khả trừng mắt đứt nhìn đám tà ma ngã xiên vẹo trong đội viện, hư lạnh nói: "Không, không dám." Đám tà ma hoảng hốt kêu nói: "Mặc dù bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bị đánh cho một trận nên thân, ai nấy đều hiểu được hiện tại tuyệt đối không thể trêu chọc Vương Khả và Từ Bất Phàm, ít nhất thì cũng phải tìm được Ô Hữu Đạo rồi hãng tính." Cao ốc Thần Vương số 2 sụp đổ, Lập Chiêu thu dân công tiên thiên trùng kiến lại. Ta và Từ Bất Phàm phải đi Thần Long Đảo một chuyến, không rảnh ở lại đây giám sát. Các người cứ làm trước, nhớ chú ý kỹ một chút. Vương Khả dặn dò. Vâng. Tên đệ tử Vương gia kia cung kính nói. Đám người Đồng An An đi Thần Long Đảo sao? Vương Khả nhíu mày hỏi. Vốn là vậy, nhưng mà mấy ngày trước Thần Long Đảo truyền đến tin tức nói Đồng An An và mấy tên bảo an bị Ô Hiếu Đạo phái người lặng lẽ bắt đến Ma Long Đảo, giờ còn chưa có tin tức truyền về. Tên đệ tử Vương gia cung kính bẩm báo. Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. Vương Khả phân phó. Vâng. Tên đệ tử Vương gia kia lập tức rút lui. Ngước nhìn cao ốc Thần Vương số 2 phía xa, Vương Khả khẽ thở dài. Tiền, lại phải vung tiền, kiếm nhiều đến mấy cũng không đủ tiêu. Từ Bất Phàm ở bên nhướng mắt nhìn lại. Người đã vét được bao nhiêu tiền rồi, chút còn con đấy còn tính là gì? Trướng Hải, Thần Long Đảo, quảng trường hành cung Chu Hồng Y. Vô số đệ tử ma giáo đang tụ đến chỗ này. Chu Hồng Y, Nhiếp Thành Thành che chắn trước mặt Từ Bất Phàm,
thần sắc khó coi, nhìn lên trên bảo tọa cách đó không xa. Lòng cốt trái ôm phải ấp hai tên ma nữ, bên cạnh là Đồng An An và mấy tên tà ma bị trói trên hình giả. Ồ, Chu Hồng Y, các ngươi thật to gan. Nếu không phải Ô Hữu Đạo bắt được một đám thuộc hạ của Vương Khả, e rằng đến giờ vẫn không phát hiện ra được. Các ngươi lại đùa ta xoay vòng vòng sao? Lòng cốt thần tình lạnh lẽo nói. Chu Hồng Y, Nhất Thành Thành thì nhìn về phía đám người bị trói trên hình giả, chỉ thấy Đồng An An và mấy tên tà ma đều có dấu hiệu bị tra tấn. Chu Đường Chủ, không phải ta bán rẻ các ngươi, là thuộc hạ ngươi mật báo trước, thế nên ta mới phải khai. Đồng An An tuyệt vọng nói. Mật báo? Mật báo cái gì? Chu Hồng Y trừng mắt nói. Chính là chuyện lần trước Từ Bất Phàm đóng giả xấu xí đấy. Đồng An An thấp giọng nói. Ngươi làm càn. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Ta bị người đánh gần chết, ta bị ép cung. Đồng An An buồn bực kêu lên. Sao mình lại xui xẻo thế này chứ? Chưa được mấy ngày yên lành đã bị người uy hiếp. Trước kia ở dưới trướng Sắc Dục Thiên bị uy hiếp, giờ đến tay của Vương Khả cũng vẫn không tránh được. Giáo chủ, lời của đám đệ tử ma giáo bình thường mà ngươi cũng tin sao? Chu Hồng Y nhíu mày nói. Vậy nên ta mới không lập tức động thủ với các ngươi, còn cho các ngươi một cơ hội để giải thích. Lần trước Vương Khả nói qua, khẩu vị Chu Hồng Y rất đặc biệt, ưa thích sửu nữ. Đương nhiên, ta sao lại tin tưởng được chứ nhỉ? Miệng lưỡi Vương Khả mà cũng có thể tin sao? Từ Bất Phàm đâu? Gọi nàng đi ra, ta muốn kiểm tra lại một lần. Lòng cốt bình tĩnh nói. Từ Bất Phàm không có ở chỗ ta. Chu Hồng Y nhíu mày. Ta đã trà xét nơi của Từ Bất Phàm, không thấy có người. Nàng nhất định là đang ở chỗ người. Đừng có giấu nữa đi, có thể trốn được ta sao? Nữ nhân mà Long Cốt ta nhìn chúng, ta chưa bao giờ bỏ qua. Long Cốt cười lạnh nói. Cơ mặt của Chu Hồng Y co quắp lại. Giáo chủ, khoan nói, Từ Bất Phàm không ở chỗ ta, cho dù có ở đây thì thuộc hạ cũng phải cả gan bóp lời. Sao giáo chủ lại trầm mê sắc nữ như vậy? Người nhìn quân vương ở khu vực phàm nhân đi, có quân vương nào không phải là bởi vì hoang dâm vô độ, cuối cùng rước đến kết cục nước mất nhà tan không? Không nói người khác, giáo chủ, ta nghe bảo 150 năm trước ngài cũng đã từng cần cù tận tụy làm giáo chủ suốt 30 năm, chưa từng trầm mê nữ sắc. Nhưng mà đến sau một đoạn thời gian, ngài đột nhiên phóng túng chính mình. Kết quả là gì? Là giáo chủ ngài bị trấn áp ở Thiên Lang Tông đằng đẵng 150 năm. Giáo chủ, mong ngài nghĩ lại. Long Cốt chớp qua một tia hồng quang. Hả? Người đang dạy ta nên làm thế nào sao? Thuộc hạ không dám. Chu Hồng Y cắn răng nói. Không dám? Rõ ràng là ngươi đang dạy ta nên làm như thế nào. Chu Hồng Y, đừng có tưởng ngươi là đường chủ thì liền có thể không biết lớn nhỏ. Ở ma giáo này, ta muốn ngươi làm đường chủ thì ngươi chính là đường chủ. Ta muốn đổi ngươi thì liền đổi ngươi. Trước kia ta thấy ngươi làm người nghĩa khí nên mới có vài phần kính trọng với ngươi. Song đấy không phải là lý do để ngươi nhiều lần cản rỡ. Lần trước vì Vương Khả mà đến uy hiếp ta, lần này cũng muốn bao che Từ Bất Phàm. Ngươi chán sống sao? Lòng cốt thần tình dữ tợn, gằn giọng nói. Giáo chủ, lời thuộc hạ nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Chu Hồng Y cung kính nói. Từ đáy lòng? Ý ngươi là ta không biết làm giáo chủ sao? Long Cốt lạnh lùng nói. Thuộc hạ không dám. Chu Hồng Y cắn răng cúi đầu nói. Được, hay cho Chu Hồng Y ngươi, mời rượu không uống đã uống muốn rượu phạt. Được, ta cho ngươi thời gian một nén rằng giao ra Từ Bất Phàm. Không giao được Từ Bất Phàm, vậy thì đành phải lấy Nhiếp Thành Thành bên cạnh ngươi để dùng tạm vậy. Long Cốt lạnh lùng nói. Cái gì? Chu Hồng Y biến sắc. Nhiếp Thành Thành cũng tính là tuyệt sắc. Lần trước ta tưởng là ngươi thích sửu nữ, mới cho rằng Nhiếp Thành Thành dùng tà thuật hóa trang nào đó. Xem ra ta đã bị lừa xoay vòng vòng. Chu Hồng Y, ta chẳng có chút sức miễn dịch nào đối với nữ nhân hết. Đặc biệt là mỹ nhân càng cường đại, ta lại càng thích. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Từ Bất Phàm, Nhiếp Thành Thành, ngươi hai chọn lấy một đi. Long Cốt cười lạnh nói. Chà, sao ngươi làm thế được? Thánh Tử lập tức nôn nóng nói. Ngươi im mồm, chỗ này đến đợt ngươi nói chuyện sao? Đến giờ mà vẫn cứ gậy như vậy, ăn uống kiểu gì đấy? Lúc nào ta mới có thể lần nữa rút máu của ngươi? Long Cốt lạnh lùng nói. Thánh Tử lập tức bị dọa sợ, cả người khẽ run lên. Long Cốt, giáo chủ, buồn cười. Người mới về ma giáo bao lâu?
Ma giáo liền đã bị ngươi làm cho chia năm xẻ bảy, gà chó không yên, giờ lại muốn chiếm đoạt nữ nhân của thuộc hạ, còn là thuộc hạ trung thành tận tụy với ngươi. Phế vật, đúng là phế vật. Vương Khả nói không sai, người như ngươi không xứng làm giáo chủ. Chu Hồng Y chợt gằn giọng nói. Long Cốt trừng mắt. Chu Hồng Y, ngươi muốn tạo phản sao? Không sai, ma giáo thế này không còn là ma giáo năm xưa, ngươi không xứng làm giáo chủ. Chu Hồng Y trừng mắt quát. Hỗn sực! Long Cốt hét lên giận dữ. Một tên đĩ đực, năm đó chỉ là vật chơi mà thôi, tất nhiên làm sao hiểu được quản lý ma giáo. Vì tư dục bản thân, nếu muốn làm gì thì làm sao. Ngươi phải biết rằng không giữ được đạo nghĩa tất có lúc diệt vong. Nhất Thành Thành cũng trừng mắt nói. Tìm chết! Long Cốt giận quát. Dứt lời, cánh tay Long Cốt vùng lên, hai đạo trường được nhắm thẳng về phía hai người. Hồng Y Tòa, Chu Ma Bạt Kiếm Thuật! Oanh một tiếng, một luồng sóng khí khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đệ tử ma giáo xung quanh lập tức bị chấn bay. Ngăn lại sao? Long Cốt sửng sốt, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chúng thuộc hạ Chu Hồng Y nghe đây, hôm nay nếu ta mà chết, các người đương trường giải tán. Ma giáo như thế này không vào cũng được, không cần chính đạo tới giết, chính ma liền tự thiêu diệt vong. Ma giáo thế này ở trong đó có ích gì chứ? Tiếp tục nán lại, sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày các người bước theo gót của ta. Chu Hồng Y quát. Đường chủ! Chúng đệ tử ma giáo không khỏi lộ ra vẻ nôn nóng. Chu Hồng Y, Nhiếp Thành Thành, thực lực các ngươi để thăng sao? Ô Hữu Đạo nói, các ngươi chỉ là nguyên anh cảnh tầng 8 đỉnh phong, nhưng đây lại có điều khí tức nguyên anh cảnh viên mãn. Sao nhanh như vậy? Long Cốt cả kinh kêu lên. Thành Nhi, chúng ta đi! Chu Hồng Y kêu nói. Chu Hồng Y, Nhiếp Thành Thành đang định xông lên trời, Long Cốt đã bất ngờ thả ra hai ma nữ trong ngực, xung thiên mà lên. Muốn đi? Nằm mơ! Long Cốt lạnh lùng. Oanh một tiếng, nhất thời trên không toàn là quang mang phát ra từ Hồng Y Tòa và kiếm quang Chu Ma Bạt Kiếm Thuật. Đôi bàn tay Long Cốt càng như là Phật phủ che trời. Oanh một tiếng, hai tiếng nổ mạnh, nháy mắt Chu Hồng Y, Nhiếp Thành Thành đã bị cự lực trùng kích lao xuống quảng trường, nện thành hai hố sâu hoắm, máu me khắp người. Nguyên anh cảnh viên mãn thì cũng vẫn chỉ là nguyên anh cảnh, ta đến cả Thái Âm Quyền Trượng đều không cần, cũng làm gọi được các ngươi như thường. Long Cốt hùng hăng nói. Chu Hồng Y nôn ra một búng máu, nét mặt phẫn hận nhìn Long Cốt. Nhiếp Thành Thành cũng toàn thân vô lực, căm tức nhìn Long Cốt. Long Cốt khịt khịt mũi. Đột nhiên Long Cốt quay sang nhìn thánh tử cách đó không xa. Con ta, người lấy máu cơ thể mình cho Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh sao? Người dùng máu người giúp bọn hắn đề thăng tu vi. Long Cốt lạnh lùng nhìn thánh tử. Thánh tử lập tức bị dọa cho xúc người lại, toàn thân phát run, không dám ho hen nửa lời. Quả là thế, người lại dám đưa máu cho bọn hắn, vì sao? Long Cốt hung ác nói. Bọn họ cứu ta, bảo vệ ta. Thánh tử rụt rè nói. Bọn họ cứu ngươi là hẳn nên, ngươi lại đi cầm máu của chính mình giúp bọn họ để đề thăng tu vi. Ngươi đúng là được lắm. Còn ta, ngươi thích giúp người quá phải không? Vậy thế này đi, ngươi cũng giúp cha của ngươi một chút đi. Sau này mỗi cách 3 ngày lại truyền máu cho ta một lần. Giúp người ngoài không bằng giúp chính cha của ngươi. Mỗi 3 ngày đều truyền máu một lần, đều cho ta. Long Cốt lạnh giọng nói. Mỗi 3 ngày? Thánh tử run run hỏi lại. Long Cốt, ngươi có nhân tính hay không? Hắn là con trai của ngươi. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Chuyện của ta còn chưa tới lượt ngươi nhúng tay vào. Chu Hồng Y, ngươi còn không giao Từ Bất Phàm, ta sẽ bắt đi Nhất Thành Thành. Long Cốt vừa cười vừa nhìn sang Nhất Thành Thành. Không, không! Chu Hồng Y lập tức hốt hoảng nhào đến trước người Nhất Thành Thành. Ác tặc, dù ta có chết cũng sẽ không để ngươi giành được ta. Nhiếp Thành Thành thần tình dữ tợn nói. Nhiếp Thành Thành, người muốn trách thì trách Chu Hồng Y ấy, hắn giấu đi Từ Bất Phàm, hắn chọn Từ Bất Phàm, ngươi phải trách hắn chứ. Còn nữa, yên tâm, rất nhanh ta cũng sẽ đưa Từ Bất Phàm vào hậu cung để nàng làm bạn với ngươi. Long Cốt cười lớn đi tới. Muốn làm hại Thành Nhi, ngươi phải bước qua xác của ta. Chu Hồng Y dốc hết toàn lực, vung ra Hồng Y Tỏa. Oanh một tiếng, Long Cốt tung quyền đánh nát Hồng Y Tỏa.
Phốc một tiếng, Chu Hồng Y bị Dư Ba đánh văng đi, lần nữa phun ra một búng máu tươi. Ma giáo đều là của ta, ta muốn thế nào thì chính là thế đó. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Chu Hồng Y, sự kiên nhẫn của ta đối với ngươi đã hết. Ngươi thật tưởng rằng ta không thể rời bỏ ngươi được sao? Chết đi! Long Cốt lạnh giọng quát. Dứt lời, Long Cốt vung trường vỗ xuống. Long Cốt giáo chủ, bản lĩnh khinh kẻ yếu sợ kẻ mạnh của ngươi quả nhiên là có 102 trong thập vạn đại sơn đấy. Ngươi là chính đạo phái tới Nam Vùng có phải không? Bao nhiêu năm rồi mà giáo chưa từng xảy ra tranh chấp thảm liệt thế này. Đây là do chính người kích phát sao? Một tiếng nói giễu cợt truyền tới. Vương Khả. Long Cốt trừng mắt quay đầu lại nhìn. Chu Hồng Y, Nhất Thành Thành cũng sừng sốt, nhìn lên Vương Khả đột ngột xuất hiện cách đó không xa. Vương Khả đỡ Thánh Tử dậy, vẫn còn đang kinh hoàng. Vương Khả, ngươi sao ngươi lại trở lại? Nhất Thành Thành kinh ngạc hỏi. Ta không quay về, các ngươi liền đi đất. Đệ nhất nhân khinh kẻ yếu sợ kẻ mạnh, chuyên gia tìm đường chết. Long Cốt, nói thật, các đời tông chủ Thiên Lang Tông chắc là đều có bệnh đấy. Tại sao trấn áp cái loại người như ngươi? Nếu không trấn áp ngươi, ma giáo sớm đã bị diệt vong từ đời nào rồi. Xem ra Thiên Lang Tông có đóng góp không nhỏ trong việc duy trì 150 năm yên ổn phồn vinh của ma giáo. Thiên Lang Tông đã một chuyện sai, quá sai. Vương Khả về mặt tiếc hận, làm nhảm nói. Long Cốt, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đều trừng mắt nhìn Vương Khả. Tên Vương Khả này lại dám quay về chủ động trêu chọc Long Cốt, hắn điên rồi sao? Nhìn cái gì? Đám đệ tử cấp thấp các người còn định tới bắt ta sao? Không nhìn lại thân phận các người đi. Ta là Thần Long Đường chủ, nếu các người dám làm gì phạm thượng, đây chính là tội chết đấy. Vương Khả quét mắt nhìn quanh đám đệ tử ma giáo đang bao vây bốn phía, trầm giọng quát. Chúng đệ tử ma giáo sửng sốt, nhất thời đứng ngây ra đó, không biết phải làm sao. Ồ, Vương Khả, người biết rõ ta ở chỗ này, còn có gan quay về tìm chết. Long Cốt cười lạnh. Vì sao ta không thể có gan quay về? Long Cốt, lời này của ngươi buồn cười thật đấy. Vương Khả, ta đã từng sợ qua ngươi chưa? Vương Khả trừng mắt hỏi. Trên mặt đám Long Cốt, Chu Hồng Y, Nhất Thanh Thanh đều hiện lên vẻ cổ quái. Đúng vậy, Vương Khả đã từng sợ qua ngươi chưa? Hình như là chưa. Từ lần trước giúp Từ Bất Phàm vượt qua nguy cơ, đến sau mỗi lần Vương Khả gặp Long Cốt đều có thái độ rất cứng rắn, cũng không biết làm sao mà hắn lại cường ngạnh như vậy. Sợ? Có. Lần nào mà hắn không kêu gào muốn xử lý Long Cốt. Không biết trời cao đất dày. Vương Khả, không nói nhảm nữa, ta phải khiến người hối hận. Đắc tội ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Long Cốt tung người lao vút về phía Vương Khả. Điều ta hối hận nhất chính là thả ngươi ra khỏi Thiên Lang Tông, hối hận để ngươi làm giáo chủ ma giáo. Chẳng qua không sao, bởi vì hôm nay chúng ta tới đây chính là muốn đá ngươi khỏi vị trí giáo chủ. Cái loại người như ngươi căn bản không xứng làm giáo chủ ma giáo. Vương Khả khinh thường nói. Đám Chu Hồng Y tròn mắt nhìn Vương Khả. Là Vương Khả bị điên sao? Hay bọn hắn sản sinh ảo giác? Ngươi muốn đá Long Cốt ra khỏi vị trí giáo chủ sao? Ngươi đùa cái gì vậy? Muốn tìm chết? Vậy để ta thành toàn cho ngươi. Long Cốt quát lạnh một tiếng, đạp bước tiến lên, vung trường đánh về phía Vương Khả. Oanh một tiếng. Một trường này quá nhanh, rất nhiều người còn chưa thấy rõ cái gì đã liền bị sóng khí hất văng, chỉ kịp ẩn ẩn nhìn dưới đất đá dưới chân Vương Khả vỡ nát, quặn lên bụi mù ngất trời. Không thể nào. Long Cốt lui một bước. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Dưới trường vừa rồi, Long Cốt không những không thể đánh chết Vương Khả, ngược lại còn bị lực lượng chấn đánh lùi một bước. Nhiếp Thanh Thanh, Đồng An An và chúng đệ tử ma giáo không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Bụi mù bao trùm Vương Khả và Thánh Tử. Mãi lúc sau, đợi khi bụi mù dần dần tán đi, chúng dần mới thấy được rõ ràng. Vương Khả vị đế Thánh Tử sừng sững bất động đứng nơi đó. Trước mặt Vương Khả còn có một người, vừa rồi chính là nàng đang vung trường chặn lại Long Cốt. Từ Bất Phàm. Nhất Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Từ Bất Phàm, không thể nào, vừa nãy người ngăn trường của ta. Long Cốt kinh ngạc nói. Từ Bất Phàm, ngươi làm gì đấy? Chỉ cần ngươi ra tay chậm nửa nhịp thôi là Long Cốt đã chết dưới kiếm của ta rồi. Vương Khả trừng mắt quát. Chúng nhân đều nghệt mặt. Vương Khả, đang đúc dầu sôi lửa bỏng thế này, ngươi có thể bớt dày mặt đi được không? Thái Âm Quyền Trượng ẩn chứa lực lượng lôi điện, không tiện mang theo bên người, thế nên phần lớn thời gian đều sẽ đặt ở Thủy Tinh Long Cung,
nãy giờ ta bận đi tìm Thái Âm Quyền Trưởng. Từ Bất Phàm đưa tay lấy ra Thái Âm Quyền Trưởng. Hỗn sực, người dám trộm Thái Âm Quyền Trưởng của ta? Long Cốt trừng mắt. Không phải trộm Thái Âm Quyền Trưởng của ngươi, thứ này vốn không phải là của ngươi, là của ta. Từ Bất Phàm lắc đầu. Từ Bất Phàm, người lây bệnh từ Vương Khả sao? Cũng bắt đầu nói mê sảng sao? Chu Hồng Y trừng mắt kinh ngạc nói. Ta không nói mê sảng, Thái Âm Quyền Trượng này vốn chính là của ta, năm đó là Long Hoàng ban cho ta, hơn nữa tên nó là Lôi Âm Thiền Trượng. Từ Bất Phàm nói. Dứt lời, Từ Bất Phàm khẽ khàng lay động Thái Âm Quyền Trượng. Chỉ thấy Thái Âm Quyền Trượng bất ngờ biến lớn, nháy mắt đã hóa thành một chiếc thiên trượng khổng lồ. Phần đỉnh thiên trượng sáng lên. Từ Bất Phàm vung tay lên, ngay sau đó lôi điện song hoàn và cả vòng tròn do thiểm điện thần tiên của Từ Bất Phàm biến thành đồng loạt bay đến trên đỉnh thiền trượng. Ầm một tiếng, sau khi ba vòng tròn lôi điện phủ lên đỉnh thiền trượng, thiểm điện bỗng chợt lấp lóe, sấm sét vang rền. Cái này, Long Cốt thất kinh. Thái Âm Quyền Trượng là thiền trượng Phật môn. Vương Khả cũng trừng mắt kinh ngạc. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Trên mặt Long Cốt chớp qua một tia kinh hãi. Từ Bất Phàm tay cầm lôi âm thiền trượng, bước lên một bước, hỏi ngược lại. Người cảm thấy ta là ai? Không thể nào, hắn sớm đã chết rồi, hắn sớm đã chết rồi mà, ta không tin, diệt cho ta. Long Cốt hét lên. Oanh một tiếng, chỉ thấy mặt đất quanh bốn phía chợt ầm vang rung động, vô số đá nhọn như là măng mọc ùn ùn lao vút lên trời, tựa hồ muốn nhắm đến Từ Bất Phàm. Lôi âm! Ánh mắt Từ Bất Phàm chuyển lạnh, thiền trượng trong tay nện mạnh xuống đất. Oanh một tiếng, nháy mắt lôi điện vô tận quấn thốc khắp quảng trường, đá nhọn từ bốn phương tám hướng lao đến bỗng chốc bị chấn nát hết cả. Không thể nào, chỉ là trùng hợp mà thôi. Từ Bất Phàm, người giả thân giả quỷ, chết cho ta! Long Cốt gầm lên một tiếng dữ tợn. Long Cốt hóa thành lưu quang bay thẳng đến phía Từ Bất Phàm. Cẩn thận! Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Ánh mắt Từ Bất Phàm lạnh lẽo như băng, lại không lùi nửa bước. Chỉ thấy sau lưng Từ Bất Phàm đột nhiên hiện ra pháp tướng Như Lai Phật Tổ. A Di Đà Phật. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ quát nhẹ một tiếng, tung trường bất ngờ chụp xuống Long Cốt. Long Cốt nhanh như là thiểm điện, nhưng ở trước mặt Như Lai Phật Tổ, hắn căn bản không thể làm gì được. Nháy mắt liền đã bị Như Lai Phật Tổ tóm gọn trong lòng bàn tay. Cái gì? Long Cốt biến sắc, cả người khẽ run lên. Nam Minh Di Hòa! Từ Bất Phàm quát lại. Ông một tiếng, chợt thấy bàn tay Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên hóa thành màu lam, hỏa diễm quần quận trút nghiêng về phía Long Cốt. Long Cốt hét thảm một tiếng, bạo phát hết thể lực lượng ở trong người. Oanh một tiếng, một tiếng rền vang, Long Cốt rốt cục dãy giụa thoát khỏi bàn tay Như Lai Phật Tổ, song vẫn bị Như Lai thần trưởng đánh trúng, rơi rớt xuống đất, nện ra một hố to, hơn nữa còn đang không ngừng lùi ra sau. Mãi một lúc thân hình mới đứng vững được. Nhất thời tất cả mọi người tại trường đều nhìn Từ Bất Phàm ánh mắt ngây dại. Làm sao? Làm sao có thể? Đây là Từ Bất Phàm. Chu Hồng Y kinh ngạc thốt lên. Nguyên thần pháp tướng Như Lai Phật Tổ, đây không phải là tuyệt chiêu của Ô Hữu Đạo ư? Nhất Thành Thành kinh ngạc nói. Tay Từ Bất Phàm nắm lấy thiền trượng, lạnh lùng nhìn Long Cốt đang lồm cồm bò dậy từ trong hố sâu cách đó không xa. Thế nào Long Cốt, người muốn thử nữa không? Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Long Ô, ngươi là Long Ô? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Không, sao ngươi lại còn sống? Long Cốt cả kinh kêu lên. Long Ô! Chúng nhân bốn phía đều không khỏi kinh ngạc nhìn Từ Bất Phàm. Chu Hồng Y cả kinh nói. Từ Bất Phàm là Long Ô? Long Ô, người sáng lập Thái Âm Ma Giáo, giáo chủ đời đầu tiên của Thái Âm Ma Giáo. Nhất Thành Thành kinh hãi nhìn Từ Bất Phàm. Ta đúng là đã chết, nhưng giờ ta lại hồi sinh. Long Cốt, người quả thực khiến ta thất vọng. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Lúc này vô số đệ tử ma giáo quanh bốn phía đều mắt tròn nhìn hắn. Vốn Long Cốt đại sát tứ vương đã thành định cục, nhưng mà giờ sao Từ Bất Phàm lại đột nhiên trở thành Long Ô? Long Cốt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Bất Phàm, ánh mắt âm tình bất định. Tịch diệt sao? Năm đó ngươi chọn cách tịch diệt trùng sinh, xem ra ngươi còn thiếu chút kiến thức. Long Cốt, năm đó ta giáo Thái Âm Quyền Trượng cho ngươi, chủ động để bị cầm tù ở Kim Ô Tông, khi thế ta dặn dò ngươi thế nào, ngươi lại đáp ứng ra sao?
ta bảo ngươi thề sống chết bảo hộ thánh tử, thế mà ngươi lại dám rút máu thánh tử, còn thiếu chút nữa là lấy mạng hắn, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói, mí mắt Long Cốt không ngừng nhảy động. Ngươi lại trở về, ngươi lại trở về, vừa về liền nói đạo lý với ta, Long Ô, giờ đã khác xưa rồi, ta mới là giáo chủ bà giáo, ngươi cướp quyền trượng của ta. Ta nhắc lại lần nữa, đây là lôi âm thiền trượng của ta, năm đó lưu lại cho truyền nhân ma giáo sử dụng. Bây giờ ta đã trở về, chức giáo chủ này của ngươi cũng liền bỏ đi, sau này còn dám làm loạn ma giáo, ta nhất định giết chết không tha. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói, Long Ô, không ngờ ngươi lại tịch diệt trùng sinh thành Từ Bất Phàm. Ngươi trở về đây chắc cũng vừa mới lấy lại được ký ức, ta không tin ngươi mạnh đến như vậy. Đồ của ta ai cũng đừng hòng đoạt đi. Ngươi giết Ô Hữu Đạo, đoạt đến nguyên thần pháp tướng sao? Vậy thì đã sao, nguyên thần pháp tướng ngươi hơn được ta sao? Long Cốt hung tợn nói. Chợt nghe sau lưng Long Cốt vang lên tiếng lòng ngầm, lập tức một con hoàng kim Long Cốt dài 20 trượng bay thẳng lên trời, khí tức khủng bố bạo phát, chấn trò hư không rung động liên hồi. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ chỉ cao có 10 trượng, trong khi hoàng kim cốt long này lại dài tận 20 trượng. Đi, giết Long Ô, đoạt lại quyền trượng cho ta. Long Cốt hét lớn. Hoàng kim cốt long tức thì xông thẳng về phía Từ Bất Phàm. A Di Đà Phật. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ quát nhẹ một tiếng, đạp bước tiến tới. Oanh một tiếng, hoàng kim Long Cốt và pháp tướng Như Lai Phật Tổ ầm ầm vang đụng vào nhau, nhất thời sóng khí xung kích cuộn lên gió lốc siêu cấp, bức lùi chúng đệ tử ma giáo quanh bốn phía, ai nấy đều kinh hoàng không thôi. Lực lượng hoàng kim cốt long quá mạnh, dù là pháp tướng Như Lai Phật Tổ cũng khó mà ngăn cản nổi, bước chân không ngừng đảo lùi. Nhìn thấy không, nhìn thấy không, hoàng kim Long Cốt này của ta mới là nguyên thần mạnh nhất, đây là Long Hoàng năm đó đã dùng vô số bảo vật giúp ta chế thành, ngưng tụ tâm huyết cả đời của Long Hoàng, chỉ bằng pháp tướng Như Lai Phật Tổ kia thì không ngăn được đâu. Long Cốt gằn giọng nói. Hoàng kim Long Cốt. Từ Bất Phàm nhíu mày nhìn lên bầu trời. Trước kia hoàng kim Long Cốt được cất giữ trong Thái Âm Quyền Trường, nhưng với ta thì khác, ta thu thập nó vào trong cơ thể mình, mặc dù ở trong cơ thể khiến ta không quá thoải mái, có chút xung đột với lực lượng của riêng ta, nhưng ta sẽ hàng phục nó, nguyên thần của ta mới là nguyên thần mạnh nhất. Long Cốt cười lạnh. Từ Bất Phàm lại lắc đầu. Ngươi sai rồi, hoàng kim Long Cốt này không phải của ngươi. Ngươi nói cái gì? Long Cốt nhíu mày hỏi. Hoàng kim Long Cốt này không phải Long Hoàng đưa cho ngươi, ngươi chỉ là bảo quản thay hắn một đoạn thời gian thôi. Hoàng kim Long Cốt này là Long Hoàng đặc ý rèn tạo cho thánh tử. Vì sao nó nhập vào trong cơ thể ngươi lại khiến ngươi không thoải mái? Vì sao nhiều năm vậy rồi mà ngươi vẫn không thể hàng phục được nó? Bởi vì nó vẫn không phải dành cho ngươi, hệt như là nguyên thần Như Lai Phật Tổ của ta. Ổ Hữu Đạo tế luyện hơn 100 năm đều không thể triệt để luyện hóa, bởi vì thứ này vốn không phải của hắn. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Hoàng kim cốt long là Long Hoàng rèn luyện cho con trai ta? Ngươi nói láo. Long Cốt không thể nào chấp nhận được sự thật này, kinh hoàng hét lên. Ta không nói láo, hết thảy những gì chúng ta làm đều xoay quanh thánh tử. Vì sao năm đó ta thà rằng bị tù cũng phải bảo hộ thánh tử? Vì sao di huấn ma giáo ta là toàn được bảo hộ thánh tử? Ngươi không biết sao? Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Biết cái gì? Long Cốt sắc mặt khó coi nói. Quả nhiên người căn bản cũng không coi con trai mình ra gì, người căn bản không quan tâm thánh tử. Kẻ làm cha như ngươi, đến con của mình tên là gì ngươi đều không biết. Từ Bất Phàm nói. Con trai chính là con trai ta, tên là gì ta không quan tâm. Long Cốt lạnh giọng nói. Thánh tử, ngươi nói cho cha ngươi, ngươi tên là gì? Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Ta. Thánh tử nhíu mày ấp úng. Thánh tử, bao năm qua tất cả mọi người đều gọi ngươi là thánh tử, không lẽ ngươi đã quên tên của mình? Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Ta ẩn ẩn nhớ được, hình như lúc còn nhỏ có người từng gọi ta là Long Thái Âm. Thánh tử nhíu mày hồi ức, thanh âm có chút không quá xác định. Long Thái Âm. Vương Khả kinh ngạc nhìn thánh tử. Đây là lần đầu tiên Vương Khả nghe được tên của thánh tử. Ý nghĩa tồn tại của Thái Âm ma giáo chính là bảo hộ thánh tử. Thánh tử tên Long Thái Âm, cho nên ta mới đặt tên giáo là Thái Âm ma giáo. Người hiểu chưa?
Từ Bất Phàm trầm giọng nói: Long Thái Âm, Thái Âm Ma Giáo, Hoàng Kim Cốt Long. Long Cốt đột nhiên cả kinh, miệng lầm nhầm nhắc lại: Vậy nên Hoàng Kim Cốt Long này của ngươi là Long Hoàng rèn tạo cho thánh tử, không phải là cho ngươi, chỉ là mượn tay ngươi mà bảo quản một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng ngươi lại lẫn lộn đầu đuôi, còn muốn rút sạch máu của thánh tử, đúng là chán sống mà. Từ Bất Phàm lạnh giọng quát. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tối nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn nhé. Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong. Cảm ơn tất cả các bạn. Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập số 106 Vương Đạo Chí Tôn. Vậy nên Hoàng Kim Cốt Long này của ngươi là Long Hoàng rèn tạo cho thánh tử, không phải là cho ngươi, chỉ là mượn tay của ngươi bảo quản một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng mà ngươi lại vẫn lẫn lộn đầu đuôi, còn muốn rút sạch máu của thánh tử sao? Đúng là chán sống mà. Từ Bất Phàm lạnh giọng quát. Không thể nào, không thể nào. Hoàng Kim Cốt Long này là của ta, ai cũng đừng có hòng cướp đi. Long Ô, ngươi muốn cướp Hoàng Kim Cốt Long của ta, nằm mơ đi. Long Cốt hét lớn, dốc hết toàn lực thúc giục Hoàng Kim Cốt Long. Thánh tử, cho ta một giọt máu. Từ Bất Phàm kêu nói. Không được cho. Long Cốt cả kinh kêu lên. Nhưng mà Vương Khả đã giúp thánh tử chèn ra một giọt máu nơi đầu ngón tay. Từ Bất Phàm giơ ngón tay lên chỉ tới. Giọt máu kia lập tức bay thẳng đến Hoàng Kim Cốt Long. Đi qua đâu, gợn sóng cốt long sinh ra tàn vỡ từ đó. Ba một tiếng, nháy mắt giọt máu kia đã chui vào mi tâm Hoàng Kim Cốt Long, tiếp đó thẩm thấu vào trong cơ thể Hoàng Kim Cốt Long. Ông một tiếng, Hoàng Kim Cốt Long run lên, bất ngờ đứng im bất động. Không thể nào. Nguyên thần, nguyên thần ta, đi lên. Long Cốt kêu lên thất thanh. Ông một tiếng, Hoàng Kim Cốt Long khẽ run rẩy, giãy thoát khỏi gông xiềng khống chế của Long Cốt. Bành một tiếng, gông xiềng đứt đoạn, lực lượng phản phệ khiến cho Long Cốt bị bắn ngược, miệng phun máu tươi không ngừng. Hoàng Kim Cốt Long rít lên một tiếng, bất thần bay thẳng về phía thánh tử. Của ta, trả lại cho ta. Long Cốt cả kinh kêu lớn. Oanh một tiếng, pháp tướng Như Lai Phật Tổ vung trường chặn lại Long Cốt. Thoáng chốc đã thấy Hoàng Kim Cốt Long chui vào cơ thể thánh tử, lát sau liền tan biến không thấy đâu nữa. Nháy mắt, quanh thân thánh tử toát ra vô số kim quang. Tiếp theo chỉ thấy cả người thánh tử như là chợt bành trướng. Cái này, đây là sao? Vương Khả cả kinh. Vương Khả, người tránh ra, thánh tử không sao. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Không sao. Quần áo thánh tử đầu phòng căng lên. Đây là biến hình sao? Đây là... Vương Khả cả kinh. Chỉ thấy thân hình thánh tử đang cấp tốc biến hóa, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dài. Bộ dạng vốn là hình người, nay lại đã hóa thành một con kim long, lân phiến sáng chói, kim quang lấp lánh. Rồng sao? Đây là một con rồng sống sờ sờ. Vương Khả gặp qua long mạch đại địa, nhưng mà đó chỉ là linh thể mà thôi. Nhưng mà trước mắt thì sao? Trước mắt rõ ràng là một con rồng bằng xương bằng thịt, một con hoàng kim long. Thánh tử lại biến thành rồng sao? Vương Khả kinh ngạc. Thánh tử vốn chính là rồng. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Hả? Vương Khả kinh ngạc nhìn sang Từ Bất Phàm. Thánh tử là con trai của Long Hoàng, Long Hoàng là long tộc, thánh tử tự nhiên cũng là long tộc. Từ Bất Phàm giải thích. Thánh tử không phải là người, yêu thú có thể biến thành người sao? Vương Khả trợn mắt thất kinh la lên. Yêu thú? Yêu thú so so được với long tộc? Từ Bất Phàm khinh thường nói. Rồng không phải yêu thú. Vương Khả ngạc nhiên hỏi lại. Chỉ thấy thánh tử giờ đã hóa thành một con kim long dài 10 trượng, chậm rãi xoay vòng, tựa như đã tiến vào trạng thái ngủ say vậy. Nhìn thấy không, Hoàng Kim Cốt Long nhập vào trong cơ thể của thánh tử, hóa thành xương cốt, trợ giúp thánh tử hóa rồng, chứ căn bản là không phải dành cho ngươi. Từ Bất Phàm mắt lạnh nhìn Long Cốt, thần tình đầy vẻ không đáng nói. Hai mắt Long Cốt đỏ ngầu, nét mặt đầy vẻ oán độc. Nhưng mà nhìn thấy thánh tử hóa rồng, Long Cốt liền cũng biết mình bị Long Hoàng lừa gạt. Hoàng Kim Cốt Long này căn bản không cách nào có thể lấy về được nữa. Long Cốt, ngươi đừng nghĩ nhìn ta với ánh mắt như vậy. Ta thực sự không hiểu nổi ngươi nghĩ như thế nào mà lại dám hạ độc thủ như thế với thánh tử.
hắn chính là con trai ruột của ngươi. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Năm đó Long Hoàng nói Hoàng Kim Long Cốt là của ta. Long Cốt vẫn cứ không can tâm. Ngươi chưa nghe nói qua sao? Nữ nhân càng xinh đẹp lại càng biết cách gạt người. Vương Khả xen miệng nói. Long Cốt mặt đen lại nhìn Vương Khả. Ta còn cần ngươi dạy sao? Xinh đẹp cái khỉ khô ấy, thèn chốt là Long Hoàng chẳng hề xinh đẹp gì hết. Được rồi, Hoàng Kim Cốt Long là Long Hoàng ban cho thánh tử, ngươi đừng có mơ tưởng. Nếu ngươi còn dám cả gan ra tay với thánh tử, ta cam đoan nhất định sẽ giết chết ngươi. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Long Cốt bóp nắm tay nhìn Từ Bất Phàm, trên mặt chất đầy oán hận. Nếu không phải ngươi là phụ thân thánh tử, với tội lỗi như vậy ta sớm đã ban cho ngươi cái chết rồi. Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Long Cốt nhìn Từ Bất Phàm, trong mắt chớp qua một tia hối hận. Hối hận vì lúc trước không sớm một chút nắm xuống Từ Bất Phàm. Tất cả đều là do cái tên hỗn đản Vương Khả kia. Nếu lúc trước hắn thu Từ Bất Phàm vào hậu cung thì đâu đến nỗi nhiều chuyện như vậy chứ. Ta đã trở về, người cũng nên thu lại dã tâm đi. Thái Âm Ma Giáo vốn là của ta, ta mới là giáo chủ, ngươi còn muốn nếm thử sự lợi hại của ta nữa không? Từ Bất Phàm lạnh lùng nhìn Long Cốt, hờ hững nói. Trong lòng Long Cốt vừa sợ vừa giận, nhưng lúc này hắn chỉ còn nước nghiến răng nghiến lợi mà thôi. Long Cốt, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nề mặt thánh tử, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Một, trở lại như năm xưa, ngươi tạm thời khuất thân vào đường chủ dưới tay ta. Thứ hai, rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, nơi này không có chỗ cho ngươi. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Ánh mắt Long Cốt biến ảo, âm tình bất định, trong lòng rất không cam tâm. Mới qua bao lâu chứ, bản thân lại lần nữa bị ép vào tuyệt lộ sao? Long Cốt, hay là ngươi rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn đi, như vậy cũng tốt cho ngươi. Vương Khả ở bên khuyên nhủ. Long Cốt trừng mắt nhìn Vương Khả. Tốt cho ta, tốt còn mẹ ngươi. Đường sợ ngươi giúp ta túm lấy Từ Bất Phàm cũng là muốn tốt cho ta, kết quả thì thiếu nữa bị gài chết. Long Cốt bái kiến giáo chủ. Long Cốt cắn răng, toàn thân run rẩy, khom lưng bái tạ Từ Bất Phàm. Giờ khắc này tất cả đệ tử ma giáo quanh bốn phía đều mở to hai mắt mà nhìn. Thế này là thế nào? Giáo chủ biến thành đường chủ sao? Đường chủ biến thành giáo chủ? Long Cốt, người đúng là biết cò biết ruỗi quá đấy. Vương Khả kinh ngạc nói. Hey, năm đó Long Cốt đắc tội không ít người, đi ra Thập Vạn Đại Sơn, hắn chưa hẳn đã có kết cục tốt đẹp. Từ Bất Phàm ở bên lại cười lạnh nói. Kiều ra bên ngoài quá nhiều sao? Đi ra sẽ bị chém chết sao? Nghe vậy thì Vương Khả như là chợt hiểu ra. Tất cả mọi người nghe đây, Ô Hữu Đạo phản đội ma giáo, từ giờ phút này hắn bị phế truất khỏi chức vị nhất đường chủ của Thái Âm ma giáo. Từ hôm nay trở đi, bản tọa trọng trưởng ma giáo, Long Cốt là đệ nhất đường chủ, cho phép mở đường khẩu tuyển nhận môn đồ. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng vâng. Chúng đệ tử ma giáo quanh bốn phía hoảng hốt ứng tiếng. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, các ngươi thì sao? Từ Bất Phàm quay đầu nhìn sang hai người. Chu Hồng Y và Nhiếp Thanh Thanh ôm vết thương nơi ngực, thần sắc cổ quái nhìn Từ Bất Phàm. Giờ nàng đã là giáo chủ sao? Hai chúng ta đều không ngại. Bái kiến giáo chủ. Hai người cung kính bái lạy. Thấy Chu Hồng Y bái lạy, trên mặt Từ Bất Phàm chớp qua một tia phức tạp, nhưng mà cũng không ngăn cản, không lập quy củ, không thành phương viên. Bản thân trọng trưởng ma giáo, tự nhiên phải quân lâm thiên hạ, vạn chúng thuần phục. Bái kiến giáo chủ. Vân Khả cũng hợp thời nghiêm mặt lại, khom lưng bái lạy. Bái kiến giáo chủ. Tất cả đệ tử ma giáo đồng loạt cung kính bái lạy. Lúc này chỉ có đám người Đồng An An cho mình trên giá hình là thần sắc khó coi. Mẹ nó, chúng ta từ là Vương Khả rơi đài, bị người tra tấn mới khai hết thầy bí mật. Giờ thì sao? Vị trí đường chủ của Vương Khả càng ngồi càng ổn ức, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta vạch trần chuyện Vương Khả dùng nước thuốc đóng giả Từ Bất Phàm xấu xí, dẫn đến Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh trọng thương. Làm thế chẳng những đắc tội Vương Khả, còn đắc tội cả Chu Hồng Y và Nhiếp Thanh Thanh, đắc tội giáo chủ Từ Bất Phàm. Đồng An An sợ hãi quét mắt nhìn một vòng, chỉ vì bản thân phán đoán sai lầm, lại một hơi đắc tội nguyên một đám đại lão mà giáo. Két một tiếng, Đồng An An bị dọa đến xúc đầu lại, quay mặt không dám nhìn. Chỉ là lúc này đám người Từ Bất Phàm không hơi đâu mà để ý tới Đồng An An. Vương Khả, giáo chủ, đây là thánh tử tặng cho các người. Chu Hồng Y ôm theo thương thế bước lên phía trước,
đưa ra hai chiếc hộp ngọc. Đây là... Vân Khả hiếu kỳ nói. Đoạn thời gian ở thần Long Đảo này, thánh tử nghe nói Long Cốt truy sát Vân Khả, thế là bước ra máu tươi, chia làm bốn phần cho ta, Nhiếp Thanh Thanh, Vân Khả và giáo chủ, nói muốn giúp chúng ta để thăng tu vi, báo đáp ân tình. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Long huyết. Vân Khả cả kinh. Trần nguyên huyết của đệ tử chính đạo không có ma khí, bởi vậy mới có hữu dụng với tà ma. Còn chân nguyên huyết của tà ma, bởi vì mang theo các loại ma khí khác nhau, dù được tà ma khác hấp thụ, ma khí khác biệt cũng sẽ xung đột, khiến cho tà ma được không bù mất. Vậy nên tà ma chỉ cần chân nguyên huyết của đệ tử chính đạo. Lần trước chứng kiến Long Cốt rút ra máu thánh tử để khôi phục thương thế, thậm chí phá trừ phong cấm cơ thể, Vân Khả từng rất ngạc nhiên, không hiểu nổi vì sao máu thánh tử lại diệu dụng như vậy. Giờ mới hiểu ra thánh tử không phải ma mà là long tộc, máu của thánh tử là long huyết. Thánh tử cũng chuẩn bị cho ta một phần sao? Từ Bất Phàm thần sắc cổ quái. Ta và Nhiếp Thanh Thanh đều đã hấp thu phần riêng của mình, nhờ đó để thăng tu vi lên nguyên anh cảnh viên mãn, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước. Hóa ra đây là long huyết, quả nhiên bất phàm. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Trên mặt Từ Bất Phàm chớp qua một tia tự tình phức tạp. Thôi, ta không cần thứ này. Vương Khả, ngươi nhiều lần thủ hộ thánh tử, phần của ta chuyển sang cho ngươi. Được. Vương Khả lập tức thu lấy hai hộp long huyết. Động tác nhanh cực nhanh, khiến cho Long Cốt Chu Hồng Y không khỏi sửng sốt, nét mặt cứng lại. Chúng ta cũng muốn. Thánh tử thiện tâm, nhưng đấy không phải là lý do để có người tùy ý đòi hỏi hắn. Sau này vô luận có phải do bản ý thánh tử hay không, ai dám khiến thánh tử chảy máu, ta giết kẻ đó. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Vâng. Chúng đệ tử ma giáo đồng thanh ứng tiếng. Long Cốt, ngươi nghe rõ chưa? Từ Bất Phàm quay đầu nhìn sang Long Cốt. Rõ. Long Cốt buồn bực gật đầu. Giáo chủ, vừa rồi ta nghe nói ngươi sáng đập thái âm ma giáo chính là bảo hộ thánh tử. Vân Khả hiếu kỳ hỏi. Từ Bất Phàm ngước mắt lên nhìn Kim Long, lại nhìn quanh chúng nhân một lượt, lát sau mới gật đầu nói. Không sai, đương sơ ta sáng lập thái âm ma giáo chính là vì mục đích này. Long Cốt, người sớm đã quên rồi sao? Long Cốt buồn bực cúi đầu. Mẫu thần thánh tử là Long Hoàng mà các người vẫn thường nhắc tới sao? Long Hoàng chết rồi sao? Vân Khả tò mò hỏi tiếp. Không. Từ Bất Phàm lắc đầu. Long Hoàng bị trấn áp ở khu vực phàm nhân trong thập vạn đại sơn. Khu phàm nhân? Vân Khả ồ lên kinh ngạc. Nhiếp Thanh Thanh, chắc người cũng hiểu rõ đoạn lịch sử này. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Nhiếp Thanh Thanh hít sâu một hơi, gật đầu nói. Trong Thiên Lang Tông có ghi chép, hơn 200 năm trước, phản đồ Phật môn Long Hoàng dẫn theo một đám nhập ma thuộc hạ định cư tại thập vạn đại sơn, nuôi nhốt vô số đệ tử chính đạo, mỗi ngày ăn thịt hàng trăm người, tàn hại thương sinh, gieo họa thế gian. Phản đồ Phật môn Long Hoàng. Nét mặt Vương Khả khẽ động. Đột nhiên Vương Khả rốt cục hiểu ra vì sao ma tôn lại biết đệ nhất công pháp Phật môn, vì sao Từ Bất Phàm lại biết đại nhật Như Lai thần công. Thì ra bọn hắn đều đi ra từ Phật môn. Tàn hại thương sinh, gieo họa thế gian. Hóa ra chính đạo ghi chấp như vậy về Long Hoàng, nực cười thay cho Thiên Lang Tông. Trong mắt Từ Bất Phàm lóe lên một tia không thoải mái. Nhất Thành Thành nghe thấy Từ Bất Phàm mỉa mai Thiên Lang Tông thì trong lòng khá bực bội, liền không nói tiếp nữa. Sau đó thì sao? Long Hoàng đâu? Vân Khả hiếu kỳ nói. Đến sau, đạo môn Trương Thiên Sư dẫn người tới liều mạng đồng quy vu tận, phong ấn Long Hoàng và đám thù hạ ở khu vực phàm nhân. Từ đó về sau, linh khí ở khu vực phàm nhân đều bị dồn hết vào nơi đặt phong ấn. Từ Bất Phàm giải thích. Khó trách khu phàm nhân không có linh khí. Trương Thiên Sư phong ấn Long Hoàng. Vân Khả kinh ngạc nói. Vậy nên lúc trước chúng ta mới liều mạng muốn phá mở phong ấn, cứu ra Long Hoàng. Đáng tiếc mãi không làm được. Cũng từ lúc đó ta mới sáng lập thái âm ma giáo. Không lâu sau, người Phật môn và đạo môn cũng sáng lập nên Độ Huyết Tự và Kim Ô Tông, dùng để chấn áp hai đại hộ pháp của Long Hoàng là Long Huyết và Long Ô. Ta chính là Long Ô, còn cái tên hỗn đàn Long Huyết kia thì bị chấn áp ở Độ Huyết Tự. Từ Bất Phàm giải thích. Quả nhiên bên trong Độ Huyết Tự còn có một tên.
Vương Khả gật gật đầu. Mục đích tồn tại của Thái Âm Ma Giáo chính là vì bảo hộ thánh tử, đồng thời tìm cách phá mở phong ấn Trường Thiên Sư. Đáng tiếc sau này ma giáo rơi vào tay của Long Cốt, hắn lại quá sức hoang đường, bị hù cho mấy chục năm không dám tùy ý làm sằng bậy, cuối cùng không nín được đi ra làm sằng làm bậy. Kết quả mới vừa tùy ý làm sằng thì liền bị bắt đến Thiên Lang Tông trấn áp. Hương hỏa ma giáo chúng ta thiếu chút nữa là đứt đoạn trong tay hắn. Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Long Cốt, sắc mặt Long Cốt rất khó coi, lại không dám phản bác. Cái tên ma tôn kia các người có quen biết không? Vương Khải hiếu kỳ nói. Ma tôn? Đó là một tên tiểu đệ tử được Long Hoàng thu nhận năm xưa. Chỉ là không ngờ tên tiểu đệ tử vừa mới thu nhận kia sau cùng lại nâng dậy cả ma giáo. Long Cốt, người không cảm thấy nhục nhã sao? Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Long Cốt. Long Cốt sửng sốt. Thần Long Đảo, Thần Long Điện. Mặc dù Vương Khả từ Thần Long Đà chủ một mực thăng tiến đến Thần Long Đường chủ, nhưng mà Thần Long Điện này hắn lại chưa tới qua mấy lần. Đại chiến khi trước đã kết thúc, Vương Khả, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh tề tụ lại với nhau. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh ôm theo thương thế, lắng nghe Vương Khả kể lại toàn bộ quá trình Từ Bất Phàm đã trải qua. Từ Bất Phàm? À không, giáo chủ dẫn theo thánh tử về lại Thủy Tinh Long Cung, lão dầm mà Long Cốt kia cũng đi, các người không cần lo lắng. Vương Khả quay sang nói với hai người. Lo lắng? Người không nghe Từ Bất Phàm nói gì sao? Còn cái tên Long Huyết bị chấn áp ở Độ Huyết Tự. Nhất Thành Thành nhíu mày nói. Cái tên dùng phân thân bắt cóc Nhất Thiên Bá kia, người lo cái gì? Vừa rồi Từ Bất Phàm cũng đã nói Long Huyết không phải loại tốt đẹp gì, lý niệm của hắn khác với nàng. Từ Bất Phàm tuyệt không có khả năng đi cứu Long Huyết, các người cứ yên tâm. Về phần Nhất Thiên Bá, ngày nào gặp được tập quất hắn giúp người. Vương Khả nói. Người nói Thanh Nhi không cần lo là sao? Thanh Nhi chính là số lao tâm lao lực, chỉ bằng tên oát con Nhất Thiên Bá kia cũng khiến cho Thanh Nhi tức chết rồi. Chu Hồng Y ở bên xen miệng nói. Hả? Để Nhất Thanh Thanh không bận tâm Nhất Thiên Bá nữa, đơn giản thôi. Vương Khả nói. Đơn giản? Người nói xem. Người mà không nói ra được lời nào nên hồn, cẩn thận ta cho người đẹp mặt. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Nhiếp Thanh Thanh, giờ ngươi bận tâm Nhất Thiên Bá hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi, ngươi hẳn nên bận tâm đến Chu Hồng Y mới đúng. Hiện tại Từ Bất Phàm đã biến thành giáo chủ, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng chức vụ tiến hành quấy rối thuộc cấp. Trước kia Chu Hồng Y còn có thể tự tuyệt Từ Bất Phàm, nhưng mà giờ cự tuyệt kiểu gì? Nói không chừng trong lòng hắn chính là đang mong mỏi giáo chủ dùng cái quy tắc ngầm với mình cũng nên. Vương Khả nhìn sang Nhiếp Thanh Thanh kiến nghị nói. Quả nhiên nghe được lời này của Vương Khả, trong nháy mắt Nhất Thành Thành mặt đen hết lại, ánh mắt nhìn Chu Hồng Y cũng chớp động hàn quang. Vương Khả, người nói bậy gì đấy? Chu Hồng Y biến sắc, cả kinh kêu lên. Là ngươi để ta góp ý, ngươi xem thần thái Nhất Thành Thành bây giờ làm gì có vẻ như là bận tâm đến Nhất Thiên Bá nữa. Tốt biết bao nhiêu, rất nhiều chuyện chỉ cần một câu liền giải quyết xong. Ngươi xem, ta xử lý xong rồi đấy. Vương Khả nói. Cái rắm ấy, ngươi giải quyết là như thế này đấy hả? Chu Hồng Y trừng mắt quát. Thanh Nhi không còn bận tâm Nhất Thiên Bá, nhưng mà thay vào đó là muốn mạng già của ta. Đây là thái độ giải quyết vấn đề của ngươi sao? Ta mong mỏi quy tắc ngầm, mong mỏi cái con mẹ ngươi. Chu Hồng Y, có phải ở trong lòng ngươi muốn thế thật không? Nhất Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Thanh Nhi, ngươi đừng có nghe tên Vương Khả nói bậy. Lời thốt ra từ miệng của hắn có bao giờ là tốt đẹp đâu chứ? Chu Hồng Y gấp gáp giải thích. Nhìn vào mặt hai người, Vương Khả thở dài. Mà giáo bên này đã không còn chuyện gì nữa, ta đi đây. Các người cứ tạm thời ở lại Thần Long Đảo cũng được. Hai vị cáo từ. Còn vặn lỗ tai sao? À, ta không thấy được, ta không thấy được. Vương Khả lập tức hoảng hốt lao ra Thần Long Điện. Vương Khả khốn kiếp! Trong Thần Long Điện truyền ra tiếng chửi rủa thê lương của Chu Hồng Y. Két một tiếng, Vương Khả thuận tay đóng lại cửa đại điện cho hai người, thần sắc như chút được gánh nặng. Ta đúng là người tốt mà, Vương Khả cảm thán. Chỉ thấy ngoài cửa đám người Đồng An An đang quỳ rạp xuống đất, thần tình ai thương, khóc không ra nước mắt. Lão bản thứ tội, chúng ta biết lỗi rồi, Đồng An An lo lắng dập đầu nói. Đồng An An bị tra tấn, khai ra chuyện Từ Bất Phàm giả bộ xấu xí,
lúc này mới quỳ ở đây để thỉnh tội. Đám bảo an cao ốc thần vương cũng là như vậy. Nhưng mà Vương Khả lại không thấy bận tâm, bởi vì chuyện này nếu đổi thành là Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo chẳng những khai hết thầy, thậm chí còn sẽ vì mạng sống của bản thân mà còn thêm mắm thêm muối nữa. So ra đám người đồng an an đã rất không sai. Được rồi, vậy móc các người 1 năm tiền thưởng. Vương Khả trầm giọng nói. Đám đồng an an không khỏi sửng sốt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Vương Khả. Chỉ lấy 1 năm tiền thưởng, chúng ta không nghe lầm chứ? Vương Khả cũng sửng sốt. Chẳng lẽ ta phán nặng à? Đà tạ lão bản khoan dung, chúng ta nhất định máu chảy đầu rơi báo đáp lão bản. Đồng An An lập tức kích động không ngừng dập đầu. Đà tạ lão bản khoan dung. Những người còn lại cũng kích động không ngừng bái lạy. Nét mặt Vương Khả cứng lại. Ta phán nhẹ. Thật ra móc thêm 2 năm tiền thưởng cũng không phải là không thể được. Chỉ là lời đã thốt ra miệng rồi, làm sao mà nói lại được nữa. Được rồi, các người nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi. Về lại cao ốc thần vương số 2, ta đã bố trí người xây dựng lại, các người đi phụ trách, yêu cầu lấy tốc độ nhanh nhất vận hành trở lại. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng, đa tạ lão bản, đa tạ lão bản. Đồng An An kích động nói. Còn về đám người phá hủy đại lâu, dù là có bị Ô Hữu Đạo sai khiến thì cũng phải tìm ra cho ta, để bọn hắn bồi thường. Ta muốn cho bọn hắn biết, dù chỉ là đồng phạm dám cả gan động tới công ty thần vương, vậy tất cả phải trả giá thật thảm trọng. Vương Khả trịnh trọng nói. Vâng. Đồng An An lên tiếng nói. Ừ, vậy đi, trước làm cho tốt, công ty thần vương sắp có động tác lớn, đừng để đến lúc đó lại kéo chân sau. Vương Khả trừng mắt nói. Vâng. Cả đám đồng thanh ứng tiếng. Cao ốc thần vương số 1, đại sảnh. Tí, ngươi không sao, quá tốt rồi. Nếu còn không tìm được ngươi, ta phải báo tin cho cha. Trương Thần Hư kích động nói. Ta thì có thể bị làm sao được chứ, bảo ngươi rồi, giờ không được tìm cha. Trương Đề Nhi trừng mắt. Tí, sao ngươi nóng tính thế? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Còn không phải bị Vương Khả chọc giận sao? Trương Đề Nhi hầm hừ. Tí, ngươi trước uống chén trà lạnh hạ hỏa đi. Nghe nói đây là phát minh của Mạc Tam Sơn và Đồng An An, mùi vị không sai, hiện giờ đều đang được bán ở các đại cao ốc thần vương đấy. Trương Thần Hư cười bồi nói. Trương Đề Nhi uống chén trà lạnh, nét mặt khẽ động suýt xoa nói. Ồ, vị trà này cũng được đấy. Tì, ta vừa mới nghe được tin tức, nói các người vừa đại chiến một trận ở Tử Kinh khu vực phàm nhân. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Chuyện này người cũng biết à? Trương Đề Nhi ngạc nhiên nói. Đương nhiên, hai ngày nay ở Thiên Lang Tông đều đang đồn ầm chuyện này. Ta nghe được các người bình yên vô sự mới yên tâm. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì đấy? Người truyền tin chỉ đứng ở nơi xa quan sát, nói cái gì mà ma giáo nội chiến, Từ Trọng Sơn thiếu chút nữa là chết rồi, còn nói Điền Chân tử vong nữa. Trương Thần Hư tò mò nói tiếp. Trương Đề Nhi uống một hớp trà lạnh, từ tốn kể lại một lượt toàn bộ đầu đuôi sự thể. Còn có việc này? Trương Thần Hư kinh ngạc. Ừ. Trương Đề Nhi gật đầu xác nhận. Nhưng mà thì Vương Khả ném mất Kim Vũ Mao, ném mất Nam Minh Ly Hỏa, còn tiêu sạch toàn bộ tiên thiên công đức, tính ra Vương Khả là tổn thất thảm trọng. Vậy ngươi tức cái gì? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Ngươi biết cái gì? Vương Khả tổn thất cái khỉ khô ấy, hắn kiếm bộn đấy. Trương Đề Nhi trợn mắt nói. Hả? Ném mất Nam Minh Ly Hỏa, thứ đó vốn là không phải của hắn, hắn chưa hẳn đã có thể thu được Nam Minh Ly Hỏa. Hơn nữa có Từ Bất Phàm chống lưng, sau này trong ma giáo hắn chẳng phải là có thể đi ngang. Cơ nghiệp ở ma giáo vốn đã mất đi, lại đòi có thể trở về. Trương Đề Nhi nói. Người tức chuyện gì? Còn không phải Vương Khả, ta nói với hắn không biết bao nhiêu lần, đợt trước còn giúp hắn gánh một trường từ Long Cốt, hắn lại vẫn cứ không cho ta góp cổ phần. Trương Đề Nhi tức giận nói. Trương Thần Hư thần tình cổ quái. Tỷ, người cứ chằm chằm công ty thần vương như thế làm gì? Nhà chúng ta cũng đâu có thiếu tiền. Cái rắm ấy, tiền đó đâu phải của ta, trong nhà còn một đám tông lão coi chừng, ta không thích chút tiền sao? Dựa vào ngươi, vậy mà không bằng tự thân kiếm tiền đi. Trương Đề Nhi trừng mắt nói. Vương Khả, hắn đúng là hơi quá đáng. Tỷ, sau này đừng có để ý hắn nữa, ta sẽ tìm cơ hội giáo huấn hắn một phen. Trương Thần Hư hít sâu một hơi nói. Cái rắm ấy, không để ý hắn, thế ta vét tiền kiểu gì? Trương Đề Nhi trừng mắt hỏi lại. Hả? Trương Thần Hư ngơ ngác. Tên Vương Khả này là hào thủ vét tiền,
Ta chưa thấy ai vét tiền khủng bố như hắn cả. Ngày đó dây dưa một lúc với Hoàng Hữu Tiên mà cũng vét được 100 vạn cân linh thạch. Hai ngày trước, nếu không phải ta một mực đi theo hắn, 200 vạn cân linh thạch của ta cũng thiếu chút nữa bị hắn nuốt trọn rồi. Trương Đề Nhi giận nói. Trương Thần Hư tròn mắt. Chuyện là thế nào? Tỷ, 200 vạn cân linh thạch đâu ra? Ngươi đừng có quản. Mặc dù Vương Khả không đồng ý ta góp cổ phần, nhưng mà hắn đáp ứng hợp tác với ta rồi. Sau này ngươi sẽ đến công ty Thần Vương học tập cách kiếm tiền. Trương Đề Nhi trịnh trọng nói. Tỷ, ta đến công ty Thần Vương học tập làm gì? Trên mặt Trương Thần Hư chất đầy vẻ không tình nguyện. Làm sao? Chẳng lẽ phải bắt ta cúi mình đi học tập? Trương Đề Nhi trừng mắt hỏi lại. Ta... Cơ mặt Trương Thần Hư cứng ngắc. Vương Khả nói, hắn muốn mở cao ốc Thần Vương ra bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, còn để ta phụ trách, sau này sẽ trích phần trăm cho ta. Nằm mơ. Ngươi học cho tốt, đợi sau học xong thủ pháp kiếm tiền của Vương Khả rồi, chúng ta ra ngoài tự mở thương hiệu. Trương Đề Nhi trịnh trọng nói. Tí không cần, Trương gia chúng ta cũng có thương hiệu rồi. Trương Thần Hư buồn bực nói. Ngươi biết cái gì? Mô thức kinh doanh của chúng ta có vấn đề, một khi cạnh tranh với công ty Thần Vương, sợ rằng đến cả nước canh đều không có mà uống ấy. Nhất định phải nhân cơ hội này mà học tập người ta. Trương Đề Nhi trừng mắt nói. Tí, người có phải là nghĩ quá khoa trương rồi không? Công ty Thần Vương làm sao có thể so được với sản nghiệp nhà chúng ta? Trương Thần Hư vẫn không tin. Người biết cái gì? Ta tung hoành khắp thương trường còn không nhìn ra được sao? Mô thức kinh doanh của công ty Thần Vương quá là tiên tiến. Nghe ta đi, không sai đâu. Phải bắt ta quất người mới chịu à? Trương Đề Nhi trừng mắt quát. Trương Thần Hư lúng túng đáp. Được, được rồi. Nghe nói nguyên một đám sư đệ sư muội Kim Ô Tông cũng theo người phân biệt khỏi Kim Ô Tông. Trương Di Nhi hiếu kỳ nói. Đúng vậy, bọn họ rất là tin phục ngươi, nói không muốn ở lại Kim Ô Tông để bị người mắng chửi. Trương Thần Hư gật đầu. Vậy được, tất cả bọn họ sẽ cùng theo người đến công ty Thần Vương học tập cho tốt, sau này về giúp ta khai thác thị trường. Trương Di Nhi nói. Cái gì? Tí, bọn họ theo chúng ta đi ra, ta lại dẫn bọn hắn đi tới công ty Thần Vương làm công, làm thế mặt mũi ta biết để vào đâu? Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Cần mặt mũi? Cần mặt mũi làm cái gì? Chờ học xong chiêu trò của công ty Thần Vương rồi, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi ra kiếm nhiều tiền, đó mới là mặt mũi, hiểu chưa? Trương Đề Nhi trừng mắt nói. Trương Thần Hư thần tình cổ quái, lại chỉ biết buồn bực gật đầu. Hey, nếu Vương Khả không trở về ma giáo thì tốt biết mấy. Trương Đề Nhi nhíu mày nói. Tí, người mới tách ra khỏi Vương Khả bao lâu đã bắt đầu nghĩ đến hắn rồi? Biểu hiện này của ngươi có gì đó không bình thường đấy nha. Không lẽ ngươi thực thích Vương Khả? Trương Thần Hư nhíu mày lo lắng. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Giờ ta mới phát hiện Vương Khả vét tiền nhặt bảo mà cứ như là chơi đùa vậy. Mỗi giây mỗi phút bên cạnh hắn đều có thể nhặt tiền. Đoạn thời gian này tách ra, ngươi tính xem ta tổn thất bao nhiêu là tiền? Trương Đề Nhi giàu dĩ nói. Trương Thần Hư sửng sốt. Tí, trong mắt ngươi chỉ có tiền thôi à? Kim Ô Tông, Kim Ô Điện. Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trường Lão đều nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Điền sư huynh nói thế nào? Ô Hữu Đạo hỏi. Sắc mặt Hoàng Hữu Tiên rất khó coi. Ta đã báo tin con riêng Điền Chân ngộ hại cho hắn biết, nhưng mà... Người nói nhanh đi. Ô Hữu Đạo sốt sắng thúc giục. Điền sư huynh chỉ nói một câu. Biết rồi. Hoàng Hữu Tiên sầm mặt nói. Điền sư huynh bình tĩnh thế à? Ô Hữu Đạo biến sắc. Hoàng Hữu Tiên trầm trọng gật đầu. Sư tôn, ngữ khí của vị điền sư bá kia bình tĩnh có gì không tốt? Bạch Trường Lão hiếu kỳ nói. Người không hiểu, người không hiểu. Thường thường những lúc tức giận, điền sư huynh đều rất bình tĩnh, càng là phẫn nộ lại càng bình tĩnh. Ô Hữu Đạo thần sắc khó coi nói. Vậy ý của vị điền sư bá kia là gì? Hắc Trường Lão cũng hiếu kỳ hỏi. Ta không biết, Điền sư huynh vốn là định tới, nhưng mà giờ lại đột nhiên nói với ta hắn có chuyện gấp cần làm, qua một đoạn thời gian thì mới có thể đến được, bảo chúng ta cứ nhìn vào mà xử lý. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Đại điện lặng ngắt như tờ. Điền sư huynh đang trách chúng ta? Không, là đang trách người. Ô Hữu Đạo nhìn Hoàng Hữu Tiên nói. Trách gì ta? Ngày đó ngươi và Điền Chân cùng đi đối phó Vương Khả, Từ Bất Phàm, người không bảo vệ Điền Chân trò tốt, người cảm thấy Điền sư huynh sẽ không trách người? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt. Thế giờ phải làm sao? Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi. Điền sư huynh rất tức giận, tức giận phi thường,
hắn không gấp gáp tới, e rằng là muốn chờ chúng ta cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Hoàng Hiếu Tiên trầm giọng nói. Thỏa đáng? Thế nào là thỏa đáng? Vừa nãy tin tức truyền về nói Từ Bất Phàm đã trọng thương ma giáo, Long Cốt đều thần phục ở dưới trướng nàng. Hiện tại chúng ta căn bản không làm gì được Từ Bất Phàm cả. Ô Hữu Đạo nhíu mày nói. Vậy còn Vương Khả thì sao? Hoàng Hiếu Tiên híp mắt nói. Hả? Chúng nhân đồng loạt quay đầu nhìn Hoàng Hiếu Tiên. Trường Đề Nhi chúng ta nhất định không thể động. Nàng là người đại công tử nhìn chúng, dù có là Điền Sư Huynh thì cũng không dám ngỗ nghịch ý chí đại công tử. Như vậy mục tiêu khả thi bây giờ chỉ còn lại Vương Khả. Trước khi Điền Sư Huynh tới, chúng ta phải lấy đầu Vương Khả đi xoa dịu Điền Sư Huynh. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói. Ô Hữu Đạo, Hắc Bạch Nhị Trường Lão nhìn nhau một cái, trong mắt ai nấy đều lóe lên sát khí. Nếu không xoa dịu được Điền Sư Huynh, chuyến này sợ rằng ai cũng phải chịu suốt xui xẻo. Vậy thì giết Vương Khả, một phần là để Điền Sư Huynh nguôi giận, phần nữa là để thỉnh công với đại công tử. Đến lúc đó đại công tử tùy tiện nói chúng ta, nói giúp chúng ta mấy câu, chuyện này liền có thể bỏ qua. Ô Hữu Đạo gật đầu. Ừ, giờ Vương Khả đang ở đâu? Hoàng Hiếu Tiên nhìn sang Hắc Ngụy Trưởng Lão nói. Theo như tin tức vừa nhận, Vương Khả đã về Thiên Lang Tông, lúc này đang bận rộn ủ rượu. Hắc Trưởng Lão thần sắc cổ quái nói. Ủ rượu sao? Hoàng Hiếu Tiên thần tình cổ quái lại hỏi. Vâng, sư tôn mới về từ bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn nên có điều không biết. Lần này Vương Khả ủ rượu là để thỉnh mời đám đệ tử các đại tiên môn tới Kim Ô Tông gây sự lần trước. Chủ đề gọi là chính nghĩa tất thắng tà ác. Hiện tại đệ tử các tiên môn chính đang dồn dập về phía Thiên Lang Tông. Khách sạn phong quanh bốn phía của cao ốc thần vương đều đã kín phòng, trường diện long trọng ở trước này chưa từng có. Hắc Trưởng Lão thần sắc cổ quái nói. Chính nghĩa tất thắng tà ác? Kim Ô Tông là tà ác, bọn họ là chính nghĩa? Hoàng Hiếu Tiên phẫn nộ không thôi. Thiên Lang Tông, Thiên Lang Điện. Cung Vi, Mộ Dung Độc Quang, Mạc Tam Sơn tụ lại một chỗ, ánh mắt phức tạp lắng nghe Vương Khả diễn tả. Ý ngươi là bây giờ chỗ đứng của ngươi trong ma giáo càng thêm ổn định? Cung Vi thần sắc cổ quái nói. Đúng vậy. Về sau mọi người cần thổ đặc sản gì của ma giáo có thể tới tìm ta, ta xử lý thỏa đáng giúp cho. Vương Khả cười nói. Đa tạ Nam Lang Điện chủ. Chúng đệ tử kim đan cảnh trong điện lập tức cười nói. Cùng vì vút vút đầu, ánh mắt Mộ Dung Lục Quang cũng không giấu được vẻ phức tạp. Mẹ kiếp, chúng ta vì ngươi mà lo lắng không thôi, ngươi lại chẳng hề hấn gì, còn vét được một đống chỗ tốt nữa. Cùng vì biểu tình cổ quái nói. Ngươi ra mặt dày, quả nhiên đang thương đạo bất nhập. Mộ Dung Lục Quang cảm thán nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại. Tông chủ, Mộ Dung Lục Quang, nói chuyện thì cứ nói chuyện, nhưng mà các ngươi còn ô miệt ta, đừng có trách ta không khách khí. Cái gì gọi là ra mặt dày? Các ngươi có biết là nằm vùng gian nan thế nào không? Ta đây là đang đi xiết trên dây đấy, chỉ cần hơi không cẩn thận một tí là toi đời đấy. Toi cái con khỉ. Cùng vì trừng mắt cả giận nói. Thế mà đã đi xiết trên dây sao? Thật sự chưa thấy ai là nằm vùng sung sướng như người đấy. Con khỉ là con khỉ thế nào? Các ngươi nói xem. Lần này ta phải đi thiếu chút nữa liền bị Long Cốt giết chết. Không chỉ mỗi uy hiếp đến từ ma giáo, còn có sự đa nghi hoặc là ngờ vực đến từ chính đạo. Ta thiếu chút nữa là chết ở Kim Ô Tông rồi đấy, thế mà còn không tính là toi đời. Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, Từ Bất Phàm thật đúng là Long Ô chuyển thế sao? Thánh tử thật biến thành rồng. Mạc Tam Sơn nhíu mày hỏi. Ta lừa các ngươi làm gì? Qua vài ngày nữa các ngươi cũng được tin tức thôi. Vương Khả lườm nói. Mạc Tam Sơn nhíu mày, lại không nói gì thêm. Vương Khả không khỏi nghi hoặc. Hôm nay biểu hiện của Mạc Tam Sơn có chút khác thường, không lẽ đang âm mưu điều gì? Lần này ngươi về nên làm động tĩnh lớn như vậy là có ý đồ gì? Cùng vì hiếu kỳ hỏi. Trước đó ở Kim Ô Tông, nhờ các ngươi trượng nghĩa cùng đi kéo biểu ngữ lên tiếng ủng hộ ta, xuất phát từ cảm kích, ta liền móc tiền túi tổ chức một buổi tiệc rượu, mời mọi người đến chung vui. Vương Khả trịnh trọng nói. Cảm tạ ta? Cung Vi híp mắt nói. Cung điện chủ, vẻ mặt kia của ngươi là có ý gì? Ta tự móc tiền túi cảm tạ các ngươi, ngươi sao có thể có vẻ không tin vậy? Thật lòng ta muốn cảm tạ mà. Vương Khả trịnh trọng nói. Theo ta thấy e rằng không đơn giản vậy đâu. Cung Vi thần sắc cổ quái nói. Sao ngươi có thành kiến với ta vậy nhỉ? Cái gì mà không đơn giản? Ở trong lòng ngươi,
ta là loại người có lòng lang dạ sói, không mang ý tốt thế sao? Vương Khả trừng mắt giận nói. Trong mắt cùng về, Mộ Dung Độc Quang đều hiện rõ vẻ tán đồng. Vương Khả nghẹn mặt. Bầu không khí trong Thiên Lang Điện thoáng xa vào tĩnh lặng. Chúng nhân nhìn chằm chằm Vương Khả, ánh mắt chảy đất tò mò, hoài nghi. Được được rồi, nhiều người náo nhiệt, thuận tiện mở một cuộc họp báo giới thiệu sản phẩm thôi. Vương Khả giọng điệu thoáng nhỏ đi một chút. Lập tức đám người trong đại điện khẽ thở phào. Làm sao vậy? Thái độ này của các ngươi là có ý gì? Thở phào à? Vương Khả trừng mắt nói. Chúng ta giúp cuộc cũng yên tâm, ngươi quá biết gây họa, chúng ta sợ ngươi lại chọc phiền phức cất trời. Trường Chính Đạo ở bên hợp thời nói. Vương Khả mặt đen lại nhìn sang Trường Chính Đạo. Ở trong mắt các ngươi, ta là kẻ chỉ biết gây chuyện à? Bắt đầu từ lúc ngươi tiến vào Thiên Lang Tông, ở trong thập vạn đại sơn, chuyện đồn thổi về ngươi làm gì có phút nào ngừng nghỉ. Mộ Dung Độc Quang không để mặt mũi nói. Vương Khả sừng sốt. Vương Khả, lần này ngươi lại muốn họp báo giới thiệu sản phẩm à? Sản phẩm gì? Lần thứ nhất ngươi bán bảo hiểm, lần thứ hai mở cái ngân hàng, lần này là thế nào? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Giờ sao có thể tiết lộ được, đến lúc đó rượu qua 3 tuần lại nói. Vương Khả đáp. Trường Chính Đạo sừng sốt. Ngươi định chuốc say tất cả mọi người, sau đó lừa tiền á? Cái dám ấy, ở trong lòng các ngươi, ta là người như vậy à? Vương Khả trừng mắt. Trong đại điện, nguyên một đám đại lão trầm mặc, chỉ là ánh mắt lại đều rất tán đồng. Thái độ này có cho người ta nói chuyện nữa không đây? Bên ngoài Thiên Lang Tông, đoạn mặt bằng nối thẳng đến cao ốc Thần Vương số 1 đã được san phẳng, trải trên thảm cỏ, đồng thời dọn ra thêm 1.000 bàn tiệc rượu. Lúc này nơi đây đã ngồi đầy khách khứa, đa phần đệ tử chính đạo tiến đến Kim Ô Tông lên tiếng ủng hộ Vương Khả. Đợt này tới cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Thiên Trắc Yến, Vương huynh đệ đúng là trọng tình trọng nghĩa. Đúng vậy, chúng ta chỉ đến Kim Ô Tông nói công đạo cho Vương huynh đệ, Vương huynh đệ liền đặc ý tổ chức tiệc rượu phô trương thế này đây. Trong thập vạn đại sơn trước nay là chưa từng có. Nghe nói đoạn thời gian trước Vương huynh đệ ở ma giáo đã vằng lòng cốt xuống khỏi bàn tọa giáo chủ, nâng đỡ Từ Bất Phàm thượng vị. Đâu chỉ có thế, ta nghe nói đệ nhất đường chủ ma giáo Ô Hữu Đạo bởi vì truy sát Vương huynh đệ mà giờ đã bị cách chức đường chủ, bị toàn bộ ma giáo truy nã. Vương huynh đệ đúng là thần thông quảng đại mà. Chúng đệ tử chính đạo được mời tới không ngừng nghị luận xôn xao. Cách đó không xa, ở trong cao ốc Thần Vương, Trường Đề Nhi nhíu mày nhìn biển người tấp nập bên ngoài. Trương Thần Hư, người đã học tập ở công ty Thần Vương hơn 2 tháng, nhìn ra được gì chưa? Sản phẩm thứ 3 mà Vương Khả định bán là gì? Trương Đề Nhi nhíu mày hỏi. Ta làm sao mà biết? Trương Thần Hư mở miệng nói. Sao ngươi không biết? Hơn 2 tháng này ngươi đã làm gì? Trương Đề Nhi trợn mắt nói. Vương Khả làm việc ta nhìn hiểu thế nào được? Đoạn thời gian này Vương Khả làm ra rất nhiều bố trí, trừ trùng kiến cao ốc Thần Vương số 2, hắn còn đang tính dựng nên 3 kiến trúc siêu cấp tại 3 đô thị của các đại vương triều khu vực phàm nhân đấy. Trương Thần Hư nói. 3 kiến trúc siêu cấp sao? Trương Đình Nhi hiếu kỳ. Đúng, hình như gọi là siêu thị Thần Vương. Trương Thần Hư nói. Siêu thị Thần Vương là cái gì? Hắn muốn mở cửa hàng bán mấy loại thương phẩm như là đan dược binh khí à? Trương Đình Nhi hiếu kỳ nói tiếp. Ta cũng không rõ, chẳng qua nếu chỉ là bán thương phẩm không thường, sợ rằng rất khó mà kiếm được tiền. Suốt cuộc các đại tiền môn đều có cửa hàng trực doanh của riêng mình, Vương Khả căn bản là không có nguồn cung ấp ổn định. Hắn bán cái gì chứ? Hắn không có thương phẩm, mặc dù có thương phẩm, hắn lấy cái gì ra để cạnh tranh với thương phẩm lâu đời? Hắn làm gì có ưu thế? Trương Thần Hư cũng rất là nghi hoặc. Đúng vậy, siêu thị Thần Vương không có thương phẩm, hắn bán cái khỉ khô. Lạ hơn chính là còn định đặt siêu thị Thần Vương ở đô thành khu vực phàm nhân. Hắn điên rồi sao? Khu vực phàm nhân không có linh thạch, bằng với không có tiền. À không, có vàng bạc, nhưng mà vàng bạc thì đáng mấy đồng chứ, sao so được với linh thạch? Kém nhất thì cũng phải nên mở các loại tiên trấn mới đúng chứ, giờ lại tới khu vực phàm nhân làm gì? Trường Đề Nhi rất khó hiểu. Khả năng áp lực cạnh tranh ở các đại tiên trấn quá lớn sao? Còn khu vực phàm nhân thì không có cạnh tranh. Trương Thần Hư phỏng đoán. Có khả năng, nhưng mà không có cạnh tranh thì ích mẹ gì chứ. Khu phàm nhân nghèo rất mồng tơi, lấy đâu ra tiền? Phàm nhân làm gì có linh thạch? Ở trong mắt chúng ta, linh thạch mới là tiền. Vương Khả mở siêu thị Thần Vương ở khu phàm nhân, không phải là có bệnh thì là gì? Trường Đình Nhi càng nói càng nghi hoặc. Ta cũng thấy làm lạ,
Chẳng lẽ đầu óc của tên Vương Khả này có vấn đề? Trương Thần Hương nghi hoặc nói. Trương Đi Nhi nhíu mày tâm trầm tư. Không thể nào, nhất định là có thứ gì đó ta không nhìn ra. Vương Khả định vét tiền kiểu gì ở khu phạm nhân? Chuyện này cũng chưa từng thấy qua. Tiền tiền tiền, hắn kiếm tiền kiểu gì đây? Tí, đến rồi, ngươi xem, Vương Khả đến rồi. Thôi đừng nghĩ nữa, lát nữa là rõ cả thôi. Trương Thần Hư đưa mắt nhìn về nơi xa, nhẹ giọng nói. Quả nhiên nơi xa Vương Khả đi từ trong Thiên Lang Tông. Vương Khả vừa xuất hiện, lập tức vô số đệ tử chứng đạo dồn dập đứng dậy, khách khí nghênh đón Vương Khả. Vương huynh đệ, đa tạ chư vị tương góp vui. Vương Khả khách khí hành lễ với từng người. Bên ngoài cao ốc Thần Vương số 1, phía dưới Thiên Trác Yến, sau khi nâng chén khai tiệc, Vương Khả mới chậm rãi hướng lên một nơi đài cao cách đó không xa. Ở bên dưới, thần tình đám Mộ Dung Lục Quang, Trường Chính Đạo không giấu được vẻ cổ quái. Ai nấy đều cảm thấy hành động này của Vương Khả sao mà lại quen thuộc đến thế. Đây là cái chuẩn bị gài người mà. Đầu bên kia, trong cao ốc Thần Vương, qua cửa sổ, tỷ đại Trương Đi Nhi cũng nhìn về phía Vương Khả nơi đài cao. Vương Khả đi đến trên đài. Các vị, cảm tạ mọi người đã tham gia tiệc rượu lần này. Vương Khả ta cũng như mọi người, tin tưởng vững chắc chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng tà ác. Lần này ta không chỉ là muốn mời khách, cũng chỉ là vì cảm tạ mọi người, mà đây còn là tiệc ăn mừng của chúng ta. Khánh công vì chính nghĩa, khánh công vì chư vị. Chư vị, Vương Khả kính mọi người một ly. Vương Khả cao giọng hét lớn. Vương huynh đệ nói có lý, vì chính nghĩa chiến thắng tà ác, cạn ly. Vương huynh đệ cạn ly. Nhất thời khách khứa ở phía dưới dồn dập nâng chén uống cạn. Cạn chén đầu, Vương Khả đếm sâu một hơi, sảng giọng tiếp tục nói. Lần này trừ mời mọi người đến khánh công ra, để đến đáp sự ủng hộ của chư vị, Vương Khả ta quyết định xuất ra 1.000 vạn cân linh thạch tặng cho mọi người. Hả? Nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Bọn Trương Chính Đạo cùng vi sừng sốt trợn tròn mắt. Mặt trời mọc lên từ phía tây. Vương Khả cầm 1.000 vạn cân linh thạch đưa cho mọi người. Vương huynh đệ, người không đùa đấy chứ? Vương huynh đệ, 1.000 vạn cân linh thạch, người sao lại cho chúng ta 1.000 vạn cân linh thạch? Rất nhiều người lộ vẻ kinh ngạc, song phần lớn đều tỏ thái độ hoài nghi. Khoan nói, Vương Khả có nhiều tiền như vậy hay không? Dù là có thì hắn cũng nguyện chắp tay đưa cho chúng ta. Các vị, lần nữa Vương Khả sảng giọng nói. Nháy mắt, chúng nhân lập tức yên tĩnh, nín thở nhìn về phía Vương Khả. Để ta nói trước mấy lời, 1.000 vạn cân linh thạch này của ta là đến từ đâu? Chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy, hôm đó Hoàng Hiếu Tiền ô biệt thân phận ta, ngay trước mặt mọi người, hắn đánh cược 500 vạn cân linh thạch với ta, cuối cùng là bị thua. Số tiền này vốn đã đặt trong quỹ bảo hiểm, nhưng tài chính chỉ dành cho quỹ bảo hiểm đã được đảm bảo, nên mấy lần nữa lấy ra. Thứ nữa, trong thời gian ta bị thương hôn mê, chính mà lưỡng đạo treo thưởng tung tích về ta, mỗi bên treo thưởng 100 vạn cân linh thạch. Đoạn thời gian trước bị ta cường hành đoạt đấy, lúc này chắc chắn đã thành chuyện cười trong khắp thập vạn đại sơn. Vương Khả cười nhìn đám đông. Vương huynh đệ, số tiền đó hẳn thuộc về ngươi. Bọn họ treo thưởng tung tích ngươi, ngươi ngay mặt đính thưởng, bọn họ không đưa, thế chẳng phải giật lọng tiền của ngươi, cớ gì để không cầm? Việc này chúng ta đều biết, mấy vị sư huynh của ta còn nói Vương huynh đệ nghèo đến điên rồi, số tiền đó mà cũng dày mặt chiếm đoạt, kết quả bị ta sạc trong một trận, cớ gì để không cầm? Chính mình cử báo chính mình, có gì mà không được? Vương huynh đệ cầm hay lắm. Việc này nếu Vương Khả không nói, rất nhiều người sau khi biết được sợ rằng trong lòng có chút đố kỵ. Nhưng mà lúc này Vương Khả lại công khai nói ra ngay trước mặt bao người, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy Vương Khả hào sảng. Đến sau, lúc ta trị liệu Tử Kinh bị người đánh lén, chuyện này chắc mọi người cũng nghe được tin tức. Ta không kể lại chi tiết nữa, chỉ biết kẻ đánh lén bỏ mình lưu lại một chiếc vòng tay chữ vật, cộng thêm chính ta bỏ vào một ít, gộp chẵn là 300 vạn cân linh thạch, tổng cộng là 1.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương Khả có bao nhiêu tiền, trước này hắn tuyệt không thể để người khác biết. 1.000 vạn cân linh thạch này là số tiền tất cả mọi người có thể thấy được, đoán được. Vậy nên Vương Khả lấy hết chúng ra, đặt trước mắt bao người, đây chính là toàn bộ tài sản của Vương Khả. Đương nhiên số ít biết rõ, con người Vương Khả khẳng định là ngấm ngầm phi một tiếng, đây sao có thể là toàn bộ gia sản của Vương Khả được. Vương huynh đệ, người nói muốn hồi khấu 1.000 vạn cân linh thạch này cho chúng ta, rốt cục là có ý gì vậy? Một tên nam tử trên bàn tiệc có chút kích động nói. Các vị,
Cái gọi là hồi khấu không phải là đưa tặng không chút ràng buộc, mà là cần chư vị cầm đồ và trao đổi. Vương Khả cười nói. Cái gì? Chúng nhân dồn dập nhíu mày. Vương huynh đệ, người nói thế là có ý gì? Để chúng ta cần gì trao đổi sao? Người muốn thứ gì của chúng ta? Một tên đệ tử tiên môn con mày nói. Hiển nhiên bắt phải bỏ ra khiến cho lòng người có chút không thoải mái. Nói tỷ dụ thế này, giày rách mà vị huynh đệ đây đi qua, phôi đan mà vị huynh đệ kê luyện đan thất bại, hay là tàn thứ phẩm luyện khí thất bại của vị huynh đệ đây, thậm chí là thư pháp của vị huynh đệ kia, à còn có bảo kiếm mà các người không cần dùng tới nữa, thậm chí là kiếm đứt gãy, tàn đao, pháp bào bị hư hại, công pháp tu luyện bình thường, vân vân. Vương Khả nói. Hả? Hơn vạn người đang ngồi đều trợn tròn mắt. Tài chúng ta nghe lầm không? Vương Khả nói cái gì vậy? Sao chúng ta nghe không hiểu? Trong cao ốc thần vương, Trương Thần Hư thần tình cổ quái nói. Vương Khả đổi nghề thu mua đồng nát sao? Im mồm, tập trung mà nghe đi. Trương Đình Nhi nhíu mày nói. Tí, ngươi hiểu à? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Không, nhưng một khía cạnh này ta từng nghiên cứu qua, nhưng căn bản là không nhìn thấy khả năng vơ vét được tiền. Trương Đình Nhi nhíu mày nói. Trên các bàn tiệc xung quanh, đám đệ tử tiên môn không ngừng nghị luận, nét mặt ai nấy đều lộ ra vẻ mờ mịt. Mọi người đoán không sai, ta chính là muốn dùng 1.000 vạn cân linh thạch này để đổi lấy vật phẩm cũ nát của các vị không dùng đến nữa. Mọi người cảm thấy thế có được không? Vương Khả cười nói. Vương huynh đệ, chúng ta thực sự có rất nhiều thứ không dùng được, ném đi đáng tiếc, lại không cần dùng, nhưng mà sao ngươi cần những thứ này? Trên một bàn tiệc gần đó, Triệu Tứ hỏi ra nghi hoặc trong lòng của chúng nhân. Không phải là ta cần, là có người khác cần. Vương Khả nói. Có người cần? Đám đông không khỏi hiếu kỳ. Được rồi, để ta nêu ra một ví dụ cho mọi người. Chỗ này của ta có một thanh bảo kiếm, nhưng mà nó gãy rồi. Các vị nhìn đi, có ai cần dùng đến thanh bảo kiếm này không? Vương Khả lấy ra một thanh bảo kiếm, sảng giọng nói. Hả? Tất cả mọi người tập trung nhìn lại. Bảo kiếm đứt thành hai đoạn, ai mà dùng? Mọi người ở đây đều là tu tiên giả, đều là người có theo đuổi, sao phải dùng đến cái thứ này? Thế chẳng phải là cầm tính mạng bản thân ra làm trò đùa sao? Đại chiến chính mà, tỷ thí sinh tử, ngươi lại cầm một thanh kiếm gãy đi liều, chán sống chắc. Không ai cần sao? Ta nhớ trong các đại tiên trấn có một ít cửa hàng, bọn họ cũng thu, nhưng mà chỉ là thu đồng nát sắt vụn, sau đó cho về lô tái tạo, lần nữa rèn đúc. Thế thì khác gì là bán sắt vụn đâu. Bảo kiếm đi theo mọi người nhiều năm, dù có gãy thì cũng há thành sắt vụn. Cho nên ta cảm thấy chủ yếu là các người không tìm được người mua thích hợp thôi. Vương Khả trịnh trọng nói. Ai còn cần kiếm gãy làm gì chứ? Một tên đệ tử tiên môn nhíu mày nói. Phàm nhân. Vương Khả nói. Phàm nhân? Tất cả mọi người tại trường đều nhíu mày. Mọi người đừng có khinh thường phàm nhân. Chúng ta cũng đi ra từ khu vực phàm nhân, chắc hẳn tất cả mọi người đều hiểu, nếu phàm nhân được đến pháp bảo tiên môn, dù chỉ là một thanh pháp bảo phế phẩm hiệu quả hơi yếu, bọn họ cũng sẽ yêu thích không buông tay. Vương Khả nói. Hả? Kiếm gãy thì đã sao, ở trong tay của chúng ta tuy vô dụng, nhưng mà khu vực phàm nhân thì lại vẫn rất hữu dụng. Thanh kiếm gãy này dù kém đi đến đâu thì cũng sắc bén hơn kiếm bình thường rất nhiều của phàm nhân, thậm chí là còn chém sắt như chém bùn, bọn họ có thể không tranh nhau đi mua. Vương Khả hỏi. Chúng đệ tử tiên môn khẽ nhíu mày, cảm thấy lời này của Vương Khả là rất có lý. Phàm nhân không có tiền, yên tâm, ta sẽ thả 1.000 vạn cân linh thạch này vào khu vực phàm nhân, để các phàm nhân đi mua vật phẩm second hand mà các người đã không cần. Từ nay về sau, các người có vật phẩm second hand nào cứ để đó không dùng thì đều đổi thành tiền. Pháp bảo báo hỏng, đan dược dược tính nhỏ yếu, hạt giống dược tính trồng ra không tác dụng quan thường, những thứ này tùy vô dụng đối với các người, nhưng mà lại khiến phàm nhân đổ xô đi mua, làm vậy chẳng phải là càng tốt sao? Chỉ ít cũng đỡ hơn các người bị gian thương nào đó mua lại với giá đồng nát sắt vụn. Vương Khả cười nói. Second hand? Thế vậy phế phẩm mà chúng ta không cần dùng đến nữa thì được tính giá như thế nào? Một tên đệ tử tiên môn cũng hỏi nói. Đúng vậy, đồ vô dụng chúng ta thường được bán cho một ít cửa hàng chuyên mua đồ cũ. Các đại tiên trấn đều có các cửa hàng tương tự. Người khác thì người khác gì với bọn họ? Lại một tên đệ tử tiên môn hiếu kỳ nói. Không sai, trước kia ta cũng đã xử lý qua những vật phẩm này, nhưng mà những cửa hàng chuyên mua đồ cũ là quá đáng, toàn ép giá quá thấp,
nhiều lần khiến ta giận đến không muốn bán nữa. Người thì khác gì với bọn họ? Là một tên đệ tử tiên môn cất tiếng hỏi. Khác biệt? Khác biệt rất đơn giản. Giá tiền vật phẩm cũ sẽ do chính các người quyết định. Các người có bao nhiêu tiền thì là bấy nhiêu tiền. Vương Khả mở miệng nói. Hả? Chúng đệ tử tiên môn quanh bốn phía đều sừng sốt. Chúng ta nói bao nhiêu tiền thì là bấy nhiêu tiền? Ngươi đùa à? Vương Khả hợp thời vung tay lên, lập tức chính điện cao ốc thần vương rủ xuống biểu ngữ, trên đó viết hai chữ to tiếng: siêu thị. Đây là nghiệp vụ thứ ba mà công ty thần vương sắp tung ra thị trường, gọi là siêu thị. 4 tháng sau hẳn sẽ có thể chính thức doanh nghiệp. Vương Khả trịnh trọng nói. Siêu thị? Đám đông không khỏi nghi hoặc. Không sai, siêu thị thần vương mở ở đô thành ba đại vương triều khu vực phàm nhân. Ý của hai chữ siêu thị chính là thị trường siêu cấp. Đến lúc đó chúng ta đặt ra vô số quầy hàng, dùng lồng thủy tinh mà che đậy, để cho tất cả phàm nhân đi ngang qua chiêm ngưỡng quan sát. Vật phẩm cũ của các người sẽ được đặt trong tủ kính pha lê, giá cả do chính các người đánh dấu. Các người chỉ cần ghi rõ đặc tính vật phẩm là được. Như thế sẽ trực tiếp kết nối với khách hàng phàm nhân cuối cùng. Bọn họ sẽ đưa dựa theo giá niêm yết của các người mà lựa chọn ra nên mua hay không. Ghi bao nhiêu tiền thì bằng với giá bấy nhiêu tiền. Chỉ cần bán được đi ra, giá cả thế nào tùy các người đánh dấu. Vương Khả trịnh trọng nói. Phơi bày vật phẩm cũ của chúng ta để phạm nhân mua sắm, chúng ta tự niêm yết giá à? Một tên đệ tử tiên môn lầm nhầm nói. Không sai, không có gian thương trung gian ăn chênh lệch. Dù các người có bán một đôi tất thối cũng đã dùng qua, chỉ cần có người mua thì chúng ta cũng phục vụ. Vương Khả cười nói. Tất thối cũng có thể bán à? Một tên đệ tử tiên môn cười hỏi lại. Không sai, miễn là ngươi có mặt lấy đi, đồng thời không có nói ngoa, hơn nữa ghi rõ đặc tính sản phẩm, chúng ta đều sẽ phục vụ. Vương Khả nửa đùa nửa thật nói. Đám đông lập tức cười ồ lên. Vương huynh đệ, ngươi thực là không kiếm tiền ư? Có người nhíu mày. Ta đương nhiên là không kiếm tiền. Chẳng qua nếu ngươi bán được đôi tất thối kia thì cần chiết khấu 1/10 doanh thu, dùng để duy trì siêu thị thần vương vận hành. Vương Khả cười nói. 1/10? Có người hỏi lại. Không sai, siêu thị thần vương cần ánh đèn chiếu sáng, cần tiền thuê bảo an, nhân viên tiêu thụ, nhân viên đăng ký, nhân viên bảo trì, nhân viên vệ sinh. Ta còn phát tiền lương cho bọn họ chứ. Người bán một đôi tất thối, ta chỉ lấy 1/10 chi phí vận doanh, không là quá phận chứ. Giá tiền do chính người tự đánh, ta không kiếm lấy một phần. Người cũng không thể để một đám người bận trước bận sau giúp người bán tất thối mà chẳng thu về được gì. Vương Khả cười nói. Đúng, chỉ 1/10, không nhiều không nhiều. Không sai, lần trước ta bán một thanh kiếm gãy cho gian thương chuyên đồ dùng cũ, bị hắn ép đến chỉ còn có một thành, kết quả hắn kiếm lời gấp mấy lần đấy. Lại có một người lên tiếng. Vương huynh đệ, siêu thị thần vương này có thật như ngươi nói không? Lập tức bốn phía tiệc rượu náo nhiệt hết lên. Hiển nhiên ai nấy đều rất có nhiều thứ đồ không dùng, ném đi thì đáng tiếc, bán cho cửa hàng đồ cũ thì lại quá thiệt thòi, muốn tìm được người mua lại xấu hổ không dám nói. Chẳng lẽ ta phải đi khắp nơi ồn ào rêu rao rằng ta có một đôi tất rách ai cần mua không à? Khoan nói, bản thân không có mặt mũi đi giao bán tứ xứ. Chuyện này mà truyền về tông môn, không chừng sẽ khiến cho sư tôn và tông chủ bị thực chết đấy. Siêu thị thần vương, nền tảng tốt nhất để ngươi thanh lý vật phẩm. Ở đó vật phẩm sẽ không dùng đến của ngươi sẽ có thể biến thành tiền. Đương nhiên mọi người rảnh rỗi cũng có thể đến dạo chơi, không chừng vật phẩm người khác để đó không dùng vừa khéo lại phù hợp yêu cầu của ngươi thì sao? Phàm nhân có thể mua sắm, mọi người cũng có thể mua sắm. Điểm quan trọng nhất chính là không có gian thương đứng giữa ăn chênh lệch. Vương Khả sảng giọng tuyên truyền. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.